Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 861, kiếp phỉ đuôi mù 1. Trương Dương một mực đề phòng tên tạng dân này, đối phương vừa mới rút tạng đao ra, hữu quyền của trương đại quan nhân đã đấm vào mặt hắn, tên tạng dân đó hự một tiếng, ngã thẳng xuống đất, tạng đao cũng rơi xuống bên cạnh, cửa sau của xe jeep mở ra, từ bên trong xe có hai bóng đen chạy ra, dưới xe cũng có ba người lăn ra hai người từ trong xe jeep lao ra rõ ràng là hai tảng dân mà Trương Dương đã gặp trong khách sạn, trong tay bọn họ đều cầm súng săn không nói câu nào nhằm vào ngực Trương Dương mà bắn. Hai tiếng súng vang lên, nhưng thân hình của Trương Dương đã biến mất như quỷ mị, khi bọn họ ý thức được điểm này thì Trương Dương đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, song quyền cơ hồ đồng thời đánh trúng bụng hai người, đánh cho hai người đó ngã bệt xuống đất, còn ba tên còn lại thì không hề có súng. Khi bọn họ vung đao ném về phía Trương Dương thì Chu Sơn Hổ cũng đã chạy tới tiếp viện, hắn hợp lực với Trương Dương, ba quyền hai cước đánh ngã ba tên cướp, đám cướp này rõ ràng là chưa từng gặp khách qua đường cường hãn như vậy. Trương Dương chế trụ huyệt đạo của bọn họ, chu sơn hổ đỏ xe jeep của bọn họ vào ven đường. Triệu thiên tài cũng trên xe bước xuống, hắn khoác áo gió, bước tới đá lên người tên cướp gần nhất một cái, cảm thấy vẫn chưa hết tức, lại nhổ lên mặt mỗi người một bãi. Chu Sơn Hổ vội vàng đoạt lấy tất cả tảng đao của bọn họ, cười tâu tué nói, Trương Đại ca, giờ thì không tốn tiền mua đao nữa rồi. Mặt bọn cướp xám như cho tàn, trong bọn họ có hai người đặc biệt từ bát túc theo dõi cho tới tận đây, nhưng không ngờ lại theo dõi đúng ba tên ôn thần này. Một gã người tạng mà Trương Dương đã gặp trong khách sạn lắp bắp nói tha đi. Tha đi, mọi người giờ đều là người của mình mà. Hắn nhìn thấy Chu Sơn Hổ và Triệu Thiên Tài cướp sạch đồ có giá trị trên người họ, cho rằng hôm nay gặp người đồng đạo, đối phương là đen ăn đen. Trương Dương gắt, ai là người một nhà với chúng mày, bọn tao đây là thay trời hành đạo. Hắn nói với triệu thiên tài, để đồ đáng tiền của chúng lại, còn mấy thằng chó này thì tống hết vào xe, sau đó thì lái cho xe lao xuống dưới. Trương Dương có cố ý dọa bọn cướp này. Mấy tên cướp sợ đến nỗi suýt nữa thì tè cả ra quần, tên người tạng nói vừa nói chuyện lắp bắp xin, hảo hán tha mạng, chúng tôi không dám nữa, chúng tôi không dám nữa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi bức ảnh đó, bức ảnh đó. Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn nhớ tới từng ở trong khách sạn cầm ảnh của An Ngữ Thần hỏi tin tức, một loại dự cảm xấu sộc lên trong lòng hắn, chẳng lẽ An Ngữ Thần cũng đã đi qua đoạn đường này, cũng gặp phải bọn cướp, nếu bọn chúng dám xuống tay với An Ngữ Thần, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng. Nghĩ đến đây, Trương Dương xách tai tên tạng dân đó lên, túm thật mạnh, tai tên tạng dân đó như rách ra, máu tươi chảo đầm đìa, hắn kêu lên thảm thiết, tôi nói, tôi nói hết. Cô gái trong bức ảnh hôm trước có đi qua con đường này. Lúc ấy chúng tôi nhìn thấy cô ta xinh đẹp nên muốn xuống tay, nhưng Lạp Cát xuống thăm do hư thực của cô ta thì bị cô ta đánh cho một trận. Lạp Cát chính là một gã tạng dân bên cạnh hắn. Tên tạng dân đó vẻ mặt đau khổ nói, cô ta so với anh còn hung hăng hơn. Tôi chỉ mới nói có hai câu đã bị cô ta cho hai cái bạt tay, còn cướp cả tạng đau và dây xích tay của tôi đi nữa. Audio điện tử võ tấn bền. Nghe thấy vậy Trương Dương không khỏi bật cười, bọn họ chắc là không lừa mình, nhất định là Tiểu Yêu đã đi qua đây, đám cướp này đúng là không có mắt, không ngờ lại muốn cướp của An Ngữ Thần, An Ngữ Thần là ai chứ? Là cháu gái của Hãn phỉ núi Thanh Đài An Dâu Dập, gia tộc của cô ta chính là xuất thân cường đạo, trong người luôn chảy huyết dịch của cường đạo, cướp của cô ta, hắn không muốn cướp người khác đã là tốt lắm rồi. Chu Sơn hổ dù sao cũng còn có tâm tính của trẻ con, hắn tống mấy tên cướp lên xe. Sau đó dùng sơn xì phun bốn chữ, trong xe có cướp phỉ, lên thân xe. Dẫu sao thì Trương Dương cũng đã điểm huyệt của bọn họ, trong vòng 12 tiếng không thể tự giải được. Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ lột sách tài vật trên người và trong xe của bọn cướp, dẫu sao cũng là đồ bất nghĩa, đen ăn đen thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Triệu Thiên Tài trải qua cuộc ẩm ý này, người đầm đìa mồ hôi, bệnh tình không ngờ lại đỡ đi nhiều. Trương Dương bởi vì cuối cùng cũng có được tin tức của An Ngữ Thần, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều theo như lời của tên kiếp phỉ đó hôm trước an ngữ thần mới đi qua nơi này chỉ cần bọn họ nhanh chóng lên đường rất nhanh sẽ có thể theo kịp bước chân của cô ta ra khỏi cửa khe núi an cửu lạp sơn là tới hồ nhiên ô hồ nhiên ô là hồ đập nước cao nguyên nổi tiếng phân thành hai bộ phận cao thấp ven hồ là đồng cỏ xanh mượt ruộng lúa mì thanh khoa tươi tốt cảnh sắc trước mắt đẹp không sao tả xiết vì nghĩ đến tâm tình bức thiết của trương dương mặc dù là đối mặt với cảnh sắc đẹp như vậy, nhưng Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ cũng không đề xuất dừng lại, bọn họ ký thác hy vọng trên đường về, hy vọng Trương Dương thuận lợi tìm được An Ngữ Thần, như vậy bọn họ có thể cùng nhau trên đường về hân thưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của Cao Nguyên. Khi đi qua Trấn Nhiên Ô bọn họ cũng không nghỉ ngơi, buổi tối hôm đó đã tới được sông băng Mễ Đôi đẹp nhất Trung Quốc. Khi bọn họ vào ở thôn Mễ Đôi, thôn của dân tộc Tạng nằm dưới chân sông băng, độ cao so với mặt biển của nơi này không cao, có đồng ruộng phì nhiêu, rừng cây rậm rạp, nhà ở dùng gỗ dựng lên của người tạng đa số là hai tầng, tầng thứ hai có một nửa là sân phơi, trên sân phơi dựng đầy lúa mì thanh khoa và tiểu mạch thu hoạch được, mỗi một gia đình đều có một cái sân nhỏ như sân bóng rổ, bên trong không những dựng cầu gỗ cao to, mà còn dựng cả mấy lá phong mã kỳ, tùy ý tung bay theo gió trong rừng. Sân tạng trong thôn rất nhiệt tình, sau khi bọn Trương Dương phân phát một số văn phòng phẩm cho bọn trẻ con tạng, một số gia đình của bọn trẻ rất nhiệt tình mời bọn họ vào nhà uống trà bơ. Trương Dương từ chối lời mời nhiệt tình của họ, cầm ảnh của An Ngữ Thần hỏi xem bọn họ có biết cô ta ở đâu không. Một gã dân tạng nói với hắn, cô gái trong bức ảnh buổi tối hôm trước có dừng chân ở đây, sáng sớm ngày hôm qua đã tới sông băng mễ đôi rồi. Càng lúc càng có được nhiều tin tức về An Ngữ Thần khiến Trương Dương vô cùng kích động, hắn cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, nặng nặng đòi tới sông băng mễ đôi xem, Tuy hắn biết khả năng an ngữ thần vẫn còn ở lại sông Băng Mễ Đôi là bằng không, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tìm thấy cô ta. Từ thôn Mễ Đôi tới sông Băng Mễ Đôi người thường đi bộ phải mất 2 tiếng đồng hồ, Trương Dương không gọi Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ đi cùng, sau khi hắn rời khỏi thôn Mễ Đôi, liền thi triển khinh công, trong bóng đêm hạ thân như yến, chạy cực nhanh trên núi, giống như sao băng, nhanh như thiểm điểm, không lâu sau đã tới sông Băng. Tới sông băng nghế đôi phải đi bộ xuyên qua rừng rậm minh mang, vượt qua ba thung lũng. Trăng treo cao trên trời đêm, khi Trương Dương vượt qua ba thung lũng, một sông băng xuất hiện ở trước mắt hắn, mặt sông phẳng như gương, ánh trăng rải xuống, cả sông băng ánh lên ánh sáng màu bạc. Đầu kia của sông băng có một lưỡi băng rộng gần 2 mét, cao tới mấy chục mét phát ra ánh sáng xanh âm u, thác băng từ trên cao đổ xuống dưới ánh trăng ánh lên ánh sáng màu bạc. Độ cao gần 800 mét khiến cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng, từng cơn gió lạnh từ sông băng ùa vào mặt, dưới ánh trăng đêm lặng khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Một mình đứng ở hoàn cảnh như vậy, cảm thán quỷ phủ thần công của thiên nhiên, lại không khỏi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, Trương Dương tìm một vị trí an toàn, lớn tiếng gọi tiểu yêu. Cô ở đây, trung khí của hắn mười phần, giọng nói theo gió núi rét lạnh vang ra xa, quanh quẩn trong sông băng trống trải. Giọng nói chấn động, mấy tảng băng mỏng rơi xuống, đâm vào mặt hồ phẳng lặng sau đó lại nghe thấy tiếng vỡ vụn. Trương Dương lại gọi vài tiếng, từ xa chỉ truyền tới tiếng vang nặng nề, có lẽ tiếng gọi của hắn đã dẫn tới tuyết lở từ nơi nào đó, hiện tượng tự nhiên như vậy ở khu vực sông băng là rất thường thấy. Trương Dương đứng ngây ngốc trên sông băng gần một giờ, sau khi xác định không có bất kỳ ai đáp lại hắn, lúc này mới chuẩn bị xuống núi. Khi trở lại thôn Mễ Đôi, toàn bộ thôn Trang đã chìm trong bóng tối, các thôn dân đã ngủ từ lâu rồi, Trương Dương về khách sạn mà bọn họ ở trọ, phát hiện một bóng đen nhoáng lên ở trước xe Việt giá của họ, Trương Dương hơi ngẩn ra, phẫn nộ quát, ai? Bóng đen đó nghe thấy tiếng quát của Trương Dương thì quay đầu bỏ chạy, Trương Dương tung chân muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện một cơn gió lạnh cuốn theo không khí lạnh buối đâm thẳng vào hắn, Trương Dương theo bản năng ngửa ra sau, thò tay ra chụp một cái vào không trung, một mũi tên đã bị hắn chuẩn xác tóm chúng, nỏ tiến đang bay nhanh bỗng nhiên bị dừng lại. Cán tên không ngừng rung trong tay Trương Dương chương 862, kiếp phỉ đuôi mù 2. Nếu chỉ có một mũi tên thì cũng thôi đi, nhưng lại có hai mũi tiếp tục bắn tới, Trương Dương phát giác hai mũi tên này không phải là bắn về phía mình, mà là nhắm chuẩn vào chiếc xe Toyota đó mà bắn, phân biện cắm vào lốp xe trước sau. Trương Dương giận lắm, hắn lao về phía tên bắn ra, nhưng nghe thấy tiếng ầm ầm của xe máy, trong bóng tối, một người lái xe máy lao về phía xa. Trương Dương giơ mũi tên trên tay phải toàn lực ném ra, mũi tên từ trong tay hắn lao vụt đi, tốc độ của nó không hề kém được kình nỏ bắn ra, tên bắn lén đó tựa hồ như dự cảm được nguy hiểm đang tới gần, đang lái xe cao tốc bỗng dừng lạng một cái, tuy vậy, mũi tên vẫn bắn trúng giáp vai bên phải của hắn, xuyên qua vai phải hắn. Cơn đau khiến cho hắn mất đi sự khống chế đối với chiếc xe, xe ngả nghiêng rồi đổ xuống đường lầy, thân thể của hắn từ trên xe ngã xuống, lăn liên tiếp mấy vòng ra xa tới hơn 10 mét. Trương Dương đã đuổi tới, đồng thời vào lúc này, một chiếc xe mô tô vượt đường núi khác lao về phía người đó, tên đánh lén đã ngã xuống đất bò dậy, hắn chạy về phía đồng bạn, nhưng Trương Dương lại không cho hắn cơ hội, nhặt đá ở dưới đất lên, nhanh như thiểm điện ném ra. Viên đá va vào đầu gối tên đánh lén, hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi té lăn trên đất, khi ngã xuống đất còn lớn tiếng nói, đi mau, mặc kệ tao. Tên đồng bạn của hắn nhìn ra tình thế không ổn, vội vàng quay đầu xe, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Nếu là trước đây, Trương Dương muốn cản chúng lại tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng trước đó hắn vì lay tỉnh sở chấn nam nên đã tiêu hao quá nhiều nội lực, lúc này không khỏi có chút lực bất tòng tâm, hắn đi tới trước mặt tên đánh lén đó, tên đánh lén bỗng nhiên trồm lên, trong tay là một con dao gắm sáng loáng, đâm vào cổ họng của Trương Dương. Trương Dương tóm lấy cổ tay hắn, bóp một cái tát vào mặt hắn, đánh cho thằng ôn này mặt nở hoa, lập tức vặn chật khớp tay hắn, điểm huyệt đạo của hắn rồi đẩy ngã xuống đất. Những động tác liên tiếp này của trương đại quan nhân rất dứt khoát gọn gàng, nhưng sau khi làm xong cũng khó tránh khỏi thở hồn hền. Đây là hiện tượng trước đây chưa bao giờ có, một là bởi vì công lực của hắn trước đó đã hao tổn quá độ, thứ hai là bởi vì nơi này là cao nguyên, làm bất kỳ một động tác nào ở đây đều khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Động tính bên ngoài đã kinh động tới người trong khách sạn, có điều đại đa số mọi người không muốn nhiều chuyện, chỉ có triệu thiên tài và là ra xem xét tình huống, nhìn thấy Trương Dương kéo một người vào trong sân, Chu Sơn hổ vội vàng ra đón, có chuyện gì thế? Trương Dương lau mồ hôi trên trán, nói trộm xe, vừa hay bị tôi bắt gặp. Triệu Thiên Tài nghe nói có người muốn trộm xe, vội vàng chạy ra xe xem, hai bánh đều bị tên bắn trúng, cửa kính ở ghế lái cũng bị đập vỡ nát. Triệu Thiên Tài dùng đèn pin chiếu tên đánh lén bị Trương Dương bắt, liền thấy hắn là người tạc, màu da đen bóng, tóc hơi xoăn, máu tươi chảy ướt đẫm vai hắn, vai bị một mũi tên xuyên thấu. Triệu Thiên Tài tức giận nói, mày thật to gan, xe của bọn tao mà mày cũng dám trộm à. Tên người tạng đó cười cười, lộ ra hàng răng trắng bóng, chúng mày xui xẻo rồi. Chu Sơn Hổ nhấc chân đá hắn ngã lăn ra đất, xui cái con mẹ mày. Tên người tạng nói, ác lang mặt ra sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu. Ông chủ khách sạn đang đi ra nghe thấy cái tên ác lang mặt ra, sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, y mời Trương Dương sang một bên, nói khẽ thả hắn ra đi. Ác lang mạt ra là kiếp phỉ hung ác khu vùng tạng, anh nếu đắc tội với hắn, chẳng khác nào đắc tội với tử thần. Trương Dương cười nói, vùng tạng thì sao? Vùng tạng cũng là Trung Quốc xã hội chủ nghĩa mới, tôi con mẹ nó không tin, một tên kiếp phỉ lại có sức uy hiếp lớn như vậy, ác lang mạt ra chó má gì chứ, đắc tội với tôi 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 sẽ khiến hắn biến thành chó đói. Chu Sơn Hổ nói, không sai, biến hắn thành chó dữ. Ông chủ khách sạn nghe thấy bọn họ nói vậy liền thở dài không ngờ vẫn nói, các vị, tôi thấy các vị tốt nhất mau lên đường đi. Trương Dương minh bạch rồi, ông chủ khách sạn này sợ cái tên ác lang mặt ra kia, y không muốn để họ ngủ lại đây nữa, càng đừng nói là giúp báo cảnh sát. Triệu Thiên Tài kiểm tra xe của bọn họ một chút, may mắn là không có trục trặc lớn gì. Trương Dương thì không tin những người đánh lén hắn tối nay là trộm xe bình thường, khi Triệu Thiên Tài sửa xe, hắn kéo tên người tạng kia sang một bên tra hỏi. Trương đại quan nhân có rất nhiều phương pháp khiến cho người ta phải nói thật, không lâu sau, tên người tạng kia liền khai ra chân tướng của chuyện này, quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Dương, người tạng này và bọn cướp ở núi An Lâu Lạp đều là người cùng nhóm, đầu lĩnh của bọn này chính là tên ác lang mặt ra kia. Chu Sơn Hổ và ông chủ khách sạn nói chuyện một lát rồi mặt mày tươi cười quay lại, gã nói với Trương Dương, biết mặt ra có nghĩa là gì không? Trương Dương lắc đầu, hắn cũng không biết tiếng tạng. Cứt lớn, mạt ra chính là cứt lợn. Trương đại quan nhân không nhịn được liền bật cười. Chu Sơn Hổ cười nói, anh đừng cười, thật đấy, người tạng đặt tên cũng không khác chúng ta lắm, đều thích đặt tên xấu cho dễ nuôi, cứt chó cứt lợn các kiểu. Trương Dương gật đầu, ông chủ khách sạn lại tới khuyên bọn họ đi nhanh, để tránh ác lang mạt ra dẫn người tới trả thù. Trương Dương cũng nhìn ra danh khí của ác lang mạt ra ở vùng tạng là rất lớn, đắc tội với hắn, ngay cả ông chủ khách sạn cũng không dám lưu bọn họ lại. Triệu thiên tài rất nhanh liền sửa xong ô tô, lốp có thể thay, nhưng cửa kính bị vỡ thì chỉ có thể lâm thời dùng băng dính dính lại. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định, hắn không sợ ác lang mạt ra gì đó. Có điều Trương Dương nóng lòng muốn tìm An Ngữ Thần. Càng lúc càng có nhiều tin tức của An Ngữ Thần khiến hắn tin rằng An Ngữ Thần ở ngay tại phía trước cách họ không xa, có lẽ ngày mai có thể đuổi kịp cô ta. Bọn họ quyết định rời đi, khiến ông chủ khách sạn thầm thở vào nhẹ nhõm, chẳng những trả lại tiền trọ của họ, hơn nữa còn nói cho họ một số việc cần chú ý khi đi đường. Rời khỏi thôn Mễ Đôi, Trương Dương bảo Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ nghỉ ngơi, còn mình thì lái xe. Bệnh tình của Triệu Thiên Tài vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, liền ra ghế sau ngủ, Chu Sơn Hổ không yên tâm để Trương Dương một mình lái xe, hắn không chịu ngủ, mặc áo khoác, ngồi ở ghế phụ giúp Trương Dương cẩn thận giám sát đường phía trước. Cửa kính bị vỡ tuy đã dùng băng dính dán lại, nhưng không mang tới hiệu quả giữ ấm, nhiệt độ bên trong xe thấp hơn so với bình thường rất nhiều, Trương Dương liền mở điều hòa. Lái tiếp về phía trước là thông mạch trên đường xuyên tạc, đường núi rất xốp, gặp phải thời tiết mưa gió và băng tuyết tan, đoạn đường này rất dễ phát sinh cảnh núi lở đất đá trôi. Không may là trước khi họ tới đoạn đường này, trời bắt đổ đổ mưa, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống dưới không độ, nước mưa rơi xuống đóng thành băng, đây chính là mưa tuyết mà dự báo thời tiết thường nói. Triệu thiên tài cũng tỉnh rồi, hắn liên tiếp hắt xì hai cái, kêu khổ không ngừng, băng gián này không được rồi, đợi tới chân bát nhất, phải mua một khối kính thay thôi. Chu Sơn Hổ bỗng nhiên hét lên, dừng. Trương Dương không phanh lại đột ngột, mặt đường đã bị đóng băng, nếu phanh quá gấp, chỉ sợ sẽ làm ô tô thay đổi phương hướng, chạy khỏi mặt đường. Chu Sơn Hổ mở cửa xe bước xuống, trên đường ở phái trước có mấy khối đá, Chu Sơn Hổ đi bộ tới đẩy mấy khối đá xuống vách núi sau đó chỉ dẫn Trương Dương chậm chậm đi qua đoạn đường này, bởi vì trên đoạn đường này toàn là đá rơi, Chu Sơn Hổ dứt khoát đi bộ để xử lý chướng ngại vật, không lâu sau, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm toàn bộ, run run rẩy rẩy chạy về bên trong xe, nói với Trương Dương, Trương Đại Ca, không được rồi, hay là chúng ta dừng lại đây đã rồi đi sau. Triệu Thiên Tài nói, dừng lại á, à? muốn bị chết cóng ở chỗ này à, vừa rồi không nên rời khỏi thôn mế đôi, nếu đã đi thì phải tiếp tục, chúng ta thay phiên nhau dẫn đường cậu thay quần áo rồi ngồi trong xe cho ấm đi tôi sẽ xuống trương dương cản bọn họ lại nói các anh phụ trách lái xe tôi sẽ dẫn đường hắn dừng xe lại đẩy cửa nhảy xuống so với bọn chu sơn hổ nội lực của mình hùng hậu hơn rất nhiều ít nhất cũng không bị mưa gió làm cho lạnh cóng tuy rằng bọn họ có mang theo áo mưa nhưng với dạng thời tiết này thì áo mưa không mang lại tác dụng gì chu sơn hổ đưa đèn pin cho hắn Trương Dương cầm đèn pin tiếp tục tiến về phía trước, chưa đi được bao xa thì đường ở phía trước xuất hiện một cái rãnh, Trương Dương dùng đá rơi lấp rãnh lại cho phẳng, Chu Sơn Hổ cẩn thận lái xe đi qua. Bọn họ cứ như vậy vừa đi vừa dừng, hai tiếng mới đi được có bảy cây em, nếu cứ tiếp tục thế này, đi qua đoạn đường thông mạnh chỉ sợ trời đã sáng rồi. Mưa càng lúc càng lớn, đường ở phía trước càng lúc càng hẹp, trong mưa gió, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ầm ầm, đó là tiếng núi lở đá rơi, cho dù là Trương Đại Quan nhân có võ công tuyệt đỉnh, nhưng trong hoàn cảnh tự nhiên ác liệt như vậy cũng không khỏi thầm kinh hãi, lực lượng của con người so với tự nhiên thật sự là rất nhỏ bé. Chương 863, kiếp phỉ đuôi mù 3. Cẩn thận đi qua địa phương hẹp nhất ở phía trước, mưa đột nhiên nhỏ dần, Trương Dương ra hiệu tỏ ý bảo bọn họ dừng xe, đường phía trước bị ngắt đoạn, một cây đại thụ to bằng người thành niên đổ ngang ở đó, Triệu Thiên Tài mở cửa xe bước xuống. Hắn đi tới trước cây đại thụ nhìn nhìn rồi cười nói, "Cây thông. Trương Dương, tôi thấy chúng ta lợi dụng cây thông này để làm ấm, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp." Trương Dương gật đầu, trải qua một phen lao động, hắn cũng cảm thấy mình có chút mệt mỏi. Triệu Thiên Tài từ bên trong xe lấy ra cái cưa, một lát sau liền cưa được một đống gỗ thông, đi tới nơi ít gió đốt lửa, sau đó ba người hợp lực chuyển cây thông ra ven đường, Chu Sơn hổ lái ô tô qua đoạn đường này, đỗ ở nơi an toàn dùng quần áo ướt phát lên cây để hong khô. Cây thông tuy rằng dễ cháy, nhưng trong không khí đâu đâu cũng là mùi khét, có điều vì để chống lạnh, chút phiền phức này không tính là gì. Trương Dương cười nói, ngại quá đi mất, mấy anh em ta làm ô nhiễm hoàn cảnh rồi. Triệu Thiên Tài nói, loại ô nhiễm này so sánh với ô nhiễm công nghiệp căn bản chỉ là mưa bụi, có điều kể ra, hiện tại nơi trong lành như thế này ở trong nước cũng không nhiều lắm đâu. Chu Sơn Hổ nói, các anh nói xem, đám kiếp phỉ đó liệu có đuổi theo chúng ta không triệu thiên tài nói sao mà đuổi theo được thời tiết quỷ quái như thế này trừ ba thằng mốc chúng ta ra ai còn muốn khuya như vậy rồi còn lên đường trương dương cười nói nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện mấy tên hại dân hại nước này không tính là gì nhưng tôi thực sự không muốn lãng phí thời gian vì chúng chu sơn hổ nói chị an của vùng tạng sao kém như vậy nhỉ trương dương đương nhiên diện tích lãnh thổ rộng lớn đất rộng người ít Dương Nhiên trên quản lý không thể nào chu mật bằng nội địa được rồi. Triệu Thiên Tài nói, anh khai thật ra đi, tối nay anh đi đâu? Khi Trương Dương đi chỉ nói là đi dạo trong thôn, không nói với bọn họ là tới sông Băng Mễ Đôi, Trương Dương cười cười không nói gì. Chu Sơn Hổ nói, Trương đại ca, anh có phải tới sông Băng Mễ Đôi hay không? Trương Dương gật đầu. Chu Sơn Hổ cười nói, tôi đã bảo rồi mà. Hắn vươn tay về phía Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài bất đắc dĩ móc ra 100 đồng đưa cho hắn, thì ra hai người cá nhau. Từ kết quả cho thấy, hiển nhiên là Chu Sơn Hổ đã thắng. Triệu Thiên Tài lầm bầm nói, tới sông băng mà không gọi tôi. Chu Sơn Hổ nói, tôi cũng rất muốn đi, Trương Đại Ca, cho chúng ta tìm được ăn tiểu thư rồi, khi trở về, nhất định phải du lãm một phen. Trương Dương cười cười gật đầu, nhất định rồi. Một tiếng ưng hót thê lương xé rách màn đêm yên tĩnh, ba người bọn họ đồng thời dừng nói chuyện, Trương Dương giỏng tai lắng nghe, thính lực của hắn so với trước đây đã kém đi một chút, một lúc sau mới nghe thấy tiếng xe mô tô ẩm ẩm từ xa lại gần. Hai người Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ không hề nghe thấy gì, có điều từ vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng của Trương Dương, hai người đều ý thức được gì đó. Triệu Thiên Tài nói khẽ, địch nhân đến à? Trương Dương gật đầu nói, đám kiếp phỉ này thật đúng là âm hồn bất tán. Chu Sơn Hổ nói, chỉ sợ mục đích của bọn chúng cũng không phải chỉ là đánh cướp đơn thuần. Trương Dương nói, bọn chúng muốn trả thù. Trương Dương đứng dậy vỗ vỗ vai Chu Sơn Hổ, nói, chiếu cố cậu và thiên tài, những chuyện khác để tôi ứng phó cho. Trên Sơn Đạo Hẹp, hơn 10 chiếc xe máy nối đuôi nhau mà đi, người lái toàn bộ là hán tử tạng thân cao vạm vỡ, người cầm đầu là một tên tóc dài màu đen, da đen sấm, mũi cao mắt sâu, chính là đầu lĩnh ác lang mặt da của đám người này, hắn là dân tạng thổ sinh thổ trường, tụ tập một đám phần tử tội phạm tạng, chạy khắp tuyến xuyên tạng, lấy việc cướp bóc khách thương và du khách qua đường mà sống, ác danh đồn xa, bởi vì bọn chúng đông người, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa rất quen thuộc với địa hình xung quanh. Sau khi gây án thường thường đều an toàn rút lui, tuy hệ thống võ cảnh địa phương đã nhiều lần có hành động nhằm vào chúng, cũng bắt được mấy phần tử tội phạm, có điều đều là hạng lâu la, cũng không tạo thành đả kích chí mạng. Ác Lang Mạt Gia là kẻ cầm đầu của đám người này, thủ hạ của hắn đầu tiên là ở núi An Lâu lặp liên tiếp gặp thất bại. Lần gặp Trương Dương, mấy tên kiếp phỉ xui xẻo, tất cả đều bị bắt tại chỗ, Ác Lang Mạt Gia nghe tin liền vô cùng tức giận, hắn phái thủ hạ đi thám thính lai lịch của ba người Trương Dương, tối nay dùng nỏ tiến bắn Trương Dương chính là em trai ruột nỗ ngóa của Ác Lang Mạt Gia, không ngờ nỗ ngóa cũng bại trong tay Trương Dương. Ác Lang Mạt Gia trong những năm gần đây chưa bao giờ gặp thất bại nhiều như vậy cho nên hắn dẫn theo bộ hạ tinh nhuệ, tới đây trả thù. Đoàn xe hơn 10 người vòng qua ngã rẽ phía trước, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người đứng ở giữa đường, tay cầm một cành cây to miệng bát, người đó hô to, mạt ra. Ác lang mạt ra hơi ngẩn ra, liền thấy cánh tay của người nọ rung lên, cành cây to bằng miệng bát đó bị ném mạnh về phía họ, ác lang mạt ra cúi đầu tránh, đỉnh đầu có tiếng gió vùn vụt, cành cây đó bay sượt qua đầu hắn, hắn tuy rằng né được, nhưng bộ hạ ở phía sau hắn thì lại không được may mắn như vậy. Một người bị thân cây va trúng ngực, từ trên xe máy kêu thảm ngã xuống, xe máy trượt trên mặt đất đã đóng băng, liên tiếp đâm vào xe máy của hai đồng bạn, người trên sơn đạo ngã dạp một mảng, đội ngũ lập tức biến thành có chút thảm hại. Ác lang mặt ra nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên xe nhảy xuống, lật tay rút một thanh khai sơn đao ở sau lưng ra bóng đêm trong bóng đêm, khai sơn đao giống như một dòng nước thu, lóe ra hàn quang lành lạnh. Trương Dương mỉm cười đứng ở giữa đường, trong mắt đầy vẻ kinh thường và khiêu khích, mày chính là ác cẩu mặt ra à. Trương Dương là cố ý chọc giận đối phương, khi nói chuyện hắn lưu ý tới đối phương có 12 người, trong đó ít nhất có 5 người mang hàng nóng, đây là một đám thổ phỉ hung hãn. Ác lang mặt ra cầm khai sơn đao trong tay, nghiến răng nghiến lợi bước về phía Trương Dương. Trương Dương nói, một đấu một, mày không phải là đối thủ của tao, tất cả lên đi. Trương Dương cố ý nói vậy, tuy hắn hắn là kẻ tài cao gan lớn, nhưng cũng không muốn rơi vào trong tình cảnh bị vây công, huống chi đối phương còn có súng, mà hắn thì lại không ở trong trạng thái tốt nhất. Ấn tượng mà ác lang mặt ra mang tới cho hắn là người này chẳng những hung tàn, hơn nữa khá tự phụ, ở trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, hắn muốn lập uy, chỉ cần là đơn đả độc đấu đánh bại mình, địa vị lãnh đạo của hắn sẽ càng không thể lung lay. Ác lang mặt ra bước về phía trước một bước, mặt đất phát ra một tiếng rầm trầm muộn, trương dương hơi nhíu mày, hắn cũng không ngờ đối phương có thực lực không kém, tốc độ của ác lang mạt ra rất nhanh, trong nháy mắt đã vào tới trước mặt Trương Dương, giờ khai sơn đao trong tay lên, vù một cái chém vào đầu Trương Dương. Tay của Trương Dương cũng dơ lên, ống tuyếp giấy ở sau người lộ ra, ống tuyếp và khai sơn đao chạm nhau, keng một tiếng, khai sơn đao giống như cắt đậu hủ chặt đôi ống tuyếp. Trương đại quan nhân không khỏi lè lươi, thân hình vội lui ra sau, tránh được một đao này của ác lang mặt ra, không ngờ khai sơn đao của thằng ôn này lại sắc bén như vậy. Ác lang mặt ra nhe răng cười, keng một tiếng, đao của hắn lại chặt đứt ống tuyếp của đối phương này điều này đã làm cho lòng tin của hắn thêm lớn hơn. Ác lang mặt ra gầm nhẹ tao phải chặt đầu mày làm bô. Những lời này của hắn khiến đám người tạng ở phía sau cười ồ lên. Trương Dương cười nói, nếu muốn làm bô thì đầu mày thích hợp hơn đấy, đến đây nào. Ác lang mặt ra tiến về phía trước, chém liên lạ, Trương Dương thầm khen, hắn thật sự là không ngờ đao pháp của ác lang mạt ra lại tinh diệu như vậy, bất kể là tốc độ ra đao hay là góc độ ra đao, đều xứng là nhất lưu, trương dương kiên kỵ khai sơn đao phong trong tay hắn sắc bén vô cùng, cho nên không lấy cứng đối cứng với hắn nữa, chỉ bằng vào thân pháp linh hoạt của mình qua lại trong ánh đao, cố ý làm tiêu hao thể lực của ác lang mạt ra. Ác lang mặt ra sử xong một lộ đao pháp, nhưng ngay cả chéo áo của đối phương cũng không chạm vào được, lúc này hắn bắt đầu ý thức được mình đã gặp phải một cao thủ rồi hô hấp của hắn rõ ràng trở nên rồn rập, một lộ đao pháp này đã tiêu hao không ít thể lực của hắn. Ác lang mặt ra nói, có ngon thì đừng chạy. Trương đại quan nhân cười nói, đối với mày tao có cần phải chạy không? Khi hắn lên tiếng, bộ pháp đã khởi động. Ác lang mặt ra còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy Trương Dương đột nhiên lao tới trước mặt mình, trong lúc kinh hoàng vội vàng vung đao chém ra, nhưng lại chém vào không khí. Nửa thanh ống tuyếp trong tay Trương Dương đã kề lên yết hầu hắn, ống tuyếp này vừa mới bị một đao của ác lang mạt ra vót đứt, hiện tại phần đầu sắc như mũi mâu, chỉ cần Trương Dương hơi dùng sức một chút là ống tuyếp sẽ đâm qua ra hắn, khiến cổ hắn có thêm một cái lỗ. Ác lang mạt ra cả người lập tức như hóa đá. chương 864, kiếp phỉ đuôi mù 4 Trương Dương giật lấy khai sơn đao trong tay hắn, thở dài nói, tao bảo này, cái đám tiểu tạc chúng mày sao không có mắt vậy à? Tao không tìm chúng mày thì thôi, chúng mày lại dám dẫn xác tới, hiện tại không ngờ mặt dày mày dạn đòi báo thù ư? Ác Lang mặt ra vẫn không hề lộ ra vẻ sợ hãi, cười gan nói: có gan thì giết tao đi. Hiện tại có bảy khẩu súng đang chỉ vào mày, tao chết rồi thì mày cũng phải chôn cùng. Trương Dương cười nói: vậy thì phải xem là súng của chúng nhanh hay là đao của tao nhanh hơn. Khai Sơn đao kề sát vào yếu hầu của Ác Lang mặt ra, trên chỗ ra tiếp xúc với đao nổi lên một lớp da gà. Ác Lang mặt ra nói khẽ: đừng quên đây là đâu, trên mảnh đất này mày nói không ai nghe. Trương Dương cười ha ha, tiếng cười của hắn rất nhanh liền tắt phụt, bởi vì hắn nhìn thấy Chu Sơn Hổ và Triệu Thiên Tài bị dí súng vào lưng đi ra. Mặt Chu Sơn Hổ rất ủ rũ, hai người bởi vì không yên tâm để Trương Dương một mình ứng chiến cho nên tới đây hỗ trợ, nhưng không ngờ bị kẻ địch phục kích tóm gọn, đối với kẻ trong tay có súng, bọn họ không làm ra được chút phản kháng nào. Trương Dương có chút nghĩ không thông, mình đã thủ vững con đường này Vậy bọn cướp này là thông qua phương thức nào để vòng ra sau hắn? Đám người này ác lang mặt ra đều là người tạng thổ sinh thổ trưởng, bọn chúng đối với hoàn cảnh nơi này thì quen thuộc hơn mình nhiều. Mấy tên kiếp kèm Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ, dí súng vào lưng họ, uy hiếp nói: "Thả lão đại của bọn tao ra, nếu không." Trương Dương cười lạnh nói: "Nếu không thì sao?" Hắn giơ ống tuyết trong tay lên, hung hăng nện lên đùi ác lang mặt ra, không ai ngờ được Trương Dương lại làm ra hành động như vậy mũi nhọn của ống tuyết cắm vào chân trái ác lang mặt ra, hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, Trương Dương lập tức rút ống tuyết ra, mũi nhọn dính đầy máu chỉ vào mấy tên kiếp phỉ đó, tao cho chúng mày một cơ hội, tao đếm đến năm, tất cả cút đi cho tao, nếu không tao sẽ giết hết. Mấy tên kiếp phỉ đang kẹp triệu thiên tài và Chu Sơn Hổ nhìn nhau, bởi vì ác lang mặt ra ở trong tay Trương Dương, bọn chúng có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Ác lang mặt ra hét lớn, mặc kệ tao, giết chúng đi. Trương Dương dùng mặt ngang của khai sơn đao vỗ vào mặt hắn, bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4. Đám cướp này nghe Trương Dương đếm số thì có chút kinh họ ăn, Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho bọn Chu Sơn Hổ. Ác lang mặt ra giận dữ hết, giết bọn chúng. 5. Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ đồng thời cúi đầu xuống. Khai sơn đao và ống tuyết trong tay Trương Dương toàn lực được ném mạnh ra, trong bóng đêm truyền tới hai tiếng hét thảm thiết, ống tuyết đã đâm xuyên đầu hai tên kiếp phỉ đang kèm triệu thiên tài, tiến cướp phỉ kèm chu sơn hổ thì còn thảm hơn, khai sơn đau gọt đi nửa đầu hắn, óc trắng phòi cả ra. Chu sơn hổ tay mắt lanh lẹ bắt lấy khai sơn đau, một đau đâm vào tên cướp cầm súng khác ở phía sau, tay cầm súng của hắn lập tức bị chém nứt, tên cướp đó phát ra tiếng hét thảm, máu từ trong cánh tay bị chém nứt phun ra như suối. Trương Dương dùng tay kép cổ họng ác lang mặt ra, dùng thân hắn làm lá chắn, quạt bọn cướp ở phía sau, tất cả bỏ vũ khí xuống. Đám cướp nhìn thấy Trương Dương vừa ra tay đã giết chết hai người, ai nấy đều sợ vỡ mật, bọn chúng không ngờ chẳng buồn để ý tới ác lang mặt ra, nhấc xe máy lên lái xuống dưới núi, chỉ lát sau đã bỏ chạy không còn một mống. Ở hiện trường ngoài hai cỗ thi thể ra thì chỉ còn có ác lang mặt ra và tên cướp bị Chu Sơn Hổ chém đứt tay. Ác lang mặt ra lúc này đã mất đi nhuệ khí vừa rồi, Trương Dương thả cổ họng hắn ra, một quyến đánh cho hắn ngã xuống đất. Ác Lang mặt ra muốn từ dưới đất bò dậy, lại bị Trương Dương dẫm lên tay. Trương Dương lạnh lùng nói: "Đám vô liêm sỉ chúng mày làm sang làm bậy, cướp bóc mưu sát, không việc ác nào là không làm. Tao vốn cũng không có thời gian để bận tâm tới chúng mày. Nhưng thiên đường có lốn mày không đi, địa ngục không cửa mày lại lao vào. Ác Lang mặt ra nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói ít thôi, cho lão tử một cái chết thống khoái." Trương Dương cười ha ha nói: "Thống khoái ư?" làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn muốn chết thống khoái à, không dễ dàng vậu đâu. Hắn dậm mạnh lên cánh tay của ác lang mặt ra, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, tay trái của ác lang mặt ra đã bị dẫm gãy, sau đó thì lại dẫm gãy tay phải. Trương Dương nói, tao không giết mày, tao để mày dùng cả đời còn lại để sám hối vì những chuyện ác mà mày đã làm. Hắn xuống tay không chút nào dung tình, lại dẫm gãy hai chân ác lang mặt ra. Chu Sơn Hổ đương nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ không bỏ qua cơ hội vơ vét vật kỷ niệm, lột sách vật phẩm đáng tiền trên người bọn cướp này. Triệu Thiên Tài không nhịn được cười nói, Hổ Tử, tôi thấy anh thích hợp làm cướp đấy. Chu Sơn Hổ nói, tôi không xấu vậy đâu, tôi muốn đi theo Trương Đại Ca, về sau tranh thủ làm cán bộ quốc gia. Trương Dương mỉm cười nhìn Chu Sơn Hổ, không ngờ thằng ôn này cũng có chí hướng cao xa. Sau khi đang ngồi phó với đám kiếp phỉ này, bọn họ lại lên đường. Triệu Thiên Tài nhìn nhìn ra sau xe, Ác Lang mặt ra vẫn nằm trên đường, hắn nói khẽ cứ để hắn tự sinh tự diệt như vậy à? Trương Dương nói, trên tay đám kiếp phỉ này không biết có bao nhiêu mạng người, không giết hắn đã là nhân từ cho hắn lắm rồi. Chu Sơn Hổ nói, cánh tay bị gãy có thể liền lại, sau này hắn vẫn còn có thể làm chuyện xấu. Trương Dương cười nói, tay mà tôi giẫm gãy, trong thiên tạ chỉ sợ là không có ai có thể nối lại giúp hắn được đâu giữa trưa ngày hôm sau bọn họ tới Trấn Bát Nhất, thủ phủ của địa khu Lam Chi, tên cũ của nơi này là Lạp Nhật Giác, trước giải phóng chỉ có mấy tòa miếu nhỏ, mấy chục hộ gia đình, sau khi lập nước liền phát triển nhanh chóng, hiện giờ đã thành một thành thị cỡ nhỏ, là trung tâm tập kết mậu dịch lớn của phía Đông Tạng, cách thủ phủ Ha Sa của Tây Tạng cũng chỉ hơn 400 cây em. Chị An nơi này tương đối tốt, sau khi bọn họ thương lượng quyết định nghỉ ngơi trong trấn một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục tới Ha Sa, bởi vì dự báo thời tiết nói từ chiều tới tối vẫn có mưa, cho nên bọn họ không định tiếp tục mạo hiểm lái xe. Và lại chiếc Toyota này cũng cần sửa chữa một chút. Triệu Thiên Tài lái xe tới nhà máy sửa chữa ở gần đó để sửa xe, Trương Dương và Chu Sơn Hổ nghỉ ngơi trong khách sạn, thuận tiện hỏi thăm xem có ai biết nơi hạ lạc của An Ngữ Thần không. Trương Dương dành thời gian gọi mấy cú điện thoại, An Ngữ Thần quả nhiên không liên hệ với bất kỳ ai. Công tác phía Nam Tích vẫn thuận lợi, có thường lăng phong tỏa chấn, Trương Dương thật sự rất yên tâm. Chu Sơn Hổ lần này thu thập được không ít vật kỷ niệm, hắn đặc biệt thích thú thanh khai sơn đao của ác lang mặt ra, Trương Dương nhìn nhìn thanh đao này, chất thép rất tốt, chẳng trách có thể chém sắt như chém bùn, Trương Dương nói với Chu Sơn Hổ có thời gian tôi sẽ dạy cho cậu một bộ đao pháp. Chu Sơn Hổ vui sướng vô cùng, liên tục gật đầu. Trương Dương lại lấy ảnh An Ngữ Thần ra, lặng lặng nhìn gương mặt của An Ngữ Thần, nhắm mắt lại, hắn tựa hồ có thể cảm thấy an ngữ thần đang ở gần đây, nhưng vì sao lại không thể gặp được. chương 865, Tự nhiên và con người một Khi Triệu Thiên Tài sửa xe xong đi về lại mang theo một tin tức, tới trung tâm Châu Phong cần phải làm thủ tục biên phòng, địa khu bát nhất không làm được, phải tới nhật khách tắc. Triệu Thiên Tài lo Trương Dương sốt ruột. Gã an ủi Trương Dương, căn cứ vào tình huống trước mắt chúng ta đang nắm trong tay, an ngữ thần chắc vẫn chưa đến Châu Phong, cô ta chắc là vừa đi vừa chơi, còn chúng ta cơ bản là đi suốt không ngừng, tôi đoán rằng cô ta hiện tại nhanh nhất cũng chỉ mới tới được Ha Sa. Trương Dương nói, tình huống chiếc xe thế nào? Triệu Thiên Tài cười nói, vẫn tốt, không có bệnh gì nặng, có điều đợi chúng ta về tới Nam Thích, cần phải sửa chữa lại, nếu không thì thật sự là rất ngại khi giao lại xe cho Thường Hải Long. Chu Sơn Hổ ra ngoài khách sạn mua một số đông trùng hạ thảo, cười ha ha quay về, ngoài trời đang đổ mưa to, hơn nữa còn là mưa đá, Trương Dương nhìn nhìn tình huống ngoài cửa sổ, vẫn từ bỏ ý định đi đêm tới ha Sa, dục tốc bất đạt, dưới tình huống thời tiết như vậy nếu tiếp tục đi thì cũng không sáng suốt. Trương Dương nhìn nhìn đông trùng hạ thảo mà Chu Sơn Hổ mua về, giá rất rẻ, có điều toàn là hàng giả, Chu Sơn Hổ nghe nói tất cả đều là hàng giả, lập tức nổi trận lôi đình, sách đống đông trùng hạ thảo đi tìm tên bán rong đó tính sổ, nhưng ra tới bên ngoài, tên bán rong đó không biết đã đi đâu chú mưa rồi. Trên đường bởi vì do sóng kém, di động của Trương Dương cũng lúc được lúc không, đoạn thời gian ở Bát Nhân có rất nhiều người gọi tới, thỉnh thoảng có người gọi tới hỏi tình hình của hắn, lúc buổi tối Sở Yên Nhiên cũng gọi điện thoại. Trương Dương cũng không giấu giếm mục đích chuyến đi này của mình, thành thật nói cho Sở Yên Nhiên nghe. Lần này khiến Trương Dương bất ngờ là Sở Yên Nhiên chẳng những không tức giận, ngược lại còn an ủi hắn, "Trương Dương, anh đừng lo, em tin tiểu yêu nhất định cát nhân có thiên tướng, cô ta sẽ không gặp chuyện gì không may đâu." Trương Dương nói, "Yên Nhiên, em không tức giận à?" "Em vì sao phải tức giận?" Cái đó, Trương Đại Quan Nhân ngược lại trở nên có chút cứng lưỡi. Sở Yên Nhiên nhẹ giọng cười nói, "Anh lo em sẽ ghen ư?" "Ừ, nếu em ghen anh liệu có quay về không?" Trương Dương cười xòa một tiếng, Sở Yên Nhiên khẳng định biết đáp án rồi. Sở Yên Nhiên nói, "Anh cũng không phải đi làm chuyện xấu gì, anh là đi cứu người, em vì sao muốn ngăn cản anh?" hơn nữa em đã nghĩ thông rồi chỉ cần anh thật lòng yêu em là em thỏa mãn rồi người ta không có thích anh hay không là chuyện của người ta em không quản được trương dương bị sự thấu hiểu của sở yên nhiên khiến cho cảm động yên nhiên sở yên nhiên nói đừng hiểu lầm ý của em em nói những lời này không phải là cho anh một tờ giấy thông hành đâu không phải là để anh ra ngoài lăng nhăng đâu trương dương lời thề son sắt nói yên nhiên anh không phải là loại người như vậy khi thằng ôn này nói ra những lời này lộ ra chút giả dối sở yên nhiên thở dài nói anh đó anh là loại người nào em chẳng lẽ còn chưa rõ ư nói chung anh phải chú ý an toàn đó tiểu yêu thì phải cứu nhưng anh cũng phải bình an trở về nếu không sau này em biết tìm ai tính sổ đây trương dương nói em yên tâm đi anh tự biết lo cho mình hai người lại hàn huyên thêm vài câu trương dương mới lưu luyến không rời gác điện thoại Triệu Thiên Tài ở bên cạnh ngồi nghe không khỏi có chút hâm mộ tặc lưỡi nói, Trương Dương, tôi thật sự rất bội phục anh, người sống đến loại cảnh giới như anh, chết cũng đáng. Trương Dương cười mắng, mẹ kiếp, chú tôi chết đấy à? Triệu Thiên Tài cười ha ha. Trương Dương nói, tôi nghĩ kỹ rồi, tới Ha Sa, anh và Hồ Tử ở lại, tôi một mình tới trung tâm Châu Phong. Triệu Thiên Tài nói, không được, tôi đã đáp ứng Thường Hải Tâm phải luôn đi cùng anh rồi. Trương Dương nói, không cần đâu, đoạn đường nguy hiểm nhất đã đi qua rồi, đoạn đường cuối cùng tới Châu Phong tôi muốn đi một mình. Triệu Thiên Tài nói, anh thật sự cho rằng An Ngữ Thần sẽ leo lên cô Mô Lang Ma Ư. Trương Dương không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã công nhận lời nói của Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài nói, Trương Dương, tôi biết anh rất khỏe, nhưng leo lên Châu Phong không phải là đùa đâu, anh lại không phải là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, thiếu sự huấn luyện và kiến thức chuyên nghiệp, ở châu phong bất kỳ loại khí hậu ác liệt nào đều dễ dàng gặp phải vạn nhất lúc gặp nguy hiểm gọi trời mà trời không nghe gọi đất đất không linh thì biết làm sao trương dương cười nói tôi tới châu phong không nhất định là phải trèo lên đỉnh cao nhất của cô mô lang ma với tình hình sức khỏe của tiểu yêu khẳng định là không thể trèo lên được đỉnh núi có lẽ ở lưng chừng núi đã có thể gặp được cô ta rồi mà cũng có thể tôi tới trung tâm châu phong đã có thể gặp được cô ta rồi ý chứ Triệu Thiên Tài thở dài nói, anh liệu có nghĩ tới, cô ta căn bản chính là đang cố ý tránh anh, cho dù anh gặp được cô ta, cô ta cũng chưa chắc đã chịu ra ngoài gặp anh. Trương Dương mấy mấy môi, nói tôi nhất định có thể tìm được cô ta. Tuy rằng Trương Dương không muốn Triệu Thiên Tài chu sơn hổ chu sơn hổ theo hắn mạo hiểm, nhưng hai người vẫn không muốn ở lại Ha Sa. Sau khi ra xuất phát từ Bát Nhất, bọn họ không đỗ lại ở Ha Sa mà trực tiếp lựa chọn đường quốc lộ 318 để đi tới Nhật Khách Tắc để nhanh chóng, bọn họ vòng qua cảnh khu dương hồ, bọn họ vào hoàng hôn ngày hôm sau thì tới được nhật khách tắc, sau khi tới nhật khách tắc thì đi làm giấy biên phòng, nhưng tới nơi nhìn vào mới biết, đã là thời gian tan ca rồi, ba người năn nỉ võ cảnh trước cửa một lúc. Nhưng anh ta vẫn kiên trì giữ đúng nguyên tắc, bất lực, bọn họ chỉ có thể quyết định để ngày mai quay lại làm thủ tục. Khi Trương Dương đang chuẩn bị đi thì gặp mấy quân nhân từ phía trước đi tới, người ở chính giữa chính là Kiều Bằng Phi đã rất lâu rồi không gặp, Kiều Bằng Phi và đám chiến sĩ vừa đi vừa nói cười, sống trên cao nguyên trong thời gian dài đã khiến màu da của gã biến thành đen bóng khỏe mạnh, so với trước đây, gã gầy hơn một chút, có điều lại càng thêm rắn giỏi hơn. Gã cũng cảm thấy có chút khác thường, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm với Trương Dương, Kiều Bằng Phi còn giật mình hơn Trương Dương, hắn căn bản không ngờ ở cao nguyên tuyết vực này lại có thể gặp Trương Dương. Ân oán của Kiều Bằng Phi và Trương Dương bắt đầu từ nhiều năm trước, cũng chính bởi vì gã không ngừng báo thù Trương Dương, cho nên mới chọc giận ông nội gã, bị ông nội bắt đi tòng quân, trong sinh nhai quân nhân mấy năm, Kiều Bằng Phi trong bất trí bất giác đã thay đổi rất nhiều, gã bắt đầu nhìn lại quá khứ của mình, gã bắt đầu phát hiện giá trị của sinh mệnh, tranh cường háo thắng không phải là bộ phận tổ thành quan trọng nhất của nhân sinh. Trương Dương gật đầu với Kiều Bằng Phi, bất kể giữa bọn họ trước đây tồn tại thù hận gì, nhưng ở nơi xa xôi gặp lại, Trương Đại Quan Nhân vẫn biểu hiện ra sự rộng lượng nên có. Kiều Bằng Phi bước về phía hắn, đi tới trước mặt Trương Dương, vẻ mặt vẫn thản nhiên nói, có chuyện gì à? Trương Dương gật đầu nói, tới làm giấy biên phòng, tiếc là tới muộn. Kiều Bằng Phi nói, muốn đi cô -mô Lăng Ma ư. Trương Dương nói, đúng vậy. Kiều Bằng Phi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, thật ra răng của gã vẫn như trước kia, có điều da đen hơn nên khiến cho răng như trắng da. Kiều Bằng Phi nói, đi du lịch à, muốn ngắm cảnh sắc của Châu Phong ư, sau đó trở về có vốn để khoe khoang khoác lác hưởng thụ ánh mắt sùng bái khi người khác coi anh là dũng sĩ si ư trong lời nói của gã đầy vị đạo chế diễu trương dương nói đó là suy nghĩ của anh thôi nếu như không phải có việc tôi cũng không nhàn rỗi tới mức từ xa chạy tới đây chơi tôi có rất nhiều chính sự cần phải làm đừng có coi tôi là một thằng công tử ăn chơi nhàn rỗi không có việc làm nếu là trước đây kiều bằng phi có lẽ sẽ phẫn nộ nhưng cao nguyên đã ma luyện tính cách của hắn khiến gã thành thục hơn rất nhiều kiều bằng phi kiều bằng phi nói, đa số người tới đây đều là để du lịch, anh đừng có nói với tôi rằng, mục đích anh tới Châu Phong là để trèo lên Cô Mô Lang Ma, là để đi lên điểm cao nhất của địa cầu. Trương Dương nói, tôi không có chí hướng lớn như vậy đâu, tôi chỉ muốn tìm một người. Ai? Trương Dương nói, lòng hiếu kỳ của anh rất mạnh. Kiều Bằng Phi nói, nói ra nghe thử đi, có lẽ tôi có thể giúp được anh đó. Trương Dương bán tín bán nghi nhìn gã, kiều bằng phi không trả thù mình đã là tốt lắm rồi không ngờ còn muốn giúp mình ư chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cuộc sống trong binh doanh cao nguyên thật sự khiến gã đổi tính rồi ư trương dương nói an ngữ thần cô ta không nói tiếng nào chạy tới tây tạng kiều bằng phi mỉm cười một tiếng hắn lắc đầu nói đừng coi nơi này trở thành địa phương lãng mạn để yêu đương nơi này là cao nguyên không cẩn thận một chút là có thể sẽ phải bỏ mạng lại đây đấy trương dương nói cô ta bị tuyệt chứng không còn được mấy ngày nữa tôi phải nhanh chóng tìm được cô ta kiều bằng phi ngây ra một thoáng hắn cắn cắn môi trương dương nói tôi thật sự rất cần giấy biên phòng kiều bằng phi nói đi theo tôi đa số người tới trung tâm châu phong đều phải đến đây là làm giấy biên phòng trương dương đi theo kiều bằng phi vào văn phòng kiều bằng phi cho họ xem ghi chép của mấy ngày nay quả nhiên tìm thấy tên của an ngữ thần chương 866, tự nhiên và con người, hai. Kiều Bằng Phi chỉ vào bản ghi chép đó, an ngữ thần, nữ, người Hong Kong, không sai, buổi chiều ngày hôm qua cô ta ở đây làm giấy biên phòng, cô ta quả thật đã đi qua đây. Trương Dương nhìn thấy chữ ký của an ngữ thần, trong lòng vừa kích động lại vừa lo lắng, kích động là vì hiện tại cuối cùng có thể xác định an ngữ thần đang ở Tây Tạng, hơn nữa cô ta khẳng định là tới Komolangma, còn lo lắng là cô ta buổi chiều ngày hôm qua cũng đã xuất phát hiện tại chắc đã sớm đến châu phong rồi kiều bằng phi gặp bản ghi chép lại cô ta đã tới châu phong rồi trong mắt trương dương toát ra ánh mắt khẩn cầu hắn nói khẽ có thể giúp tôi làm giấy biên phòng không tôi phải nhanh chóng tìm được cô ta nếu không cô ta sẽ có nguy hiểm tới tính mạng kiều bằng phi nói người đến đây có ai mà không nguy hiểm tới tính mạng không nói cái khác gì chứng thiếu không khí ở cao nguyên thôi cũng tùy thời có thể cướp đi tính mạng của anh rồi. Có thể là anh cho rằng mình cường đại như thế nào, nhưng ở trước mặt tự nhiên, sinh mạng của con người thật sự là quá nhỏ bé. Trương Dương nói, mỗi một sinh mạng đều có giá trị tồn tại, cho dù là tự nhiên cũng không thể tùy tiện cướp đi được. Xin anh giúp tôi với, tôi cần làm giấy biên phong. tiêu bằng phi ý vị thâm trường nói, trong trí nhớ của tôi, anh chưa bao giờ mở miệng cầu tôi gã chỉ chỉ vào lưu trình làm việc trên tường đã tan tầm rồi trong lòng trương dương trầm xuống nhớ tới ân oán trong quá khứ giữa mình và kiều bằng phi gã chắc gì đã chịu giúp mình kiều bằng phi nói có điều anh đã vội vàng đi cứu người như vậy tôi cũng nên phá nhất một lần vì anh đưa giấy tờ của anh ra đây tôi giờ đăng ký luôn cho anh trương dương mừng rơn hắn quả thực không ngờ kiều bằng phi lại giúp mình kiều bằng phi rất nhanh liền làm xong giấy biên phòng của ba người cho bọn họ sự cảm kích của trương dương đối với gã thật sự là không biết nên biểu lộ như thế nào hắn chân thành nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau có cơ hội tôi sẽ biểu đạt lòng biết ơn với anh kiều bằng phi nói một tờ giấy biên phòng tôi mà nếu làm đúng nguyên tắc thì anh phải đợi sáng mai đi làm nhưng chậm chế một đêm nói không chừng sẽ có một tính mạng bị mất đi không có gì đáng để chúng ta tôn trọng hơn sinh mạng cả gã dừng lại một chút rồi nói đây là đạo lý mà tôi hiểu được sau khi tới cao nguyên Trương Dương thật sự cảm thấy Kiều Bằng Phi đã trưởng thành rồi, hắn không nói nhiều, đứng dậy cáo từ. Đi chưa được bao lâu thì Kiều Bằng Phi chạy ra theo, gã gọi Trương Dương lại, đưa cho hắn một tờ giấy phép đặc biệt màu lam, nói khẽ từ đây tới Định Nhật, điểm bắn tốc độ nhiều lắm, đi qua trạm kiểm tra phải án chiếu theo tốc độ quy định. Có tờ giấy phép đặc biệt này, các anh có thể không cần phải án chiếu theo tốc độ quy định mà lái xe nữa, cũng tránh được nhiều phiền phức, có điều phải nhớ, an toàn là trên hết. Trương Dương ra sức gật đầu, hắn không tiếp tục nói cảm ơn nữa, có câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần nhân tình mà Kiều Bằng Phi tặng cho hắn này không thể nói là không lớn, thời gian nửa ngày, thời gian nửa ngày này có lẽ có thể quyết định được sinh tử của một người. Trên đường tới Định Nhật, Triệu Thiên Tài có chút kỳ quái hỏi, thoạt nhìn thì Kiều Bằng Phi này không giống bằng hữu của anh. Trương Dương cười nói, không những không phải là bằng hữu của tôi, ngược lại còn là kẻ thù của tôi. Chu Sơn Hổ khó hiểu nói, cựu nhân mà tận tâm tận sức giúp anh như vậy à? Trương Dương nhìn cánh đồng hoang vu ngoài cửa sổ, nói khẽ cao nguyên nay đã làm gã thay đổi. Trước đây gã là một tên hoàn khố ăn chơi vô độ, hiện tại gã đã khác rồi, trưởng thành thật sự rồi. Tới được định nhật bọn họ mất 3 tiếng đồng hồ, đợi tới nơi rồi, Trương Dương mới thật sự thể hội được sự tiện lợi của tờ giấy phép đặc biệt mà Kiều Bằng Phi đưa cho hắn. Mỗi lần qua một trạm kiểm tra, án chiếu theo quy trình bình thường thì cơ hồ đều bị phạt. Có điều sau khi nhìn thấy giấy phép đặc biệt của họ, lập tức thả cho họ đi, ở trạm kiểm tra vào định nhật, bởi vì Chu Sơn Hổ không thắt dây an toàn nên nhân viên kiểm tra định phạt hắn 500 đồng, nhìn thấy giấy phép đặc biệt thì mới cho đi. Tới cửa soát vé ở trung tâm Châu Phong, Trương Dương cầm giấy phép đặc biệt đi giao thiệp, lại đút cho nhân viên công tác 200 đồng, lúc này mới được thuân lợi đi vào. Từ đường quốc lộ 8 rẽ vào đường quốc lộ Châu Phong, còn có hơn 100 cây em đường đá, mặt đường cực kém, lồi lồi lõm lõm, hơn nữa còn phải liên tục quạt gấp. Triệu thiên tài nhắc nhở Chu Sơn Hổ đi chậm lại, lúc này trời đã tối hoàn toàn, tuy không nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, nhưng bọn họ có thể cảm thấy được trong lòng bị một loại áp lực vô hình bao bọc, đó là do độ cao so với mặt biển không ngừng lên cao. Sau khi đi hết 3 tiếng, bọn họ đã tới được chùa miếu nhung bố tự cao nhất thế giới. Đây là miếu lạt ma nổi tiếng của Hồng Giáo. Nơi này cũng là vị trí tốt nhất để quan sát cô Mô Lang Ma, có điều hiện tại toàn bộ châu phong đều bị bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy những đỉnh núi tuyết trắng xóa, Trương Dương cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc, hắn chỉ muốn mau chóng tìm được an ngữ thần. Lại thêm hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, trong hoang vu và yên tĩnh vượt qua núi Gia Ô Lạp có độ cao so với mặt biển là 5.200 thước. Cuối cùng cũng đến được trung tâm châu phong, trung tâm châu phong so với sự tưởng tượng của bọn họ thì còn náo nhiệt hơn nhiều. Tuy đã là đêm khuya, nhưng vẫn có không ít du khách không ngủ đang nhảy múa uống rượu quanh lửa trại trên một ruộng rốc rộng rãi gần khách sạn lều trại đỗ đầy ô tô đến từ các nơi trên toàn quốc. Trương Dương cầm ảnh của An Ngữ Thần đi hỏi từng người một, một ông chủ khách sạn nói với hắn, có thể tới tìm một hướng đạo du lịch tên là Thứ Nhân Vượng Kiệt để hỏi, hắn là người hướng đạo xuất sắc nhất ở đây, sáng sớm mỗi ngày đều dẫn du khách tới Châu Phong, nghe nói hắn đã có lần một mình trèo lên đỉnh cao nhất của Châu Phong. Trương Dương hỏi nơi ở của thứ nhân Vượng Kiệt, hắn ở trong một chướng bồng nhỏ ở phía tây nam trung tâm Châu Phong, đi tới trước chướng bồng, nhìn thấy trên chướng bồng còn có một hàng chữ màu trắng, bên trên viết cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch. Trương Dương ở bên ngoài gọi một tiếng. Thứ nhân Vượng Kiệt vẫn chưa ngủ, hắn mở rèm cửa của lều trại, mời Trương Dương vào. Người tới chỗ hắn đa số đều là để nhờ dẫn đường du lịch. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, 5 giờ sáng ngày mai lên núi, mỗi người 100 đồng, tôi chỉ dẫn các anh tới vị trí tốt nhất để thưởng thức cảnh đẹp nhất của Châu Phong mà thôi. Nói xong những lời này hắn liền vươn tay ra, trong mắt hắn không cần phải nói những lời vô nghĩa làm gì, anh đưa tôi tiền, tôi dẫn anh lên núi, giao dịch vốn chỉ đơn giản như vậy. Trương Dương nói tôi là đến tìm người, hắn đưa ảnh của An Ngữ Thần cho Thứ Nhân Vượng Kiệt. Thứ Nhân Vượng Kiệt nhìn hắn một cái, cũng không cầm lấy bức ảnh đó. Trương Dương hiểu rõ ý của hắn, vội vàng lấy ra 100 đồng, Thứ nhân Vượng Kiệt lúc này mới cầm lấy ảnh, nhìn bức ảnh đó rồi nói, cô ta đêm qua tới đây, đến chỗ tôi hỏi đường lên núi, vốn đã giao tiền rồi, nhưng sáng sớm hôm nay khi tôi dẫn mọi người lên núi thì lại không thấy cô ta đâu. Có thể là đột nhiên đổi ý, không muốn lên núi nữa. Trương Dương nói, anh nói với cô ta con đường nào. Thứ nhân Vượng Kiệt không nói gì, lại nhìn nhìn Trương Dương, Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, xem ra những người tạng thuần khiết giờ đã bị tiêm nhiễm quá nhiều tật xấu rồi, Chuyện miễn phí giúp người khác tuyệt đối sẽ không làm, Trương Dương lại lấy ra một tờ 100 nhân dân tệ đưa cho hắn. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, cho tôi 500 nhân dân tệ, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi. Trương Dương nói, 1 ngàn nhân dân tệ, giờ đi luôn. Thứ nhân Vượng Kiệt kinh ngạc há to miệng, trong mắt hắn người này điên mất rồi, nửa đêm muốn trèo lên châu phong. Tối như thế này thì nhìn thấy gì? Trương Dương nói, tôi muốn tìm người, không phải đi ngắm cảnh, tôi có thể đoán chắc cô ta khẳng định một mình lên núi rồi, tôi phải nhanh chóng tìm thấy cô ta, nếu muộn thì tôi sợ cô ta sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, trên tay tôi đã có danh sách 12 du khách, nếu tôi dẫn anh đi, sẽ tổn thất 1.200 nhân dân tệ. Và lại, nửa đêm lên núi nguy hiểm lắm, 5 giờ sáng mai. Trương Dương lắc đầu nói, tôi muốn đi ngay bây giờ, tôi cho anh 2.000 nhân dân tệ, hiện tại chúng ta xuất phát luôn. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, hai ngàn đồng mà muốn bắt tôi đi mạo hiểm ư. Năm ngàn, Trương Dương nói rất dứt khoát. Thứ nhân Vượng Kiệt nuốt nước miếng, hắn đã bắt đầu động lòng rồi. Có điều hắn nhìn ra Trương Dương đang nóng lòng lên núi, vào những lúc như thế này đương nhiên phải nhân cơ hội để điều kiện. Hắn như sư tử há miệng, một vạn đồng. Thứ nhân Vượng Kiệt cũng biết mình ra giá hơi cao, hắn đang đợi Trương Dương mặc cả. Không ngờ Trương Dương gật đầu nói, ok, hắn từ trong ví lấy ra một vạn đồng đưa cho thứ nhân vượng kiệt, anh chuẩn bị một chút đi rồi chúng ta lập tức xuất phát. chương 867, Tự nhiên và con người ba Thứ nhân vượng kiệt căn bản không ngờ Trương Dương lại thống khoái như vậy, tuy rằng hắn không muốn mạo hiểm lên núi vào ban đêm, nhưng nhìn thấy một sấp nhân dân tệ dày cộp đó, sự khát khao đối với tiền bạc lập tức chiến thắng sự sợ hãi, thứ nhân vượng kiệt gật đầu nói, được, 20 phút nữa, vẫn ở đây. Ý tưởng ngay đêm trèo lên châu phong tìm kiếm an ngữ thờ của Trương Dương bị Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ kiên quyết phản đối, hai người đều cho rằng Trương Dương làm như vậy là rất mạo hiểm. Triệu Thiên Tài nói: "Sao không thể đợi tới ngày mai? Sáng mai đi thì an toàn hơn rất nhiều." Trương Dương nói: "Tôi có thể chờ, nhưng tiểu yêu lại không thể chờ, tôi phải mau chóng tìm được cô ta." Chu Sơn Hổ nói: "Tôi đi với anh." Trương Dương lắc đầu: "Thêm một người thì thêm gánh nặng." một mình tôi thì tình huống gì cũng có thể ứng phó được, nhưng lên núi rồi, tình huống lập tức vạn biến, vạn nhất trong hai anh có ai xảy ra chuyện, tôi làm sao mà chiếu cố được cả hai người. Chu Sơn Hổ vẫn nằng nặc đòi đi, nhưng Trương Dương lạnh lùng nói, nghe tôi đi, hai người cứ ở lại đây chờ tin tức, tôi cũng không phải là đi một mình, thứ nhân Vượng Kiệt là người dẫn đường ưu tú nhất của vùng này, có hắn dẫn đường cho tôi, chắc không có vấn đề gì đâu. Triệu Thiên Tài nói, anh liệu có từng nghĩ, nếu anh không tìm được An Ngữ Thần thì sao? Tôi nhất định có thể tìm được, Trương Dương hét lớn. Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết chủ ý của Trương Dương đã định, hắn quyết định một mình tới Châu Phong, Trương Dương thay trang bị leo núi mà bọn họ mang theo, Chu Sơn Hổ lặng lặng ở bên cạnh giúp hắn chuẩn bị hành trang. Triệu Thiên Tài nói, tôi tin An Tiểu Thư nhất định các nhân tử có thiên tướng, cho dù không tìm thấy, cũng chưa chắc có nghĩa là cô ta có chuyện. Trương Dương không nói gì, hắn hiểu rõ Triệu Thiên Tài đang lo lắng điều gì. Chu Sơn Hổ nói, cho anh 24 tiếng đồng hồ, nếu anh vẫn chưa trở lại, chúng tôi sẽ lên núi tìm anh. Trương Dương đóng xong hành lý, mỉm cười nói, 72 tiếng đồng hồ, nếu ba ngày ba đêm tôi còn vẫn không trở lại, các anh đi gọi đội cứu viện. Hắn đưa di động của mình cho Triệu Thiên Tài, ở trên châu Phong, di động sẽ mất tác dụng. Triệu Thiên Tài đưa bộ đàm cho hắn, nhớ mở bộ đàm. Đa số người sẽ nói tiền không phải là vạn năng, nhưng nhiều lúc tiền có thể mang tới tác dụng quyết định, vì một vạn đồng của Trương Dương, thứ nhân Vượng Kiệt quyết định dẫn đường cho hắn, ngay đêm trèo lên Cô Mô Lang Ma, thứ nhân Vượng Kiệt cũng có điều kiện, hắn không thể dẫn Trương Dương trèo lên đến đỉnh núi, hắn cũng không cho rằng Trương Dương có thể lên đến đỉnh, hắn sẽ tận sức mà làm, dẫn Trương Dương thưởng thức kỳ quan đỉnh băng mà người khác không thể nhìn thấy. Thứ nhân Vượng Kiệt nói cho Trương Dương biết, từ trung tâm Châu Phong xuất phát đến đỉnh núi Châu Phong, khoảng cách thẳng tắp là 19 cây em, nếu trên bình địa, khoảng cách này đương nhiên không tính là gì. Nhưng một đường đi lên trên, càng đi lên trên thì càng gian nan nguy hiểm, trung tâm Châu Phong mà bọn họ đang đứng, độ cao so với mặt biển là 3.212 thước, đây đã là nơi xa nhất mà du khách bình thường có thể đến được. Trên đường từ trung tâm tới Châu Phong, trước tiên phải đi qua một bãi sông Phạm Vi 2 km, nơi này mới là trung tâm mà các đội leo núi chuẩn bị hành trang xuất phát nói vắn tắt lại là ở giữa nơi này và chắn tâm châu phong mà du khách bình thường có thể lên có một phân giới tuyến dùng một trồng đá dựng lên tất cả những ai chưa được phê chuẩn lên núi thì không được phép vượt qua nơi này trương dương cũng không có giấy phép leo núi nhưng nhờ có một vạn đồng đó thứ nhân vượng kiệt dẫn hắn vòng qua tuyến bảo hộ này chung quanh bọn họ là một mảng tối đen đường lên núi không có đèn đội viên leo núi chuyên nghiệp tới leo núi đều đã ngủ rồi, bọn họ muốn tích tụ thể lực cho ngày mai leo núi, bốn phía đều là núi, nhìn lên bầu trời đêm, là một mảng tối đen, đứng ở chỗ này cảm thấy giống như đứng trong miệng giếng vậy. Thứ nhân vượng kiệt dẫn Trương Dương đi nhanh lên trước, từ trang bị tùy thân của Trương Dương có thể thấy được trang bị của Trương Dương tuy rằng không tồi, nhưng trong nghề leo núi chỉ là một tay ngang, khi vượt qua mảng doanh địa này, thứ nhân vượng kiệt thủy chung vẫn giữ im lặng, cho tới khi doanh địa đã bị bỏ xa lại đằng sau hắn mới lên tiếng nói từ nơi này chúng ta bắt đầu leo núi tôi có thể dẫn anh tới nơi có độ cao hơn mặt nước biển khoảng vạn thước nhiều nhất cũng chỉ có thể tới đó thôi hắn nhìn nhìn trang bị trên người trương dương rồi bổ sung nếu anh còn muốn giữ mạng trương dương cười nói anh chỉ cần dẫn tôi đi theo lộ tuyến mà anh đã chỉ cho cô ta là được rồi mục đích của tôi là tìm người không phải là muốn trèo lên komolanga Thứ nhân Vượng Kiệt nói, tìm người ư, một ngọn núi lớn như vậy, anh có thể xác định cô ta nhất định sẽ lên núi chứ? Trương Dương nói, có thể. Thứ nhân Vượng Kiệt thở dài, nếu cô gái này lên núi từ ngày hôm qua, đến bây giờ đã được hơn 20 tiếng đồng hồ rồi, rất khó tưởng tượng một cô gái một mình lên núi mà có thể ở được một thời gian lâu như vậy. Trương Dương nói, người hướng đạo ở khu vực Châu Phong không chỉ có một mình anh thôi đúng không, liệu có người nào khác dẫn cô ta lên núi không? thứ nhân vượng kiệt lắc đầu nói không thể giữa chúng tôi có trao đổi tin tức ai dẫn bao nhiêu người lên núi ai dẫn tới nơi nào mọi người đều có liên hệ với nhau nếu như có người dẫn cô ta lên núi tôi không thể không biết được trương dương nói vậy anh dẫn tôi lên núi có ai biết không thứ nhân vượng kiệt nói hừ chú tôi biết ngày mai ông ấy sẽ dẫn đám du khách mà tôi nhận lên núi nói tới đây Thứ nhân Vượng Kiệt không khỏi oán giận nói, thật ra tôi thả dẫn 20 du khách bình thường cũng không muốn dẫn một mình anh. Trương Dương cười cười, thằng ôn này có chút được tiện nghi thì khoe mẽ rồi, dẫn một du khách bình thường được có trăm đồng, dẫn một mình mình mà kiếm được tới một vạn đồng, một cuộc mua bàn như vậy, chắc hắn cả đời này cũng chẳng được bao nhiêu. Sơn đạo ở phía trước dần dần trở nên gập ghềnh. Thứ nhân Vượng Kiệt ngạc nhiên phát hiện Trương Dương không ngờ không xuất hiện bất kỳ phản ứng cao nguyên nào trên đoạn đường này hắn bước đi như bay, căn bản không xuất hiện tình huống hô hấp không thuận. Thứ nhân Vượng Kiệt cũng không thể không cảm thán thể lực siêu cường của Trương Dương, hai tiếng đồng hồ sau, bọn họ đã tới ranh giới có tuyết của Châu Phong, nơi này đại khái có độ cao so với mặt biển là 6.000 thước. Bởi vì đi lên nữa toàn bộ đều là băng tuyết ngàn năm không tan, tuy rằng vẫn là đêm khuya, nhưng khiến người ta sản sinh ra một loại cảm giác như bình minh, thứ nhân Vượng Kiệt đeo kính quang lọc vào, Trương Dương cũng đeo lên, bộ trang phục leo núi này và trang bị tùy thân của hắn đều là triệu thiên tài chuẩn bị trước, tất cả đều là nhãn hiệu nhất lưu trên thế giới. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, đừng nói to, càng đừng hò hét, trên núi tuyết, thanh âm của anh rất dễ dẫn tới tuyết lở. Trương Dương cúi đầu nhìn mặt đất, trên mặt tuyết có không ít dấu chân, nơi này vừa tới ranh giới có tuyết của Châu Phong, đa số người đều có thể đến nơi này. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, càng lên cao, dấu chân càng ít, theo biến chuyển thời tiết, danh giới có tuyết giã không ngừng kéo lên, đợi tới mùa hè, ranh giới có tuyết có thể lui tới 7.000 thước, lúc đó là lúc lên núi dễ dàng nhất, hiện tại là lúc nguy hiểm nhất, xuân về hoa nở, tuyết lở phần lớn là vào mùa này. Trương Dương nhìn bầu trời đêm, một vầng minh nguyệt giải ánh sáng xanh lạnh lẽo xuống cô Mô Lang Ma, tất cả dãy núi đều bị tuyết che phủ, thế giới xung quanh đều chìm trong tuyết quang cảnh nguyệt, nhờ tuyết quang, có thể thấy rõ cảnh vật ngoài vài dặm chung quanh, nhưng hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của an ngữ thần, Trương Dương từ trong đáy lòng gõ khẽ, tiểu yêu, cô ở đâu? An ngữ thần quả thực đang ở trên cô Lang Ma, cô ta từ sáng sớm hôm nay đã lên núi, hiện giờ đã ở trên núi gần 20 tiếng đồng hồ rồi. An ngữ thần đã đến chỗ có độ cao so với mặt biển là 7.500 thước, cô ta dựng lều trại trên tuyết, ngồi trong lều trại, ôm hai đầu gối, Lặng lặng nhìn ngọn đèn nhỏ trong lều. Cô Ma là địa phương mặt đất tiếp cận bầu trời nhất, ở phiến tịnh thổ này, cô ta thử quên đi tất cả, xong khi thật sự tới đây rồi cô ta mới phát hiện mình không những không quên đi được một số chuyện mà ngược lại càng vương vấn hơn cô ta đã liên tục hai ngày không ngủ từ lúc tới đây cô ta không dám ngủ sợ mình nếu ngủ thì sẽ không bao giờ tỉnh lại bên ngoài lại nổi gió an nữ thần co do trong chăn ngày mai cô ta sẽ tiếp tục lên đỉnh núi trên thế giới này không có ai biết được hướng đi của cô ta lựa chọn rời khỏi thế giới này một cách vô thanh vô tức lựa chọn ở nơi thuần tịnh nhất kết thúc sinh mệnh của mình cũng có thể coi là viết một dấu chấm viên mãn cho cuộc đời của cô ta, nhưng An Ngữ Thần trong lòng vẫn còn vướng bận, người mà cô ta nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Trương Dương, không biết sau khi mình chết, Trương Dương có thương tâm không? Sau vài năm nữa, anh ta còn nhớ tới một nữ đồ đệ bướng bỉnh bốc đồng này nữa không? Nước mắt men theo má An Ngữ Thần lặng lẽ chảy xuống, cô ta giống như là sợ bị người ta nhìn thấy, vội vàng lau nước mắt, tự nói với mình, mình không khóc. Mình không sợ, chương 868, tự nhiên và con người, 4. Bên ngoài càng lúc càng sáng, An Ngữ Thần chui ra khỏi lều trại, nắng sớm màu vàng từ trên trời hắt xuống, sông băng giống như phỉ thúy, tháp băng giống như bảo thạch, cấu thành một bức tranh tuyệt diệu, ảo hóa ra cảnh sắc vốn không nên thuộc về nhân gian này, song cảnh sắc lung linh trước mắt lại lộ ra một loại thê lương và lạnh lẽo không nói thành lời. An Ngữ Thần trừ nghe thấy tiếng hô hấp của mình ra, trước mắt là một mảng trắng xóa, hoàn toàn không thấy bất kỳ một sinh mạng nào gió lạnh không thổi được vào người cô ta nhưng cô ta tựa hồ lại cảm thấy ngạt thở an ngữ thần ngắm nhìn đỉnh núi châu phong trong màu trắng mịt mù cô ta tựa hồ nhìn thấy đỉnh núi giấy lên từng trận sương tuyết cô ta quyết định tiếp tục tiến về phía trước dung người vẩy bông tuyết bị gió thổi dính lên người đồng thời cũng vứt bỏ sự quyến luyến cuối cùng đối với nhân gian cô ta muốn quên đi tất cả chuyện phàm trần thế tục quên đi tình thân tình bạn và cả tình yêu còn chưa chớm nở gió rất lớn, xen lẫn với bông tuyết và mảnh băng vô tình đánh lên trên thân người leo núi. Thứ nhân vượng kiệt dùng gậy leo núi gian nan tiến lên, Trương Dương đi theo sau hắn cho tới bây giờ cho tới bây giờ Trương Dương vẫn đi bộ, không cần dùng bất kỳ công cụ leo núi nào. Điều này khiến cho điều này khiến cho thứ nhân vượng kiệt cảm thấy khá kinh ngạc. Thứ nhân vượng kiệt nghĩ, thằng ôn này chắc chưa từng được huấn luyện leo núi có hệ thống, nhưng thể lực siêu cường và kỹ xảo leo trèo cực cao mà hắn biểu hiện ra lại khiến thứ nhân vượng kiệt hoài nghi hắn là một vị cao thủ leo núi. Thứ nhân vượng kiệt dẫn Trương Dương tới phía sau một khối băng nham cực lớn, nơi này là nơi hắn dùng để tránh gió. Thứ nhân vượng kiệt tháo xuống khẩu trang tháo xuống, cho dù là người tảng trường kỳ sống trên núi như hắn cũng cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Nhưng Trương Dương thì trái lại, vẻ mặt vẫn chấn định như cũ, hô hấp rất tự nhiên. Thứ nhân vượng kiệt thở hổn hển nói, thể chất của anh tốt thật đấy. Trương Dương cười nói, cũng tạm được, so với người bình thường thì tốt hơn một chút thứ nhân vượng kiệt chỉ chỉ vào mặt đất dưới chân bọn họ nơi này chắc là có người từng dựng trại hắn cúi người cẩn thận quan sát trong chốc lát rồi nói chắc là đã đi được một đoạn thời gian rồi dấu vết trên cơ bản đã bị băng tuyết che phủ trương dương không kinh nghiệm trong phương diện này hắn không nhìn ra điều gì chỉ nói khẽ nhất định là cô ta thứ nhân vượng kiệt nói người leo núi tới đây rất nhiều không thể chỉ dựa vào dấu vết dựng trại của một ai đó mà đoán định là người mà anh muốn tìm hắn chỉ về phía trước, chúng ta đi lên nữa là tới băng đao lương rồi, đây chính là cự ly xa nhất mà tôi có thể dẫn đường cho anh. Trương Dương Thuận theo hướng hắn chỉ mà nhìn, thấy được ở xa xa, một cột băng dựng đứng trên sườn núi, giống như là một thanh đao băng khổng lồ cắm vào trong núi, danh sưng băng đao lương quả nhiên là rất hợp. Thứ nhân Vượng Kiệt nói một hơi nhiều như vậy, cả thấy rất phí sức, hắn lại há miệng thở hồn hền, một lúc sau mới hòa hoãn lại được, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói tầng mây có chút không ổn, sau chưa có lẽ sẽ có gió tuyết, tôi khuyên anh hay là về đi, cứ tiếp tục đi như vậy, nếu gặp phải gió tuyết thì sẽ bị khốn trong núi, tới lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi. Trương Dương nói, chúng ta tiếp tục đi, đợi tới băng đao lương rồi tính tiếp. Thứ nhân Vượng Kiệt không ngờ Trương Dương quật cường như vậy, chuyện đã quyết định thì quyết không đổi ý, có chút bất lực lắc đầu, hắn nghỉ ngơi tại chỗ thêm một lát rồi dẫn Trương Dương tiếp tục tiến về phía băng đao lương. Băng đao lương tuy rằng thoạt nhìn không quá xa, nhưng thật sự tới được đó thì lại rất khó khăn, đi chưa được bao xa, sức gió đã liền bắt đầu tăng mạnh, gió tuyết khiến cả đỉnh núi biến thành mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của bọn họ. Thứ nhân vượng kiệt lợi dụng gậy tuyết tiến về phía trước, còn dùng dây thường buộc lại với trương dương, càng lên cao, sức gió càng mạnh, thường thường đều là tiến ba bước thì lùi một bước, đi gần một tiếng mới di động được không tới một dặm, phía trước xuất hiện một khe huyền băng cực lớn. Khe nước này đều là do cột băng hình lăng trụ đổ xuống chống vào nhau mà hình thành, bởi vì sức gió cực lớn, thân thể của thứ nhân vượng kiệt cơ hồ cong thành 90 độ, hắn gian nan tiến từng bước một, một vạn đồng này đúng là không dễ nuốt, khó khăn lắm mới chui được vào trong khe huyền băng. Sức gió bởi vì được cột băng hình trụ ngăn cản cho nên nhẹ đi một chút, thứ nhân vượng kiệt tựa vào băng nham nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thể lực hơi khôi phục, hắn lại khuyên bảo Trương Dương, trở về đi. Sắp có bão tuyết rồi không đi nữa là muộn đó. Trương Dương ngẩng đầu nhìn trời, bầu tranh xanh thẳm, căn bản không giống như sắp có gió tuyết, Trương Dương lắc đầu. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, đi qua khe nước này là có thể tới băng đao lương. Bởi vì thiếu dưỡng khí, tiếng nói của hắn ngắt quảng, một câu nói thường thường phân thành mấy đoạn. Thứ nhân Vượng Kiệt không muốn tiếp tục đi nữa, hắn không thể lấy sinh mệnh của mình ra đùa, trước khi sắp chia tay với Trương Dương, hắn đưa một hộp thuốc tiêm cấp cứu cho Trương Dương, hy vọng lúc Trương Dương nguy cấp có thể dùng được. Thứ nhân Vượng Kiệt hiển nhiên không muốn Trương Dương toi mạc trước khi đi vẫn khuyên bảo Trương Dương, theo tôi về đi, tôi trả lại anh 5 ngàn. Trương Dương cười nói, anh chưa đưa tôi tới băng đau lưng mà, đợi tôi về rồi nói. Thứ nhân Vượng Kiệt nói, anh nếu có thể bình an trở về trung tâm, tôi nhất định sẽ trả lại anh 5 ngàn. Hai người chia tay nhau ở khe nứt, Trương Dương tiếp tục tiến về phía trước, còn thứ nhân vượng kiệt thì từ đó về núi trở về trung tâm. Sau khi hai người chia tay không được bao lâu, sức gió trên núi lại tăng cường, Trương Dương cũng không thể không lấy công cụ leo núi ra, đoạn cuối cùng của khe băng nứt là một dốc băng gần 90 độ, nếu là bình thường thì Trương Dương có thể thoải mái khắc phục, nhưng hiện tại đang ở trên núi cao, hơn nữa sức gió rất lớn, giỏi thổi vào người làm gia tăng trợ lực, Trương Dương dùng móc leo về phía trước, mất một tiếng đồng hồ mới đi qua được khe nứt này, tới băng đao lương. Trời bắt đầu đổ tuyết, gió lốc thổi quét băng tuyết, đập mạnh lên người Trương Dương, dưới thời tiết ác liệt như vậy, khinh công gì đó đều không dùng được. Trương Dương dùng gậy tuyết gian nan tiến lên trước, khi đi qua băng đao lương, hắn kinh ngạc phát hiện một dòng chữ nhỏ ở một mặt khuất gió. Nội tâm của Trương Đại Quan Nhân kích động vô cùng, An Nữ Thần Quả Nhiên đã đến nơi này, trong hoàn cảnh ác liệt cực đoan, còn khắc tên của hai người họ. Trước khi Thứ Nhân Vượng Kiệt đi đã chỉ đường cho Trương Dương trương dương dựa theo chỉ dẫn của hắn tiếp tục đi tới mục đích tiếp theo chính là minh kính đài nhưng gió tươi đầy trời khiến cho thị tuyến của hắn chịu ảnh hưởng cực lớn hắn không thể đi không chậm lại nhìn một mảng trắng xóa chung quanh hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực không biết an ngữ thần hiện tại đang ở đâu dưới tình huống ác liệt như vậy cô ta có được bình yên vô sự bình yên vô sự hay là trương dương lớn tiếng hô tiểu yêu cô ở đâu giọng nói của hắn theo gió núi vang ra ngoài vang vọng rất lâu trong đồng tuyết sông băng trống trải an ngữ thần cúi người mà đi trong tuyết từng trận gió lạnh thổi vào người trang phục leo núi của cô ta tựa hồ như bị thổi xuyên tứ chi có cảm giác tê buốt an ngữ thần ý thức được đây là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh của mình gió tuyết khiến cô ta không nhìn thấy đỉnh châu phong cô ta không biết mình đang đi tới đâu xem ra mình không còn cơ hội còn sống mà lên được châu phong rồi trước mắt thỉnh thoảng có ánh sáng vàng lóe lên toàn bộ trời đất giống như trong nháy mắt tối sầm lại An ngữ thần kinh ngạc cho rằng ban đêm không ngờ lại tới nhanh như vậy. Cô ta trợn mắt lên, cố gắng để nhìn thấy tất cả những gì trước mặt. Nhưng cô ta không nhìn thấy gì cả. An ngữ thần chỉ dựa vào một cỗ ý chí để chống đỡ. Cô ta gian nan bỏ sát trên mặt tuyết. Thế giới hắc ám trước mắt trong nháy mắt lại trở nên sáng rực. Cô ta nhìn thấy ông nội mình đang bước về phía cô ta. Đã lâu rồi không gặp, ông nội tựa hồ như trẻ hơn. Ông ta bước đi như bay, mỉm cười đi đến bên cạnh mình. Thân thiết nói tiểu yêu, sao vậy? vì sao lại quỳ dạp trên mặt đất thế kia, đứng dậy đi cháu. An ngữ thần nói, con đi không nổi nữa, con mệt rồi, con bé ngốc. Ông nội, vì sao ông bỏ con mà đi trước, vì sao muốn để con một mình cô đơn ở lại thế giới này. Ông nội chỉ cười chứ không nói gì. Một cơn gió lạnh thổi tới, thân hình của ông nội đột nhiên ảo hóa trong gió tuyết. Ông nội, an ngữ thần hét lên. Cô ta lại nhìn thấy Trương Dương, Trương Dương đứng ở bên cạnh cô ta, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế đó, cô bé, sao thế, không nói câu nào mà bỏ đi à? Trong mắt cô còn có người làm sư phụ là tôi không? Trương Dương, cô bé, gọi tôi là sư phụ. Tôi không gọi, tôi từ trước tới giờ đâu có coi anh là sư phụ, chẳng lẽ anh không nhìn ra? Tôi luôn rất thích anh ư. Trương Dương lắc đầu, cô bé ngốc, mạng cô không được dài, đừng nói những lời đó nữa có được không? An ngữ thần nuốt lệ nói, tôi biết, tôi là một con quỷ đoàn mệnh, tôi không có tư cách yêu bất kỳ ai. Trương Dương cười cười, tạm biệt. Trương Dương, đừng đi. Trương 869, Hố Băng 1. An ngữ thần vươn tay ra muốn tóm lấy Trương Dương, nhưng thân thể của Trương Dương đã giống như ông nội cô ta phiêu tán trong gió. Cái mà cô ta có thể tóm được chỉ là bông tuyết. An ngữ thần bật khóc, khóc rất thương tâm. Cô ta vốn cho rằng mình lên tới châu phong rồi thì có thể quên đi tất cả phiền não, có thể an tĩnh mà đi, nhưng cô ta vẫn không thể nào quên được Trương Dương, quên được giọng nói khàn khàn của hắn, quên được nụ cười vô tâm vô phế của hắn. An Ngữ Thần thậm chí bắt đầu hối hận rồi, vì sao phải lựa chọn nơi này, lựa chọn đi tới núi băng không một bóng người này, để rồi phải cô độc mà chết. Con người ta chỉ khi thực sự phải đối mặt với tử phong mới biết được sinh mệnh đáng quý như thế nào, An Ngữ Thần phát hiện mình vẫn còn rất lưu luyến sinh mệnh của mình, vẫn còn rất nhớ Nhung Trương Dương cô ta thậm chí còn chưa kịp thổ lộ cõi lòng của mình với hắn. Cô ta lại nghe thấy tiếng gọi của Trương Dương, sao mà mờ mịt, sao mà xa xôi thế, An Ngữ Thần biết mình lại bắt đầu ảo thính và ảo thị, cô ta đã càng lúc càng tiếp cận tử vong rồi. Tiểu yêu, nhưng giọng nói này tựa hồ khác với giọng mà vừa rồi cô ta đã nghe, An Ngữ Thần ép mình không nghe giọng nói này nữa, nhưng tiếng gọi cô ta của Trương Dương vẫn cứ vậy chui vào màng nhĩ của cô ta. An Ngữ Thần tiếp tục bò về phía trước, cô ta ném túi leo núi đi, ném tất cả gánh nặng đi, nhưng giọng nói đó vẫn không ngừng vang lên, an ngữ thần cắn môi, đột nhiên, cô ta lệ nóng tràn mi, cô ta cuối cùng cũng tin rằng Trương Dương thật sự tới rồi, tên đáng chết này không ngờ bất chấp tất cả mà tới đây tìm mình, hắn thật sự tới rồi. An ngữ thần há miệng muốn trả lời Trương Dương, nhưng phát hiện mình không phát ra được bất kỳ thanh âm nào cả, cô ta giấy rụa đứng dậy trên núi tuyết, nhìn ra xa, nhưng trước mặt cô ta vẫn tối om, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cô ta liều mạng vung vẩy cánh tay, chạy về phía phát ra giọng nói đó, nhưng chân cô ta lại đột nhiên hững đi, cô ta kinh hãi giơ tay là tóm, tóm được một cột băng, nhưng cột băng không thể nào chịu được trọng lượng của cơ thể cô ta, rắc một tiếng gãy ở giữa. An ngữ thần thậm chí còn không kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào, cô ta men theo dốc ngã xuống, rơi lên mặt tuyết, tiếp theo là rơi vào một hố băng tối om. Trương Dương ở trên mặt tuyết phát hiện một cái túi leo núi, cũng nhìn thấy vết tích con người phủ phục xuống mặt tuyết mà đi, gió tuyết vẫn còn chưa kịp vùi lấp đi tất cả, kéo túi leo núi ra, hắn rất nhanh phát hiện có vật phẩm thuộc về An Ngữ Thần, hắn kinh hỉ vạn phần, lớn tiếng gọi tên An Ngữ Thần, cho tới khi đuổi tới cuối dấu vết mà vẫn không phát hiện ra tung tích của An Ngữ Thần, Trương Dương có thể đoán được An Ngữ Thần không đi quá xa, hắn cẩn thận tìm kiếm trong phạm vi chăm dặm, cuối cùng ở trên một dốc băng nhìn thấy một cột băng bị gãy. Từ đoạn còn sót lại của cột băng hắn có thể đoán ra cột băng này bị gãy chưa lâu, Trương Dương đeo túi leo núi của An Ngữ Thần lên lưng, hắn men theo dốc băng cẩn thận trượt xuống, trượt được gần trăm mét mới thấy đáy, vết tích trượt dẫn tới một cửa động tối om là rừng, Trương Dương đi tới cửa động, gọi vào trong tiểu yêu, cô có trong đó không? Cốc tuyết vang vọng giọng nói của chính Trương Dương, không có bất kỳ ai trả lời hắn. Trương Dương mở túi leo núi ra, từ bên trong tìm thấy dây thừng và đồ cố định, hắn chọn một chỗ băng nham tương đối chắc chắn làm điểm cố định, sau đó thả dây thẳng xuống hố băng, sau đó bám dây thừng trượt xuống. Trương Dương dẫu sao cũng không phải là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, khi lựa chọn điểm cố định xuất hiện sai lầm lớn, khi leo xuống được nửa đường thì điểm cố định gãy, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy người mình đang trượt xuống rất nhanh, thằng ôn này vừa hò hét vừa rơi xuống, may mà chỗ hắn rơi xuống tuyết rất dày, Trương Dương dậm lên mặt tuyết, thân hình còn chưa kịp ổn định đã lại tiếp tục trượt xuống, hắn rút móc câu ra, vung mạnh lên mặt tuyết, cố gắng dừng thế trượt của mình, liên tục thử 5 lần mới đâm vào trong được một tầng băng rắn chắc. Một nửa lớn thân thể của hắn đã lao xuống vách băng. Chán trương dương đầy mồ hôi lạnh, xung quanh đen xì, căn bản không biết là vách băng phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu, hắn tuy rằng võ công chắc tuyệt, nhưng nếu thật sự từ vực sâu vạn trượng ngã xuống, cũng khó tránh khỏi kết quả tan xương nát thịt. Trương Dương kinh hồn định bò lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, may mà túi leo núi chưa rơi mất, hắn rút đèn pin cường quang ra, chiếu xung quanh, xung quanh chỗ nào cũng là tuyết tích dày cộp, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của an ngữ thần, hắn lại chiếu xuống vách băng vừa rồi, khiến hắn bất ngờ là, vách băng không cao, cách bên trên chỉ khoảng 10 mét, bên dưới là một bình đài lớn, trên mình đài đầy là tuyết động, ở chính giữa bình đài có một bóng người mặc đồ màu đó đang nằm. Trương Dương không nghĩ nhiều, lăng không nhảy xuống. Vị trí hiện tại của hắn có độ cao so với mặt biển là 8.000 thước, làm bất kỳ động tác gì cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều khi trương dương hạ xuống mặt tuyết chân trượt một cái không ngờ lại ngã nện mông xuống đất đây là tình huống mà bình thường không thể nào xảy ra nhìn bóng người trong tuyết tim trương dương cơ hồ nhô lên tới cổ họng hắn mong sao người ở trước mặt là an nữ thần nhưng lại sợ cô ta xảy ra chuyện nếu cô ta thật sự có ba giải hai ngắn gì mình không biết nên đối mặt như thế nào trương dương đi tới bên cạnh cô ta bàn tay run rẩy đặt lên vai cô ta Cẩn thận lật người cô ta lại, ánh sáng từ đèn pin chiếu ra hắt lên khuôn mặt trắng bệch như tuyết đó, không phải là an ngữ thần thì còn có thể là ai. Trương Dương mím môi, hắn cần phải chấn định lại, hắn trước tiên bắt mạch cho an ngữ thần, mạch của an ngữ thần tuy rằng yếu nhưng vẫn còn đập. Phát hiện này khiến Trương Dương vui mừng vô cùng, nhiệt độ ở đỉnh núi rất thấp, hố băng mà họ rơi vào so với bên ngoài thì ấm hơn một chút, nhưng không khí cũng dưới 30 độ. Trương Dương trước tiên muốn hồi phục độ ấm cơ thể cho an ngữ thần sau đó mới nghĩ cách cứu chữa. Hắn nhanh chóng dựng lều trại ở bình đài, sau đó giải túi ngủ mang theo người ra, mở đèn nhỏ, ôm an ngữ thần chui vào trong lều, dưới tình huống thiếu công cụ sưởi ấm hữu hiệu, phương pháp sưởi ấm trực tiếp nhất chính là lợi dụng nhiệt độ cơ thể của bản thân, vào những lúc như thế này hắn cũng không rảnh nghĩ tới những vấn đề khác, cởi quần áo của an ngữ thần ra, sau đó cởi quần áo trên người mình, ôm an ngữ thần chui vào bên trong túi ngủ, thân thể của hai người dán sát vào nhau, Trương Dương lợi dụng nhiệt độ cơ thể và nội lực của mình để sửa ấm cơ thể đã lạnh cóng của An Ngữ Thần. Trong mông lung An Nữ Thần cảm thấy ý thức của mình đang rời khỏi cơ thể mình, nhẹ nhàng bồng bềnh trong không trung, giống như là một sợi lông chim không ngừng bay lên cao, cô ta nhìn thấy thân hình của mình, lẳng lặng nằm ở trên đỉnh núi tuyết, mà hồn phách của cô ta lại càng bay càng cao, khuôn mặt của cô ta càng lúc càng mơ hồ trong tầm nhìn, An Nữ Thần nhìn thấy Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương đang liều mạng chạy đến bên cạnh cô ta, ôm lấy thân thể của cô ta rồi khóc giống lên, cô ta muốn lên tiếng. Muốn nói cho Trương Dương hay rằng cô ta đang ở trên không trung, nhưng cô ta mãi không nói ra được tiếng nào. An ngữ thần khóc, nước mắt của của cô ta không ngừng rơi xuống, ở trong không trung biến thành hạt châu, từng hạt châu trong suốt theo gió bay xuống trước mặt Trương Dương, thế nhưng hắn lại không cảm thấy gì. Trương Dương, an ngữ thần khóc, anh đây, anh ở ngay bên cạnh em đây trương dương ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của an ngữ thần hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô ta giọng nói này khiến hắn cảm động đến rơi lệ an ngữ thần cứ nói mê không tỉnh lại một chốc thì rơi vào trong hốc băng lạnh cóng chốc thì lại như rơi vào trong lò lửa thân thể của cô ta bị băng và lửa tra tấn cái chết không an tường như cô ta tưởng không ngờ lại đau đớn và khó chịu như vậy nhưng trước đây người ta có kể người chết sẽ không cảm thấy đau đớn vì sao cơn đau của mình lại rõ ràng như vậy Ý thức của An Ngữ Thần không còn bồng bềnh trong hư không nữa, cô ta muốn đi, triệt để mất đi tất cả chi giác, nhưng luôn cảm thấy có một sợi dây buộc lấy mình, sinh mệnh của mình thì giống như con diều, muốn bay nhưng không thể nào bay cao được. Để tôi đi, anh sẽ không để em đi đâu. Trương Dương ôm chặt lấy An Ngữ Thần, dùng cơ thể sưởi ấm cho cô ta, cố gắng lay tỉnh sinh mệnh của cô ta. An Ngữ Thần cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra, câu đầu tiên cô ta nói sau khi tỉnh dậy là tôi chết rồi à. Trương Dương cười nói, cô bé ngốc, có anh ở đây, làm sao mà để em chết được. An ngữ thần trợn tròn hai mắt, hình dáng của Trương Dương từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cô ta cuối cùng đã hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt của Trương Dương, thấy rõ nụ cười vô tâm vô phế của hắn, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt Trương Dương có nước mắt đang chảy xuống. An ngữ thần biết, những giọt nước mắt này là vì mình. Trương 870, Hố Băng 2 chi giác của cô ta cũng theo ý thức khôi phục lại từng chút một bắt đầu ý thức được mình đang bị trương dương ôm chặt trừ bộ vị trọng điểm được che chắn ra còn đâu không mặc gì cả mặt an ngữ thần đỏ lên từ trước tới giờ cô ta chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới cô ta đương nhiên hiểu rõ mục đích trương dương làm vậy là muốn sưởi ấm cho mình nhưng sự e lệ của thiếu nữ vẫn khiến cho cô ta xấu hổ không biết chui vào dâu trương dương từ vẻ mặt của cô ta nhìn ra biến hóa nội tâm của cô ta hắn vươn tay ra tắt đèn đi một là để tiết kiêm pin, hai là để An Ngữ Thần đỡ cảm thấy khó xử. Bóng tôi khiến An Ngữ Thần cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, cô ta nói khẽ đây là nơi nào. Trương Dương nói, trên Cô Mô Lang Ma, một hố băng không tên, độ cao so với mặt biển là khoảng 8.000 thước. Sao anh biết em ở đây? Trương Dương nói, như có một lần ở Xuân Dương, chúng ta ở trên sân thượng nhà anh nói chuyện, em từng bảo, trong lúc còn sống muốn tới Cô Lang Ma ngắm cảnh mà không ngờ anh vẫn còn nhớ anh đương nhiên là nhớ rồi mỗi chuyện mà em nói với anh anh đều nhớ kỹ nhiệt độ cơ thể của an ngữ thần nhờ được trương dương sưởi mà ấm dần trong bóng tối hai người dán sát vào nhau ngay cả tiếng tim đập của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng an ngữ thần nói em hối hận rồi hối hận cái gì hối hận vì một mình chạy tới đây em không muốn phải chết một cách cô đơn như vậy trương dương nói em sẽ không chết đâu anh sẽ không để em chết Ai rồi cũng phải chết, em biết tình hình của mình, may mà có anh tới, có thể chết trong lòng anh, em đã thỏa mãn rồi. Mặt của An Ngữ thần rụi sát vào ngực Trương Dương, trong bóng tối Trương Dương tìm thấy môi cô ta, nhẹ nhàng hôn lên đó, thân thể của An Ngữ thần run bắn lên như bị giật điện, cô ta ôm Trương Dương càng chặt hơn. Trương Dương nói khẽ, em sẽ không chết đâu, anh nhớ tới một cách, có lẽ có thể triệt để chữa khỏi bệnh của anh. An Ngữ thần nói khẽ cách gì? đột nhiên cảm thấy cặp ngực của mình lọt vào tay trương dương cô ta vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ gặt khẽ anh là sư phụ của em mà trương dương nói em có coi anh là sư phụ không an ngữ thần lắc đầu môi thơm chủ động dâng hiến hai người hôn nhau trên đỉnh núi băng này cái hôn so với bình thường thì tốn sức hơn nhiều trương dương nói còn nhớ quyển sách mà lý đạo trưởng đưa cho em không an ngữ thần mặt đỏ bừng cũng may mà đang tối nên trương dương không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta Cô ta cúi đầu ừ một tiếng, nghĩ tới những thứ được vẽ trên cuốn sách đó thật sự là quá khó coi, lúc đó mình không cần, trực tiếp đưa cho Trương Dương, cô ta nói khẽ, đó mà cuốn sách mà người thời cổ phải đọc trước đêm tân hôn à. Trương Dương bật cười, An Ngữ Thần cũng cười theo, nhưng hô hấp của cô ta rõ ràng khó khăn hơn nhiều. Trương Dương nói, em đừng nói gì cả, sức khỏe của em quá yếu, không thể tiếp tục tiêu hao năng lượng được nữa quyền xuân cung đồ mà Lý Đạo Trưởng đưa cho em không phải là đồ chơi tình dục gì đâu, chính là môn đạo môn đại, tên là tiên thiên công. An ngữ thần trợn trừng mắt, cô ta lúc này cảm thấy tim đập rất nhanh, đã không còn sức lên tiếng nữa rồi. Trương Dương tiếp tục nói tiên này là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, khi mẹ mang thai con thì bắt đầu tu luyện, huyết mạch của bào thai tương liên với cơ thể của người mẹ, người mẹ luyện tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, sau 10 tháng hoài thai, thai nhi này sinh ra đã có võ. Ăn ngữ thần tựa hồ hiểu ra gì đó, hô hấp của cô ta biến thành cấp xúc hơn. Trương Dương nói, anh đã nghĩ rất lâu rồi, anh Thủy Trung không nghĩ ra cách cứu em, ông nội em đừng giao cho anh một hộp bắc hải hàn ngọc, bên trong có một viên nghịch thiên đan, sau khi anh nghiên cứu ra phối phương, đưa cho em dùng mấy viên, nhưng nghịch thiên đan chỉ có thể kéo dài thời gian phát tác của bệnh tình của em, không mang lại tác dụng xây dựng lại kinh mạch, muốn xây dựng lại kinh mạch, tiên thiên này có lẽ còn có hy vọng, có điều. Có điều cái gì, ăn ngữ thần đã đoán ra đáp án nhưng vẫn hỏi. Trương Dương nói, nếu tu luyện tiên thiên, hai ta nhất định phải làm chuyện đó. Hơn nữa, em có thể còn mang con của anh nữa. Ăn An ngữ thần xấu hổ đến nỗi rụi mặt vào ngực Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nói, em ngàn vạn lần đừng nghĩ xấu về anh, anh thật sự không có ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. An ngữ thần nói, anh là cao thượng muốn xả thân cứu người chắc. Trương đại quan nhân mặt dày nói, trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là vậy đó. Ăn ngữ thần nói xong mấy câu thì lại phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục lại. Trương Dương ôm vai thơm của cô ta, vậy, ý em sao? Ăn ngữ thần cắn môi, một lúc sau mới nói, đáng ghét, chấm ans bảo con gái nhà người ta làm sao mà nói ra miệng được đây. Trương đại quan nhân sao có thể không hiểu ý của An ngữ thần, tay đã bắt đầu kéo nốt cái vật bé xíu còn lại trên người an ngữ thần xuống, bàn tay bắt đầu đi du lịch trên người cô ta, cảm thụ mị lực của thân thể động lòng người này, lúc thì vuốt ve chân cô ta, lúc thì lại từ vai cô ta đi xuống, hơi dừng lại trên gò bồng ảo một chút rồi lại trượt xuống tới eo, tới bụng dưới phẳng lì, sau đó thì trắng trợn khiêu khích, lông mày đang nhíu chặt của an ngữ thần dần dần giãn ra, mặt cũng biến thành nóng rực. Kinh nghiệm của Trương Đại Quan Nhân ở phương diện này có thể nói là khá giả dặn, hắn thông qua vuốt ve để giúp An Ngữ Thần thả lỏng. Dưới sự vuốt ve của hắn An Ngữ Thần bắt đầu có phản ứng, thân thể bắt đầu uốn éo, mặt đỏ bứng, da thịt trắng nõn cũng ửng hồng, đôi môi đang mím chặt hơi hé ra, nhẹ giọng rên rỉ. Trương Dương hôn môi cô ta, cắn nát một viên nghịch thiên đan, vị mát lạnh mà đang đắng từ miệng hắn trôi vào yết hồi của An Ngữ Thần. Trương Dương sớm đã đọc nát cổ tịch tu luyện mà Lý Tín Nghĩa đưa cho hắn, trước đó cũng từng nhiều lần diễn với Tần Thanh, nhưng nội lực của hắn quá mức hùng hậu, hai người phối hợp thủy chung khó có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, nếu không phải an nữ thần đang lâm vào tuyệt cảnh, Trương Dương cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần, hắn lo lắng kinh mạch yếu ớt của an nữ thần căn bản không thể chịu nổi nội lực hùng hậu của hắn. Đối với an ngữ thần mà nói đây là một kinh lịch hoàn toàn mới trong nhân sinh của cô ta, hoàn thành lột xác từ một cô gái đến một nữ nhân chân chính, nhưng đối với Trương Dương mà nói, hiện tại lại là lúc cực kỳ hung hiểm, khi nghĩ cách cứu sở chấn nam, công lực trong cơ thể hắn đã hao tổn quá lớn, thậm chí cuối cùng bất đắc dĩ phải dùng kim châm thứ huyệt, kích phát tất cả đều năng lượng tiềm tàng trong cơ thể, hiện giờ hắn đang ở vào lúc không hư nhất, mạo hiểm dùng loại phương pháp này để cứu chữa cho an ngữ thần. Kỳ thực chính là mang tính mạng của mình ra làm tiền cược. Trương Dương không phải là không nghĩ tới hậu quả, nhưng vì tiểu yêu hắn quyết tâm thử một lần. Trong hố băng tối om không phân rõ ngày đêm, An Ngữ Thần và Trương Dương lõa lổ quấn chặt lấy nhau, hai người đều rất mệt mỏi, Trương Dương có một loại cảm giác hư thoát, An Ngữ Thần cũng rất mệt, nhưng lại cảm thấy trong cơ thể tự hồ có một con chuột đang chạy loạn. Cô ta kể lại cảm giác kỳ quái này cho Trương Dương, Trương Dương nói, đó là nội tức của anh đó. An Ngữ Thần nắm chặt tay Trương Dương, bật đèn nhỏ của lều chạy lên, lúc này nhìn thấy sắc mặt của Trương Dương trắng bệch tới dọa người, cô ta run giọng nói, anh sao vậy? Trương Dương cười nói, không sao. Ánh mắt của hai người chạm nhau, mặt an ngữ thần không khỏi lại đỏ bừng. Hiện tại quan hệ của cô ta và Trương Dương đã phát sinh biến hóa trên căn bản. An ngữ thần lại vươn tay ra tắt đèn đi, sau đó chui vào lòng Trương Dương, ôn nhu nói hiện tại em đã không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Trương Dương nói, làm người không thể ích kỷ như vậy được, em không còn gì tiếc nuối, nhưng anh thì có, anh nhất định phải chữa khỏi cho em. An ngữ thần nói, thật sự có thể chữa khỏi cho em ư. Tuy cô ta đối với việc được chữa khỏi hoàn toàn đã không còn bất kỳ hy vọng gì, nhưng kể ra cũng lạ, sau chuyện mà vừa rồi cô ta đã mới qua, tuy có chút mệt mỏi, nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể đã đỡ đi nhiều. Trương Dương nói, nhất định có thể chữa khỏi cho em, có điều, trước mắt chúng ta phải mặc quần áo lại đã, rồi nghĩ cách làm thế nào để rời khỏi nơi này. Biến hóa lớn nhất của An Ngữ Thần không phải là trên thân thể, trước khi gặp Trương Dương, cô ta đã ôm lòng tất chết. Sự xuất hiện của cô ta mà tất cả những gì phát sinh giữa bọn họ khiến An Nữ Thần lại có dũng khí và ý chí để tiếp tục sống Hai người mặc quần áo vào xong, Trương Dương rõ ràng cảm thấy thể lực của mình đã giảm mạnh Trạng thái của An Nữ Thần thì lại không tồi, bọn họ trước tiên trèo lên vách băng Thể lực của hai người đều bị tiêu hao một nửa trong quá trình này Ngồi sau một lớp tuyết dày để nghỉ ngơi, Trương Dương mở bếp khí, hòa tan một số nước tuyết Ở độ cao 8.000 thước so với mặt nước biển nước tuyết không bao giờ sôi được, nhiệt độ nước tối đa là 75 là xuất hiện hiện tượng sôi. chương 871, Hố Băng 3 Hai người uống chút nước, ăn một chút thực phẩm, ăn ngữ thần dùng đèn pin chiếu về phía trước, động khẩu mà cô ta rơi xuống đã bị tuyết che phủ, từ dưới lên trên ít nhất cũng phải 30 mét. Thật sự là không thể tưởng tượng được cô ta từ độ cao như vậy ngã xuống mà lại không sao cả. Trương Dương đợi thể lực khôi phục lại một chút, bắt đầu chỉnh lý công cụ leo núi, hắn trên phương diện leo núi rất kém, may mà có An Ngữ Thần, An Ngữ Thần là chuyên gia ở phương diện này, dùng đục băng đào ra một lỗ hổng trên băng nham, sau đó làm tốt cố định, bò từng chút lên trên. Nếu ở trên bình địa, Trương Dương còn có thể dùng công phu bích hổ du tường, hiện tại là đang ở trên đỉnh núi cao, nội lực của hắn lại bởi vì cứu chữa cho An Ngữ Thần mà hao tổn quá độ, hắn hiện tại không khác gì một người bình thường, dựa theo phương pháp mà An Ngữ Thần dạy cho hắn, từ từ tiến lên trên băng nham, hai người đỡ nhau, mất ba tiếng đồng hồ mới tiếp cận được vị trí cửa động. Trương Dương một tay cố định, một tay dùng cào tuyết quét đi tuyết tích ở cửa động, tuyết tích bên trên đã phủ lên một tầng dày cộp, liên tục ba lần xúc, tuyết tích ở cửa động mới lỏng ra, phù một tiếng đổ xuống. Trương Dương dùng cuốc băng cắm vào lớp băng ở bên ngoài rồi gian nan bỏ ra, thân thể vừa thò ra ngoài cửa động, một cỗ gió lạnh cực mạnh mang theo gió tuyết ập lên người hắn, không khí lạnh băng cơ hồ muốn đóng băng hô hấp của hắn, Trương Dương bỏ ra mặt tuyết ở bên ngoài, sau đó thò tay ra, nắm lấy cánh ta mà An Ngữ Thần đưa tới, toàn lực kéo cô ta ra khỏi hố băng. Sau khi An Ngữ Thần bỏ ra mặt tuyết, hai người đồng thời nằm xuống mặt tuyết, An Ngữ Thần quay người lại ôm hắn, hai người lại không nói gì, bầu trời đen xì, chắc đang là ban đêm, gió tuyết che phủ đất trời, bọn họ căn bản không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, tình hình thời tiết như vậy không thích hợp để xuống núi, bọn họ cố hứng gió mạnh đi tìm một nơi tránh gió dựng lại lều trại, tuyết không ngừng rơi, rất nhanh liền phủ kín cả lều trại. Hai người ôm chặt lấy nhau trong lều trại, hàm trương dương không ngưng va lập cập vào nhau, bởi vì hao tổn nội lực, năng lực kháng lạnh của hắn rõ ràng đã không còn. An ngữ thần cũng lạnh lắm, cô ta gian nan nói, sớm biết bên ngoài lạnh như vậy, chúng ta chẳng thả ở lại dưới đó. Trương Dương cười cười, hắn nhìn đồng hồ Xuân Tô trên tay, nhiệt độ hiện tại đã xuống tới âm 45 độ, vị trí hiện tại của bọn là là 8019 thước so với mực nước biển, hiện tại là 11 giờ tối, hơn nữa nhiệt độ vẫn đang tiếp tục xuống thấp. Hai người đều bắt đầu hoài niệm cái túi ngủ ấm áp vừa rồi, nhiệt độ trong hố băng so với bên trên thì cao hơn hơn 10 độ, hơn nữa còn không có gió tuyết mạnh, bọn họ về quá sớm rồi. Ánh mắt của hai người chạm nhau, an ngữ thần lộ ra mấy phần xấu hổ, trương dương trêu hay là chúng ta lại chui vào trong đó đi. An ngữ thần đỏ mặt gật đầu, hai người lại chui vào trong túi ngủ, trên núi băng cực lạnh, chỉ có nhiệt độ cơ thể mới có thể sưởi ấm được cho nhau, cô nam quả nữ dưới tình huống này nằm sát bên nhau, tất nhiên là củi khô lửa bốc, quần áo của hai người rất nhanh được cởi sạch, lại quấn lấy nhau, trương đại quan nhân miệt mài lao động trên người an ngữ thần, an ngữ thần bị cảm giác hạnh phúc và sung sướng chưa từng có bao bọc, cô ta triệt để thả lòng mình, cho dù ngày mai thế giới của cô ta đi tới hồi kết, cô ta cũng không có gì tiếc nuối. Theo một tiếng gầm khẽ của Trương Dương, An Ngữ Thần cảm thấy một cỗ nhiệt lưu phun vào sâu trong cơ thể mình, thân thể của cô ta vì khoái cảm cực độ mà run dày. Mà đúng vào lúc này, hai người đồng thời sản sinh ra một loại cảm giác phi diệu, tựa hồ như huyết mạch tương thông. Trương Dương cảm thấy nội tức của bản thân giống như như thủy triều tràn vào trong kinh mạch của An Ngữ Thần, sau đó lại tuần hoàn trở lại trong cơ thể hắn, vòng đi vòng lại, sinh sinh bất tức Càng kỳ diệu hơn là, nội tức nóng rực từ trong cơ thể hắn trào ra sau khi đi một vòng trong cơ thể an ngữ thần, khi quay trở lại biến thành giống như gió ngày xuân. Trương Dương bắt đầu ý thức được khi an ngữ thần mở toàn bộ thể xác và tinh thần đối với mình, hai người cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới thông mạch mà trong tiên thiên công ghi lại. Nói cách khác, bọn họ có thể đả thông kinh mạch cho nhau khi kết hợp, hòa hợp nội tức của nhau thành một thể, có thể mang tới tác dụng chữa trị kinh mạch trong cơ thể của nhau, điều này đối với An Ngữ Thần có lợi mà đối với bản thân Trương Dương cũng có lợi. Hắn ghé vào tai An Ngữ Thần, nhỏ giọng dạy tâm pháp ghi lại trong Xuân Cung Đồ cho An Ngữ Thần. Hai người dựa theo tư thế trong Xuân Cung Đồ ghi lại mà tu luyện, An Ngữ Thần vô cùng xấu hổ, môn công phu này thực sự là quá tả môn rồi. Bảo một nữ hài tử làm ra động tác dâm tà bất nhã như vậy, Trương Dương cảm giác được tâm tình của An Ngữ Thần dao động, nói khét tiểu yêu, trăm ngàn lần đừng lơ là, phải làm tới mức tâm thần hợp nhất, vạn nhất nội tức đi sai đường, chúng ta sẽ tổ hỏa nhập ma, không khéo phải chết tại đây đó. Được Trương Dương nhắc nhở, An Ngữ Thần lúc này mới tỉnh lại, vừa rồi trong hố băng, cô ta mới thử chuyện nam nữ, căn bản không thể nào thể hội được vật song tu âm dương giao hợp mà Trương Dương nói. Hai người lại kết hợp lần này, tâm tình của An Ngữ Thần đã chấn định hơn rất nhiều, có thể dưới sự chỉ đạo của Trương Dương, thử để nội tức của hai người dung thành một thể, âm dương giao thoa. Một đêm trên đỉnh núi, tuyết rơi lặng lẽ, hai người trải qua một đêm tu luyện, cảm thấy tinh lực đã khôi phục lại rất nhiều, sắc mặt của Trương Dương đã khôi phục lại như bình thường, mặt an ngữ thần thì được phủ lên một tầng đỏ lựng vì xấu hổ. Bí tịch song tu mà Lý Tín Nghĩa đưa cho bọn họ quả nhiên thu được kỳ hiệu, hai người mặc quần áo vào, cùng nhau ra ngoài lều chạy, liền nhìn thấy từ xa có vầng thái dương đỏ ao nhô lên, toàn bộ núi băng đều bị phủ lên một tầng màu đỏ hoa hồng nhàn nhạt. Trương Dương đứng trên mặt tuyết, thầm tự điều tức, khiến hắn kinh hỉ là, sau khi trải qua một đêm, thể lực của hắn không những giảm đi, thậm chí ngay cả nội tức đã bị hao tổn ngày trước cũng đã khôi phục lại được không ít. Hắn ở trên mặt đất giơ tay dậm chân, đánh một bài không minh quyền, an nữ thần ở bên cạnh vừa thu thập lều trại vừa mỉm cười nhìn động tác của Trương Dương. Cô ta cũng phát hiện biến hóa của cơ thể mình, ở độ cao so với mặt biển đồng dạng, ngày hôm qua cô ta còn xuất hiện bệnh trạng thiếu dưỡng khí nhưng hôm nay cô ta lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều một mình dọn dẹp lều trại xong không ngờ không xuất hiện hiện tượng thở dốc đánh xong một bộ không minh quyền trương dương từ từ thu hồi động tác nhàn nhã đứng ở đó an ngữ thần đi tới bên cạnh hắn quan tâm hỏi có mệt không nói xong câu đó mặt không biết vì sao lại đỏ lên trương dương cười rất xấu xa vì em có mệt hơn nữa cũng đáng an ngữ thần vung quyền muốn đánh hắn lại bị trương dương tóm lấy cổ tay nhẹ nhàng kéo vào lòng cúi đầu hôn lên đôi môi mê người của an ngữ thần an ngữ thần nhắm mắt lại lông nghi đen nhanh giống như cánh bước nhẹ nhàng rung rung sau khi hôn một lúc lâu cô ta mới dẫy ra em sắp ngạt thở mất rồi trương dương cười cười buông cô ta ra vừa rồi hắn đã lặng lẽ bắt mạch cho an ngữ thần tình hình sức khỏe hiện tại của an ngữ thần đã trở lại ổn định xem ra loại phương pháp âm dương song tu này rất hữu hiệu đối với chữa trị kinh mạch của cô ta có điều muốn hoàn toàn chữa khỏi tuyệt mạch của cô ta, chỉ sợ còn phải tốn một phen công phu. An ngữ thần nói, em bỗng nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, Trương Dương, chẳng lẽ bệnh của em thật sự có thể được chữa khỏi thông qua loại phương pháp này ư? Ừ. Trương Dương nói, ít nhất có thể ổn định được một đoạn thời gian, anh nhớ tất cả con gái của An ra nhà em đều chết non khi còn chưa thành niên, cho nên bọn họ đều không kết hôn đã sinh con rồi. chương 872, Cổ Tháp 1 An ngữ thần gật đầu, mặt đỏ bừng, nói em liệu có. Mang thai không? Trương Dương cười cười không nói gì. An ngữ thần lắc lắc cánh tay hắn, nũng nịu nói anh nói đi mà. Trương Dương nói, mang thai cũng không nhanh như vậy đâu, tuy rằng tối hôm qua anh rất cố gắng, nhưng quên mất không hỏi em có phải trong thời kỳ an toàn không. An ngữ thần mặt đỏ đến tận mang tai, xấu hổ chết đi được, không muốn nghe, không muốn nghe. Trương Dương bị thần thái xấu hổ của cô ta khiến cho bật cười, hắn đeo túi leo núi lên lưng, mỉm cười nói, nhân lúc thời tiết tốt, chúng ta mau mau xuống núi đi thôi. Trên đường xuống núi, An Ngữ Thần cuối cùng cũng nhỏ giọng nói cho Trương Dương biết, mình không ở trong thời kỳ an toàn, lần này có 89 phần 10 là sẽ đã xảy ra chuyện. Trương Dương không nói gì, bệnh tình của An Ngữ Thần tuy rằng tạm thời ổn định, nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể hoàn toàn chữa khỏi cho cô ta, lúc trước đã thảo luận với Lý Tín Nghĩa về vấn đề này, nếu An Ngữ Thần mang thai, như vậy, sinh mệnh mới này trong cơ thể cô ta sẽ thành lập kinh mạch mới với cơ thể mẹ, thông qua phương thức này có lẽ có thể xây dựng lại kinh mạch trong cơ thể cô ta, nhưng cho dù cô ta thuận lợi mang thai, có kiên trì được thời gian 10 tháng hay không thì vẫn rất khó nói. Trương Dương thật sự rất lo lắng vì chuyện của An Ngữ Thần, An Ngữ Thần lại cho rằng Trương Dương bởi vì chuyện bọn họ có con mà phải chịu áp lực, cô ta nói khẽ anh không cần phải lo lắng, em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, không có liên quan gì tới anh cả. Trương Dương nghe cô ta nói như vậy không nhịn được liền bật cười. An ngữ thần rất nghiêm túc nói, em sẽ không nói chuyện giữa chúng ta cho bất kỳ ai đâu, sẽ không làm ảnh hưởng tới tình cảm của anh và yên nhiên. Cho dù hiện tại, An ngữ thờ cũng không nghĩ rằng mình sẽ có kết quả gì, cô ta đối với việc bản thân liệu có khỏi bệnh hay không cũng không có chút lòng tin nào, Trương Dương đã làm cho cô ta quá nhiều rồi, Đối với cô ta mà nói Sống được thêm một ngày trên đời Cũng là lời lắm rồi Trương Dương nói Tiểu yêu, anh đang nghĩ Đứa nhỏ mà chúng ta sinh ra Sẽ có bộ dạng như thế nào Ăn ngữ thần cười nói Nhất định là một tên hỗn thế ma vương Lên núi thì dễ Mà xuống núi thì khó Trên Cô Lang Ma Hai người rõ ràng cảm nhận được điểm này Khi đi đến băng đao lương Trời lại bắt đầu nổi gió Vừa rồi vẫn còn nắng Chỉ trong chốc lát trời đã tối sầm Tuyết không ngừng rơi trời đất là một mảng trắng xóa, bọn họ đã không nhận ra được phương hướng. Ý kiến của Trương Dương là đang tạm thời trú ở băng đao lương, chờ sau khi gió tuyết ngừng lại thì tiếp tục đi, an ngữ thần đối với hắn thì nói gì nghe nấy, tiểu yêu trước đây vốn quật cười độc lập, hiện giờ cũng đột nhiên biến thành tiểu nữ nhân ngoan ngoãn, ôn nhu như nước. Khi Trương Dương ở một mặt cản gió của băng đao lương chuẩn bị lều chạy, bỗng nhiên cảm thấy mặt đầy chấn động. An ngữ thần có chút khẩn trương vịn vào tay hắn, hai người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, liền thấy phía trên triển núi xuất hiện một hàng màu trắng dài, tiếng ầm ầm từ xa vang tới gần, Trương Dương tuy răng can đảm hơn người, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi biến sắc, hắn khó khăn lắm mới tìm được an ngữ thần, tốn bao nhiêu công hai người mới về được đến đây, vốn cho rằng thắng lợi ở ngay trước mặt rồi, nhưng không ngờ lại ở băng đao lương gặp phải tuyết lở. Trương Dương hét lớn, chạy mau, hắn kéo tay an ngữ thần, bỏ chạy xuống dưới núi, nhưng trên núi băng gió tuyết đầy trời này bọn họ muốn chạy trốn thì có thể chạy được tới đâu đây bọn họ còn chưa chạy được mấy bước tuyết tích giống như con rồng bạc trút xuống sóng khí khiến cho thân thể của họ bay lên lưng chừng không hai người ôm chặt lấy nhau thân thể của bọn họ giống như lá thu phiêu linh trong không trung trương dương còn chưa kịp hít sâu thì tuyết tích đã chụp thẳng xuống mặt trong nháy mắt đã chôn bọn họ trong tuyết trắng trương dương ôm chặt an ngữ thần vào trong lòng dùng ngực để bảo vệ cô ta để tránh cô ta bị thương hại, thân thể của hắn cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất, chân trái đau nhói, thân thể của bọn họ vẫn bị chôn trong tuyết, cơn đau ở phần chân không khiến Trương Dương hôn mê đi, xác định An Ngữ Thần vẫn ở trong lòng mình, Trương Dương mới hơi yên tâm một chút, sau đó hắn dùng tay gạt tuyết động phía trên, tầng tuyết động rất dày, tay hắn gắng sức thỏ ra, nhưng Thủy Trung không thể xuyên qua được tầng tuyết dày. Trương Dương trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn không biết bọn họ đã bị vùi lập dưới tuyết bao sâu, nếu tuyết quá dày không bao lâu nữa hai người sẽ thiếu dưỡng khí mà chết hắn dãy dụa từ trong túi áo lấy ra súng tín hiệu lúc tuyết lở từ trên cao rơi xuống khiến thân thể hắn bị thương nhiều chỗ chân trái của hắn chắc đã gãy rồi xương sườn cũng có mấy đốt bị gãy cơn đau và tuyết động khiến mỗi một động tác của hắn đều trở nên cực kỳ gian nan dương trương dương giơ súng báo hiệu lên nhắm ngay vào tầng tuyết phía trên rồi nhấn cỏ hắn hy vọng đạn tín hiệu có thể phá tan tầng tuyết cho dù là không có ai nhìn thấy thì cũng có thể bắn ra được một cái lỗ, lợi dụng cái lỗ này có thể cho bọn họ một chút không khí. An ngữ thần cuộn mình ở trong lòng hắn, Trương Dương ôm cô ta, lúc này thực sự cảm thấy cái gì gọi là gọi trời trời không nghe, kêu đất đất chẳng thưa, đạn tín hiệu bắn ra được một lỗ thủng, nhưng không lâu sau lại bị tuyết rơi lấp đi, trong bóng tối hy vọng của Trương Dương tan biến từng chút một, không ngờ núi tuyên này lại trở thành nơi quy túc cuối cùng của hắn và An ngữ thần. Vào lúc Trương Dương gần như tuyệt vọng, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng chó sủa, Trương Dương vốn cho rằng đây là ảo giác, nhưng tiếng chó sủa đó càng lúc càng gần, Trương Dương kinh hỉ vạn phần, hắn muốn phát ra tiếng kêu cứu, nhưng lại phát hiện mình không phát ra được chút thanh âm nào. Tiếng chó sủa cuối cùng cũng tới đỉnh đầu hắn, sau đó là tiếng bước chân, có người bắt đầu dùng cao tuyết để móc tuyết, Trương Dương và An Ngữ Thần bị vùi lấp sâu hai thước, người muốn cứu viện ở bên ngoài trước tiên nhanh chóng đào ra một lỗ thông khí, sau đó mới tiến hành đào trên diện tích lớn. 15 phút sau, thân thể của Trương Dương và An Ngữ Thần cuối cùng lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trương Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo, hắn nhìn thấy hai lạt ma trẻ tuổi mặc đồ đỏ, còn có một con chó trắng như tuyết, một gã lạt ma lớn tiếng kêu lên, nghe được không? Trương Dương mỉm cười nhìn gã, hắn không ngờ không nghe thấy đối phương đang nói gì. Hai lạt ma phân biệt cóng Trương Dương và An Ngữ Thần, Hướng gió tuyết đi đến miếu thờ cách đó không xa. Đây là một tòa cổ tháp được giấu trong cốc tuyết của núi băng, trên bản đồ cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Người mà Trương Dương quan tâm nhất vẫn là An Ngữ Thần, gã lạt ma trẻ tuổi phụ trách cộng An Ngữ Thần nói yên tâm, cô ta còn sống. Nghe thấy tin tức An Ngữ Thần không sao, mắt Trương Dương đỏ lên, hắn cảm thán sinh mệnh ương ngạnh và quật cường, đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, hắn cuối cùng cũng tìm được An Ngữ Thần, quan trọng nhất là cô ta còn sống hai lạt ma trẻ tuổi đưa Trương Dương và An Ngữ Thần vào trong cổ tháp, tới một thiện phòng ở góc tây bắc hậu viện cổ tháp, chính giữa thiện phòng đặt một chậu than bằng đồng xanh có đường kính chừng nửa thước, trái với cái giá lạnh ở bên ngoài, bên trong thiện phòng ấm áp như mùa xuân, lạt ma nhẹ nhàng đặt Trương Dương và trên tấm thảm lông dê, lại dùng chăn bông bọc người họ lại. An Ngữ Thần vẫn ở trong trạng thái hôn mê, tình huống của Trương Dương cũng rất kém. Chân trái của hắn khi xảy ra tuyết lở đã bị gãy xương, xương sườn cũng bị gãy mấy cái, có điều chỗ gãy xương không hề phát sinh lệch vị trí cũng coi như là đại hạnh trong bất hạnh hai gã lạt ma trẻ tuổi sau khi rời đi không lâu một vị lạt ma già gầy chưa cả xương run rẩy đi vào bên trong thiện phòng phía sau ông ta còn có một tiểu lạt ma lưng đeo hòng thuốc lạt ma già trước tiên xem xét thương thế của trương dương thấp giọng nói vào câu gì đó tiểu lạt ma đó phiên dịch lại cho hắn chân của anh bị gãy rồi trên người cũng có mấy nhiều chỗ bị gãy xương hiện tại sẽ chữa trị cho anh Trương Dương cố nhịn đau, nói trước tiên giúp tôi xem cô ta có sao không đã. Lạt ma già nhìn An ngữ thần, lại nói gì đó, ông ta rõ ràng không biết tiếng Hán, tiểu lạt ma đó lại phiên dịch, cô ta không sao, chỉ bị hôn mê, nghỉ ngơi một chút là lập tức sẽ tỉnh thôi. Trương Dương vừa rồi cũng đã bắt mạch cho An ngữ thần, tin rằng lạt ma già không lừa mình. Lạt ma già gật đầu, ý bảo tiểu mở cái hòm thuốc ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp sứ, mở hộp sứ ra bên trong là thuốc mỡ màu đen, một mùi cay xè tỏa ra, Trương Dương chỉ bằng vào mùi đã nhận ra thuốc cao này không ngờ là hắc ngọc đoạn tục cao. Loại thuốc mỡ này ở đại triều đại tùy cũng rất khó kiếm, có công năng đặc biệt đối với chữa trị gân cốt xương thịt bị thương. Trương Dương vốn cho rằng hắc ngọc đoạn tục cao đã sớm thất truyền, nhưng không ngờ ở trong cổ tháp trên châu phong còn có lạt ma nắm giữ phối phương của loại kỳ dược này. Lạt ma già sau khi bôi thuốc cho Trương Dương, lại dùng ván gỗ cố định cái chân gãy của hắn chương 873, cổ tháp 2. Hắc ngọc đoạn tục cao quả nhiên thần kỳ, thuốc mỡ sau khi bôi lên vết thương, cơn đau lập tức biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác êm ái. Lạt ma già thông qua tiểu lạt ma chuyển cáo cho Trương Dương, trong khoảng thời gian ngắn không thể vọng động, tránh cho chỗ gãy xương bị lệch vị trí. Sau khi chữa thương cho Trương Dương, lạt ma già đứng dậy rời đi, tiểu lạt ma cũng cùng đi ra ngoài, không lâu sau, gã lại mang bánh dày và trà bơ vào. Trương Dương hiện tại trong bụng trống rỗng, ngửi thấy mùi trà bơ, bụng không chịu được mà kêu ọc ọc, tiểu lạt ma đó cười cười, vô cùng đáng yêu, cầm trà bơ rót cho Trương Dương, sự ám áp trong phòng khiến Trương Dương dần dần khôi phục, cái đầu tiên khôi phục lại bình thường chính là năng lực nói chuyện của hắn, Trương Dương nói tôi tự làm được. Hắn cầm lấy trà bơ, uống ứng ực, do xương sườn bị thương, cho nên khi ăn uống phải vô cùng cẩn thận, để tránh chạm tới vết thương. Lạt Ma Lạt Ma nói, anh an tâm ở đây dưỡng thương đi, hai ngày nay gió tuyết lớn lắm, không thích hợp xuống núi đâu, chờ gió tuyết qua rồi, chúng tôi sẽ phái người liên hệ với phía trung tâm, đón anh xuống núi trị liệu. Đa Tạt tiểu sư phó. Tiểu Lạt Ma cười nói, tôi tên là Đa Cát Gia Thố. Trương Dương cười nói, vậy tôi gọi cậu là Đa Cát, cái tên này cũng hay thật. Đa Cát gật đầu, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, lát nữa tôi lại tới thăm anh sau khi tiểu lạt ma rời đi liền đóng cửa phóng lại, Trương Dương từ trong quần áo tìm được hộp thuốc mang theo người, mở hộp thuốc ra, bên trong có ba viên nghịch thiên đan mà hắn tự tay phối chế, hắn dùng một viên, lại cắn nát một viên rồi đút vào miệng An Ngữ Thần. Hô hấp của An Ngữ Thần rất ổn định, chắc không có trở ngại gì, ăn vào nghịch thiên đan có thể đẩy mạch tốc độ khang phục của thân thể, Trương Dương tuy rằng ngoại thương không nhẹ, nhưng có nghịch thiên, hơn nữa với hiệu dụng thần kỳ của Hắc Ngọc đoạn tục cao, trong vòng một tuần chắc có thể khôi phục lại như xưa. Khi màn đêm buông xuống, An Ngữ Thần cuối cùng cũng tỉnh lại, cô ta chớp chớp hai mắt, kinh ngạc phát hiện mình không ngờ ở trong phòng. Sau khi tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô ta là tìm Trương Dương, Trương Dương nằm ở ngay bên cạnh cô ta, đang mỉm cười nhìn cô ta. An Ngữ Thần kích động vạn phần nói, em không chết, chúng ta được cứu rồi. Trương Dương gật đầu, An Ngữ Thần kích động lao vào lòng hắn, lại không cẩn thận chạm vào vết thương của Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân phát ra tiếng kêu đau đớn, An Ngữ Thần lúc này mới ý thức được Trương Dương bị thương, ái náy nói, đều do em, nếu không phải vì em, anh cũng sẽ không bị thương. Trương Dương cười nói, tại ông mất ngựa mới biết được phúc, không ngờ anh lại được kiến thức hắc ngọc đoạn tục cao, linh dược này sớm đã thất truyền rồi, không ngờ bên trong thâm sơn còn có cao nhân như vậy. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mà, An Ngữ Thần sửa sang lại tóc một chút, Cô ta so với Trương Dương thì may mắn hơn nhiều, trong tuyết lở tuy rằng bị va chạm nhưng không hề bị thương. Sau khi có được sự cho phép của họ, Tiểu Lạt Ma đẩy cửa phòng bước vào, trong tay gã cầm hai cái chăn, đi tới trước mặt An Ngữ Thần cười nói, "Nữ thí chủ tỉnh rồi à?" An Ngữ Thần nói khẽ, "Cậu đã cứu tôi ư?" Tiểu Lạt Ma nói, "Là hai vị sư huynh của tôi, sư phụ bảo tôi đưa chăn nệm tới cho hai người." Nhiệt độ không khí buổi tối rất thấp, sợ hai vị không chịu được lạnh. An ngữ thần vội vàng cảm ơn từ nhận lấy chăn đệm. Trương Dương nói, tiểu sư phó, chúng tôi có chút đói bụng rồi, phiền cậu mang chút gì cho chúng tôi ăn với. Đa Cát cười nói, đã chuẩn bị rồi, sư huynh tôi lập tức sẽ đưa cho hai người. Đang nói chuyện thì một gã lạt ma trẻ tuổi mang hộp cơm vào bên trong thiện phòng rồi đặt ở trên bàn. Trương Dương nhận ra vị lạt ma này chính là người đã cứu an ngữ thần và hắn trong gió tuyết, vội vàng nói lời cảm tạ với lạt ma đó vị lạt ma trẻ tuổi này hai tay hợp thành chữ thập, so với tiểu lạt ma đa cát, tu vi của gã cao hơn rất nhiều, sớm đã tới cảnh giới vui buồn không lộ ra mặt. Ăn ngữ thần trước tiên đút cho Trương Dương ăn, sau đó mới ăn cơm, tiểu lạt ma đa cát có chút thích nói, trong lúc nói chuyện nhắc tới với họ rằng, tòa cổ tháp này tên là Ni Lạc, đã có hơn một ngàn năm lịch sử, bởi vì nằm trong cốc tuyết của núi băng, cho nên rất ít người biết tới nơi này, hơn nữa quy mô của miếu thờ lại khá nhỏ, so với nhung bố tự có độ cao so với mặt biển hơn năm ngàn thước thì không có tiếng tăm gì. Chủ trì ân thiện pháp sư của bọn họ là người Ấn Độ, lúc còn trẻ xuất ra ở Ấn Độ, về sau vượt qua dãy Himalaya tới nhung bố tự giảng kinh Phật, sau đó bởi vì ông ta và những lạt ma của bố nhung tự lý niệm không hợp, cho nên rời khỏi bố nhục tự, tòa ni lạc tự này trước khi ân thiện pháp sư tới đã hoang phế hơn 200 nhiều năm. Ân thiện pháp sư sau khi rời khỏi bố nhung tự liền ở đây, hiện tại trong miếu tổng cộng có 5 lạt ma, hai lạt ma trẻ tuổi cứu bọn Trương Dương và Đa Cát đều là cô nhi do ân thiện Pháp Sư thu dưỡng. Đa Cát là người Tạng, hai sư huynh đó của gã là người Nepal, ân thiện Pháp Sư khi tới Nepal giảng kinh đã thu dưỡng. Trong chùa còn có một vị lạt ma là sư đệ tang khôn của ân thiện, ông ta trước đây cũng là lạt ma của nhung bố tự, về sau theo chân ân thiện Pháp Sư tới nơi này. Bởi vì túi leo núi đều bị mất trong lúc tuyết lở, Trương Dương đưa đồng hồ ngoài trời của hắn cho Đa Cát làm vật kỷ niệm, cũng thông qua phương thức này để biểu đạt lòng biết ơn đối với đám lạt ma này. Đa cát lại khăng khăng không chịu nhận, rất nghiêm túc nói, chúng tôi là người xuất gia, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, thí chủ đã tặng chúng tôi công đức rồi, trong mắt đệ tử Phật môn chúng tôi, không có gì quý hơn công đức. Đa cát ở trước mặt không khỏi làm Trương Dương liên tưởng đến Hòa Thượng Tam Bảo, đồng dạng là đệ tử cửa Phật, nhưng cảnh giới lại quá tranh lệch, đợi mình về Bình Hải rồi nhất định phải bảo Hòa Thượng Tam Bảo tới đây nhận giáo dục mới được sau khi đa cắt cho thêm than củi vào chậu than rồi mới đi an ngữ thần giúp trương dương ngồi dậy trương dương tựa vào người cô ta hai tay vươn ra sửa trước lò than trương dương nói xem ra chúng ta phải sống trong cổ tháp này vài ngày rồi an ngữ thần nói chờ sau khi em trở về nhất định sẽ tiền cho bọn họ trùng tu miếu thờ trương dương nói chỉ sợ bọn triệu thiên tài không chờ được đã qua thời gian ước định với bọn họ rồi bọn họ nhất định sẽ đi tìm anh An ngữ thần ôm Trương Dương, ôn nhu nói ôn nhu nói, chuyện đã thế này rồi, anh kiên nhẫn một chút đi, bên ngoài trời lạnh đất cóng, gió tuyết lại lớn như vậy, anh hiện tại lại bị gãy chân, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Trương Dương biết những gì mà An ngữ thần nói đều là sự thực, hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên nhân chờ đợi trong tòa miếu lạt ma này mà thôi. Trương Dương thu liếm tâm thần, bắt đầu vận công chữa thương, có hai loại linh dược nghịch thiên đan và hắc ngọc đoạn, hơn nữa nội lực của hắn bởi vì được song tu mà nhanh chóng khôi phục tục cao, tin rằng thời gian khang phục của hắn có thể rút ngắn lại rất nhiều. An ngữ thần không dám quấy rầy hắn, một mình đi tới bên cạnh, từ trên giá sách lấy xuống một quyển kinh Phật nhưng kinh Phật được viết bằng phản văn, cô ta đọc không hiểu, an ngữ thần nhàm chán đứng lên, đi tới trước cửa, nghe thấy bên ngoài gió lạnh gào thét, lại đành quay trở lại. Chỉ chốc lát sau lại vang lên tiếng gõ cửa, an ngữ thần chạy ra mở cửa phòng, liền thấy một vị lạt ma áo xám bước vào, trong tay ông ta xách một thùng gỗ, trong thùng đặt than củi, sau khi đi vào phòng, ông ta đặt than củi cạnh chỗ tan. An ngữ thần nói, đa tạ đại sư, lạt ma áo xám đó chỉ chỉ vào tai mình rồi lại chỉ chỉ vào miệng mình, ý bảo mình vừa câm vừa điếc, không nghe thấy an ngữ thần nói gì. An ngữ thần vừa rồi từ chỗ tiểu lạt ma đa cắt biết được một số việc của chùa miếu cái này, đoán rằng tăng nhân câm điếc này chính là sư đệ tang khôn của ân thiện pháp sư tang khôn hai tay hợp thành chữ thập, cáo từ rời đi, an ngữ thần đóng cửa phòng lại, quay về trước chậu than, lạt ma của chùa này thật sự rất tốt, không những cứu họ ra khỏi tuyết, hơn nữa còn rất quan tâm tới họ. Trương Dương vẫn ngồi đó vẫn không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt anh Tuấn mà kiên nghị của hắn, khóe môi an ngữ thần lộ ra nụ cười ấm áp, cô ta bỏ than khối vào chậu than rồi ngồi trước đó, nâng cầm si ngốc nhìn Trương Dương, không biết vì sao lại nghĩ tới tình cảnh triền miên kiều diễm lãng mạn trong khe băng tối qua, mặt an ngữ thần trở nên đỏ bừng trong không khí có hương vị thơm ngọt an ngữ thần khịt mũi một cái loại hương vị này vô cùng dễ ngửi có chút giống như mùi đàn hương trương dương vốn đang ngồi nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra rõ ràng hắn cũng ngửi thấy mùi này trương dương ngay lập tức tìm thấy nơi phát ra mùi không ngờ chính là từ trong bồn lửa phát ra an ngữ thần nói bọn họ đúng là có lòng không ngờ còn bỏ cả hương ấn độ vào trong lò than sắc mặt trương dương lại đột nhiên biến đổi cả kinh nói, nín thở. Khi hắn nói ra câu này thì đã muộn mất rồi, hắn và An Ngữ Thần đều trong bất chi bất giác hít vào quá nhiều hương khí, Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, khi quay đầu lại nhìn An Ngữ Thần, phát hiện cô ta đã ngã xuống rồi. chương 874, Cổ Tháp 3 Trương Dương giãy dụa tiến về phía An Ngữ Thần nhưng nhưng tay hắn không ngờ lại bùn rủn không có một chút lực đạo nào, Trương Dương hoảng sợ, hắn thật sự không nghĩ ra, Lạt ma này vì sao muốn bỏ Mê Hương vào trong lò than, hắn không nghĩ ra lý do mà đám lạt ma này muốn hại họ, nếu muốn hại họ, lúc trước vì sao lại cứu họ từ trong tuyết ra? Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, lạt ma áo xám đó lặng lẽ tiến vào, mắt lạnh lùng nhìn Trương Dương, ánh mắt tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm. Trương Dương suy yếu vô lực nói, ông là Tang Khôn, vì sao muốn hại tôi? Tang Khôn đu tới trước mặt Trương Dương, y tóm lấy cổ áo Trương Dương, nhấc hắn lên nghiến răng nghiến lợi nói, mày không ngờ lại bẻ gãy tứ chi của mặt ra, tên ác ma mày, tao muốn mày nợ máu phải trả bằng máu. Trương Dương nghe thấy tên mặt ra, trong lòng ngây ra, hắn lúc này mới nhớ tới chuyện ở thông mạch gặp kiếp vị ác lang mặt ra. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy ư, ở cô Mô Lang Ma không ngờ lại gặp cứu nhân. Trương Dương không rõ quan hệ giữa tang khôn và ác lang mặt ra, nhưng từ vẻ mặt hận thấu xương của tang khôn đối với hắn, giữa y và mặt ra nhất định có nguyên nguyên sau xa sau khi trương dương chúng mê hương, đã hoàn mất đi sức chống cự, hắn hiện tại thậm chí ngay cả năng lực kêu cứu cũng không có, chỉ có thể mặc cho tang khôn giết hại, tang khôn túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn tới gần lò lửa, lò lửa cực nóng hun mặt trương dương, tang khôn muốn dí mặt trương dương vào trong lò than lửa. Đúng vào lúc nguy cấp này bỗng nhiên bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có giọng trẻ con kinh ngạc vang lên, sư thúc, thúc làm gì vậy? Tang khôn hơi ngẩn ra, xoay người nhìn lại, lại là tiểu lạt ma đa cát xuất hiện ở ngoài cửa vẻ mặt của gã đầy kinh ngạc nhìn tang khôn tang khôn lạnh lùng nói ở đây không có chuyện của mày đa cát lao lên ý đồ ngăn cản tang khôn hại trương dương sư thúc thúc không thể làm như vậy được tang khôn nhấc chân đá đa cát hừ lạnh một tiếng nói đây là chuyện giữa tao và hắn không liên quan gì tới mày trương dương cười lạnh nói khi dễ trẻ con thì có gì là hay có gan thì nhắm vào tao đây này tang khôn cười gần nói tao sẽ cho mày sống không bằng chết y tóm lấy tóc trương dương áp mặt hắn vào lò lửa đúng vào lúc thảm kịch sắp xảy ra chậu than đó bỗng nhiên bị một sức hút cực mạnh hút đi bay về phía ửa tang khôn ấn trượt y ngẩng đầu lên nhìn liền thấy sư huynh ân thiện pháp sư vô thanh vô tức xuất hiện bên trong thiện phòng đôi mắt thâm thúy đang nhìn chằm chằm vào mình tang khôn hét lớn sư huynh huynh đừng quản tôi hắn hại mặt ra đây là an oán giữa tôi và hắn ân thiện pháp sư lắc đầu vẫn bước từng bước tới trước mặt tang khôn tang khôn từ bên hông rút ra một thanh loan đao sáng loáng chỉ vào pháp sư nói không ai có thể ngăn cản được tôi cả ân thiện tiếp tục tiến tới tang khôn nổi giận gầm lên một tiếng ném trương dương đi một đao đâm vào ngực ân thiện pháp sư ân thiện pháp sư không tránh mũi đao đâm vào ngực ông ta giống như là đâm vào đá phát ra một tiếng keng mũi đao không ngờ lại gãy tang khôn lộ ra ánh mắt sợ hãi y vứt loan đao đi, một quyền đánh vào bụng ân thiện pháp sư, chỗ chạm vào đột nhiên lõm xuống, toàn bộ quyền đầu của y đều thụt vào bên trong bụng ân thiện pháp sư, cổ tay đau nhói, không ngờ bị bụng của ân thiện pháp sư hút vào một cái khiến cho chật khớp. Ân thiện pháp sư thở dài nói, oan nghiệt, cậu nhập Phật môn nhiều năm như vậy, vẫn không bỏ được ân cứu, không bỏ được nhiệt xuyên ư. Tang khôn hai mắt đỏ bừng nói, nó là con tôi, tứ chi của nó bị người này bẻ gãy, tôi phải báo thù cho nó. Ân thiện Pháp Sư nói, trời tác nhiệt thi có thể tha, tự tác nhiệt thi không thể sống, những năm nay nó đã làm quá nhiều việc xấu rồi. Tang Khôn nói, Phật lấy từ bi làm gốc, Phật Pháp của huynh tuy tinh thâm, nhưng vì sao thấy chết không cứu, huynh có thể lấy hắc ngọc đoạn tục cao chưa cho những người xa lạ lạ này, nhưng vì sao lại không chịu cứu con tôi. Ân thiện Pháp Sư nói, ta nếu cứu hắn, hắn sẽ lại đi hại người. Tang Khôn thu hồi bàn tay bị chật khớp, một kéo một một đẩy, tự nhiên liền khớp, sau đó lại một quyền đánh vào ngực ân thiện pháp sư, dầm một tiếng, giống như đánh vào cây mục, ân thiện pháp sư vẻ mặt không thay đổi, thở dài nói, cậu đi đi. Tang khôn điên cuồng gào thét, trừ phi cho tôi hắc ngọc đoạn tục cao. Ân thiện pháp sư nói, gieo cây nào rào cây đó, vạn sự vạn vật trên đời này đều tồn tại hai chữ nhân quả, cậu nhập Phật môn hơn 30 năm, lại thủy chung không phá được hai chữ nhân quả, thôi thôi. Ông ta từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ ném cho tang khôn, Tang Khôn cuối cùng cũng có được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, quả nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ tới con trai cuối cùng cũng có thể được cứu chữa, kích động đến nỗi khó có thể hình dung được. Khi đang vui mừng khôn xiết thì hữu quyền khô héo của ân thiện pháp sư chậm rãi đẩy ra, ấn một cái lên đan điền của Tang Khôn, tốc độ ra quyền của ông ta tuy rằng không nhanh, nhưng Tang Khôn rõ ràng nhìn rõ lại không thể nào tránh thoát được, một cỗ uy áp chi thế cường đại khiến y không thể nhúc nhích nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn một quyền này đánh lên người mình kinh mạch trên người đau đớn như bị nổ tung, cả người trở nên suy yếu vô lực, uể oải ngã xuống đất. Ân thiện Pháp Sư nói, nếu đã không nhìn thấu nhân quả, võ công đối với người cha con đối với người mà nói cũng là trói buộc, người sau khi trị khỏi tay chân cho hắn thì ở lại ni lạc tự tu tâm tụng Phật đi. Tâm tình C trong thời gian ngắn từ đại hỷ tới đại bi, vui là vì cuối cũng có được hắc ngọc đoạn tục cao, thương thế của con trai có thể được chữa lành buồn là võ công của mình đã bị phía, con trai cũng phải theo y ăn chay niệm Phật trong chùa. Tang khôn cầm hát ngọc đoạn tục cao không nói câu nào rời khỏi thiện phòng. Tiểu lạt ma đa cát cũng bởi vì hít phải mê hương mà ngã khuyệu xuống đất, ân thiện pháp sư nhìn tình cảnh bên trong, không khỏi thở dài, ông ta kéo ba người bọn trương dương tới thiện phòng ở bên cạnh. Mê hương này chỉ có tác dụng gây mê chứ không có hại gì đối với thân thể, Trương Dương dựa vào nội lực hùng hậu nên là người khôi phục tự do đầu tiên tiểu lạt ma đa cát là người thứ hai, an ngữ thần thì thủy chung ngủ say. Ân thiện pháp sư vừa rồi đã kiểm tra sức khỏe cho bọn họ, ông ta lại líu lo nói một hồi. Tiểu lạt ma đa cát phiên dịch lại, sư phụ tôi nói anh nói anh võ công cao cường. Trương Dương ấy náy nói, mang tới phiền phức cho đại sư rồi. Ân thiện lắc đầu, lại nói, nếu tôi nhìn không lầm, cô gái này trời sinh tuyệt, mạng không còn lâu nữa. Đa cát phiên dịch lại lời nói của cho Trương Dương nghe, nội tâm trương dương chấn động, ân thiện pháp sư không ngờ có thể nhìn ra bệnh chứng của an ngữ thần chẳng lẽ chẳng lẽ ông ta có phương pháp cứu chữa ư. Trương Dương cung kính xin ân thiện Pháp Sư, Đại Sư nói không sai, cô ấy trời sinh tuyệt, tôi đến giờ vẫn chưa nghĩ ra được cách chữa trị cho cô ấy. Ân thiện nói, tôi đã xem xét tình trạng của cô ta rồi, cô ta trời sinh mạch, nhìn tình trạng của cô ta thì có lẽ không sống được tới 20 tuổi, nhưng có người đã dùng nội lực lâm thời khai kinh thác mạch trong cơ thể của cô ta, trì hoãn thời gian kinh mạch của cô ta đóng hẳn, cho nên cho nên cô ta mới sống đến bây giờ. Ân thiện tạm dừng một chút rồi nhìn Trương Dương, nói là anh làm ư. Trương Dương không hề giấu giếm, hắn gật đầu nói, vãn bối cũng hiểu chút hy lý, mấy năm nay dùng nội lực cùng đan dược trì hoãn sinh mệnh của cô ta, nhưng Trung Quy vẫn không thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh. Ân thiện nói, trời sinh tuyệt mạch thường thường chết non vào lứa tuổi thiếu niên, phương pháp chữa khỏi duy nhất chính là trong cơ thể có kinh mạch mới sinh, dùng âm dương thúc đẩy, cô ta nếu kết hôn sinh con, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Trương Dương sau khi nghe đa cắt phiên dịch lại, lúc này mới khâm phục kiến giải của ân thiện trên y học tới cực điểm, không ngờ trong núi tuyết này lại có một vị cao thủ y đạo như vậy, xem ra trong bóng tối tất cả đều được chú định, an ngữ thần lựa chọn tới châu phong, hắn đuổi theo tìm tới, hai người rơi vào hố băng, gặp tuyết lở, cho đến được cứu vớt bởi ni lạc tự, tựa hồ đều có trời cao chỉ dẫn bọn họ. Trương Dương quỳ dạp xuống đất, chân thành nói cầu đại sư tử bi vi hoài, chỉ điểm đứng sáng cho vãn bối, cứu cô ấy với. Ân thiện pháp sư đỡ Trương Dương dậy, ông ta nói khẽ căn cứ vào phán đoán của ta, sinh mệnh của cô ta nhiều nhất không vượt qua được ba tháng. Đây cũng đang là vấn đề mà Trương Dương lo lắng, cho dù an ngữ thần như ước nguyện được mang bầu. Nhưng ba tháng sau cô ta lại gặp tử vong, đến lúc đó chẳng những là cô ta, ngay cả thai nhi trong bụng cũng phải chết, trương dương không những không cứu được cô ta ngược lại còn bồi thêm tính mạng của đứa bé ân thiện pháp sư nói tôi nhìn ra được bất kể y thuật hay là nội lực của anh đều mạnh hơn tôi trương dương nói thuật nghiệp có chuyên công y học võ công chi đạo như biển cả những gì mà tôi nắm được chỉ là một giọt nước trong đó mà thôi ân thiện pháp sư nói tôi cũng không cứu được cô ta nhưng tôi có thể cho anh một đề nghị trương dương cung kính nói vãn bối xin chăm chú lắng nghe anh chắc có nghe nói tới thuật du già chứ? chương 875, làm tốt bổn phận một Trương Dương đương nhiên đã nghe nói, hơn nữa hắn từ chỗ Aishurya còn có được một quyển kinh Phật, phần sau của quyển kinh Phật đó có ghi chép một bộ tâm pháp của du già cổ, Aishurya chính là vì tu luyện bộ tâm pháp du già đó cho nên mới chỉ hoãn được sự héo úa của cơ thể. Ân thiện Pháp Sư nói, thuật du già có thể giảm bớt sự trao đổi chất của thân thể, trì hoãn sự già nua ánh mắt của ông ta thủy hướng vào trong chậu than, than lửa giống nhau, nhưng cháy hừng hực và cháy từ từ thì thời gian tắt khẳng định sẽ khác nhau. Nếu cô ta tu luyện thuật su già, có lẽ có thể trì hoãn sinh mệnh từ 3 tháng đến 1 năm, có đủ thời gian để kinh mạch mới sinh trong cơ thể phát dục thành thục. Trương Dương nói, xin đại sư chỉ điểm, phương pháp mà ân thiện pháp sư đề xuất quả thực rất phù hợp với thực tế. Ân thiện pháp sư nói, du già thuật mà tôi tu tập chú trọng ở quan tưởng, mà thuật du già cô ta cần lại tương phản với tôi lúc tu luyện phải phong bế lục thức minh hằng du già thuật chính là phương pháp cổ xưa nhất trong du già theo tôi được biết thì phương pháp tu luyện này có lẽ đã thất truyền tôi có thể dạy thuật du già này cho cô ta có điều có mang tới hiệu quả tốt nhất hay không thì rất khó nói trương dương nói đại sư tôi có một bản du già tâm pháp mong đại sư chỉ điểm ân thiện pháp sư gật đầu tiểu lạt ma đa cắt tìm giấy bút mang đến trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp bút máy trở thành công cụ thường dùng nhất để viết. Trí nhớ của Trương Đại Quan nhân rất kinh người, hắn viết lại không sót một chữ bộ Du giả Tâm Pháp mà Aisuria đưa, ngay cả tập tranh ảnh tư liệu cũng vẽ không sai một nét. Tâm pháp gốc thật ra là phản văn, Aisuria phiên dịch thành tiếng Trung, hiện tại Trương Dương dùng tiếng Trung để viết, Tiểu Lạt Ma đa cắt lại phiên dịch ra phản văn, ân thiện pháp sư chỉ xem đoạn đầu rồi không khỏi thở dài, quả nhiên là có duyên ông ta cũng không ngờ Trương Dương lại có được bộ minh hằng du giả thuật thất truyền đã lâu. Sau tuyết trời lại sáng, toàn bộ ni lạc tự được bao phủ trong ánh nắng vàng, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, tuyết động trong sân rất dày, Trương Dương ngồi ở chính giữa sân, dưới sự chỉ điểm của ân thiện Pháp sư tu luyện minh hằng du giả thuật. Trọng điểm của loại tâm Pháp này là ở khống chế, sau khi tu luyện thành công, có thể khống chế hô hấp và nhịp tim một cách tự nhiên, thậm chí là tốc độ lưu động của máu, Trương Dương vốn cho rằng cái này tương thông với quy thức thuật, nhưng khi thật sự tu luyện lại phát hiện loại khống chế này không phải là một mực làm chậm lại. Ân thiện Pháp Sư đứng ở trong tuyết, nhìn thấy giữa một lần hít vào thở ra của Trương Dương, có một luồng khí thức màu trắng thẳng tắp như tên, nội lực của người trẻ tuổi này không ngờ lại tinh thuần như vậy. Mộ tính của Trương Dương rất cao, vốn là hắn đã thuộc lòng bộ du giả tâm Pháp này, chỉ là không tu luyện thực tế, dưới sự chỉ điểm của ân thiện Pháp Sư, rất nhanh liền tham ngộ được chỗ mấu chốt trong đó, trong khoảng thời gian ngắn đã quán thông cả bộ tâm pháp. Hắn phát hiện bộ du giả tâm pháp này đối với chữa thương cũng có tác dụng rất lớn, trì hoãn tốc độ trao đổi chất của thân thể có thể mang đến tác dụng làm chậm rãi sự già hóa, có thể tăng tốc độ lành lại của vết thương, như vậy đối với chữa trị vết thương có thể mang đến hiệu quả làm ít công to. Trương Dương vốn đã dùng nghịch thiên đan, hơn nữa có hắc ngọc đoạn tục cao thoa ngoài ra, hiện giờ lại có minh hằng du giả thuật hỗ trợ, Tốc độ khép lại của vết thương nhanh tới kinh người, chỉ một ngày một đêm, ngoại thương của hắn trên cơ bản đã khỏi hẳn, xương đùi bị gãy cũng bắt đầu liền lại, dựa theo tốc độ trước mắt, không quá ba ngày, thân thể của hắn có thể khỏe mạnh như xưa. An ngữ thần dưới sự chỉ đạo của ân thiện Pháp Sư bắt đầu tu luyện du già, căn cơ võ công của cô ta vốn cũng rất tốt, tu tập du già không quá tốn sức. Trương Đại Quan Nhân là người có ơn tất báo, ân thiện Pháp Sư ban cho hắn ân tình lớn như vậy, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy thản nhiên mà nhận trương dương và ân thiện pháp sư thảo luận y lý trương dương giúp ân thiện pháp sư giải quyết không ít nan đề trong y học thuận tiện viết lại một số phương thuốc cho ông ta ân thiện pháp sư cứ cách một đoạn thời gian lại đi quanh khu vực núi himalaya để hành y những phương thuốc này của trương dương đối với ông ta có trợ giúp rất lớn ba ngày sau thương thế của trương dương đã hoàn toàn bình phục chữa ân thiện pháp sư ra những người khác đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên phải biết rằng khi Trương Dương được cứu lên, chân trái bị gãy, xương sườn cũng có nhiều chỗ bị gãy, thương thế nặng như vậy không ngờ trong vòng 3 ngày lại toàn bộ khỏi hắn. Tuy rằng Hắc Ngọc đoạn tục cao có hiệu quả thần kỳ, nhưng cũng cần ngoài nửa tháng để trị liệu, Ân Thiện Pháp sư lại biết Trương Dương còn nghịch thiên đan, hơn nữa với Minh Hằng Du giả thuật, ba thứ hỗ trợ với nhau mới đạt tới hiệu quả trị liệu kinh người như vậy. Trương Dương và Ân Thiện sóng vai đứng trên gác chuông của Ni Lạc Tự, Tiểu Lạt Ma Đa Cát đứng trước chuông, nghênh đón ánh nắng rồi gõ chuông tiếng chuông du dương vang vọng trong núi tuyết nhớ tới kinh lịch của hai ngày qua trương dương không khỏi cảm thán nếu không phải gặp được đám lạt ma hảo tâm này mình và an ngữ thần chỉ sợ đã bị đóng băng trên núi tuyết rồi ân thiện pháp sư nói thương thế của anh đã khỏi hẳn rồi thời tiết bên ngoài cũng tốt mau mau xuống núi đi trương dương cung kính nói đa tạ đại sư ân thiện nói đừng quên chuyện anh đã đáp ứng tôi lúc trước khi hai người tham thảo vấn đề y học đã nhắc tới ở vùng tạng người bị bệnh đục tinh thể rất nhiều trương dương đáp ứng sau khi trở về sẽ liên hệ với đội chữa bệnh tới vùng tạng khai triển hành động chữa miễn phí bệnh đục tinh thể cho dân tạng trương dương mỉm cười nói đại sư yên tâm tôi sau khi trở về lập tức sẽ liên hệ chuyện này ân thiện gật đầu lúc này an nữ thần lưng đeo bọc hành lý từ trong thiện phòng bước ra ngẩng đầu nhìn bọn họ trên gác chuông vẫy tay với trương dương Ân thiện Pháp sư thấp giọng nhắc nhở, anh cứ theo phương pháp trị liệu đã nói, có thể cứu được một người, nhưng sẽ giết một người. Trương Dương hơi ngẩn ra, nhìn ân thiện Pháp sư, ân thiện Pháp sư nói, tôi nghĩ tới nghĩ lui, thai nhi có lẽ chỉ là một vị thuốc dẫn. Trương Dương không nói gì, cúi đầu chắp tay chữ thập với ân thiện Pháp sư, thật ra hắn cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, nếu an ngữ thần mang thai, dùng loại phương pháp này để thúc đẩy kinh mạch mới sinh trong cơ thể, đến cuối cùng khó tránh khỏi tạo thành tổn thương cho thai nhi. Nhưng trừ loại phương pháp này ra, Trương Dương không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Việc cấp bách là cứu tính mạng của An Ngữ Thần, về phần chuyện của thai nhi thì để về sau hắng tính, cho dù thật sự tạo thành tổn thương cho thai nhi. Non xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, chỉ cần An Ngữ Thần có thể khôi phục khỏe mạnh, muốn sinh con thì cơ hội vẫn còn nhiều. An Ngữ Thần từ khi bắt đầu tu luyện minh hằng du già thuật, tình trạng sức khỏe tựa hồ đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nụ cười vui tươi lại quay trở lại trên khuôn mặt của cô ta. Cô ta cũng rất biết ơn ân thiện pháp sư, sau khi biết Trương Dương muốn liên hệ với đội chữa bệnh, lập tức quyết định sẽ quyên tiền xây một bệnh viện hiện đại hóa ở địa khu định Nhật, làm căn cứ khai triển chữa bệnh từ thiện. Ân thiện pháp sư tự mình tiến bọn họ tới trước cửa núi, lại bảo tiểu lạt ma đa cát đưa hai người bọn họ xuống núi. Tiểu lạt ma đa cát rất quen thuộc với đường xuống núi, gã còn dẫn THCO một con ngao khuyển màu trắng, hình thể của ngao khuyển cực lớn, giống như một con nghé con, đa cát bảo an ngữ thần ngồi trên lưng ngao khuyển. An ngữ thần lúc ban đầu còn lo lắng ngao khuyển không chở được mình, nhưng về sau mới phát hiện con ngao khuyển này có mình mà căn bản không tốn một chút sức nào, vẫn bước đi như bay trên mặt tuyết. An ngữ thần nói, đa cát, con ngao khuyển này giỏi thật, trước đây tôi cũng thường thấy ngao khuyển màu đen, nhưng ngao khuyển màu trắng thì chưa thấy bao giờ. Đa cát cười nói, một con ngao khuyển tốt có thể đấu với 20 con sói, loại ngao khuyển này là đặc sản của Châu Phong, tên là Tuyết Khế, nó còn hung mãnh hơn những con ngao khuyển khác nhiều. Chị nếu thích, đợi tới cuối năm nó đẻ con, tôi sẽ tặng cho chị một con. An ngữ thần mắt sáng rực lên, hay quá, nhưng ánh mắt của cô ta lập tức lại trở nên ảm đạm, cho tới hiện tại cô ta vẫn không có chút lòng tin nào rằng mình có thể khỏi bệnh, liệu có đợi được tới cuối năm hay không thì còn rất khói nói. Trương Dương nói, Đa Cát, cậu còn nhỏ tuổi sao đã muốn xuất gia rồi đa cát nói từ khi tôi hiểu chuyện đã ở trong miếu lạt ma rồi cho nên tôi coi nơi này là nhà của mình trừ himalaya tôi chưa bao giờ được đi đâu cả an ngữ thần nói đa cát sau này có cơ hội chị sẽ dẫn em tới hong kong chơi mắt đa cát sáng rực lên thật ư an ngữ thần gật đầu qua một thời gian nữa chị sẽ tới tây tạng chị định xây một bệnh viện ở định nhật chúng ta sẽ lại gặp nhau đa cát nói em cũng rất muốn đi xem Đa Cát đưa bọn họ tới trung tâm Châu Phong, khi trung tâm Châu Phong xuất hiện trong tầm mắt thì Đa Cát dừng chân, cáo từ Trương Dương và An Ngữ Thần. Trương Dương lại đưa cái đồng hồ của mình cho Đa Cát, Đa Cát, giữ lại làm kỷ niệm đi, nhìn thấy cái đồng hồ này thì cậu sẽ không quên chúng tôi. Dưới sự kiên trì của hắn, Đa Cát cuối cùng cũng nhận chiếc đồng hồ này. Đa Cát xoay người ngồi lên lưng Ngao Khuyển, hô to một tiếng, Ngao Khuyển nhanh như tia chấp phóng lên núi, vẽ ra một dấu vết sáng rực trong tầm mắt của Trương Dương và An Ngữ Thần rồi nhanh chóng biến thành một điểm nhỏ. chương 876, làm tốt bổn phận 2. Núi tuyết thần kỳ và tòa cổ tháp này sẽ vĩnh viễn động lại trong trí nhớ của bọn họ. Trương Dương và An Ngữ Thần nhìn nhau, cả hai cùng bật cười hiểu ý, Trương Dương giang tay ra ôm An Ngữ Thần vào lòng, hôn lên môi cô ta. Dùng loại phương thức này để chúc mình bọn họ sau khi trải qua sinh tử lại một lần nữa quay về thế giới. Bọn họ trở về trung tâm Châu Phong thì đã cách thời gian lúc trước Trương Dương ước định với Triệu Thiên Tài, Chu Sơn Hổ ba ngày. Ba ngày này bọn họ mời hướng đạo lên núi tìm Trương Dương, nhưng ở nơi có độ cao so với mặt biển 7.000 thước gặp bão tuyết, bất đắc dĩ đành phải trở về doanh địa. Khi Trương Dương và An Ngữ Thần tới doanh địa Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ cùng với hướng đạo thứ nhân Vượng Kiệt đang chuẩn bị chờ xuất phát, định một lần nữa lên núi tìm Trương Dương. Nhìn thấy Trương Dương an toàn trở lại doanh địa hơn nữa còn dẫn theo an ngữ thần, mọi người cơ hồ đều không thể tin vào mắt mình. Chu Sơn Hổ là người đầu tiên lao lên, gã kích động ôm lấy Trương Dương, Trương Đại Ca, anh không sao cả. Anh không sao cả, thật là tốt quá, gã kích động tới mức nói năng lộn xộn. Triệu Thiên Tài cười ha ha nhìn Trương Dương, tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng Trương Dương không chạy khỏi trận gió tuyết này, mất tích nhiều ngày như vậy, tỷ lệ sống sót cơ hồ bằng không, nhưng Triệu Thiên Tài lại có lòng tin siêu mạnh đối với thằng ôn này, Trương Dương không phải người thường, lúc trước ở nước Mỹ, tê dòng thiên la địa võng mà Dương Tứ và cảnh sát bày ra mà còn có thể thong dong đào thoát. Gió tuyết và cái lạnh đối với hắn mà nói thì chẳng là gì, gã tin Trương Dương nhất định có thể bình an, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Trong mắt của thứ nhân vượng kiệt tràn ngập vẻ bất khả tư nghị, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, không ai có thể mất tích trên núi tuyết nhiều ngày như vậy mà vẫn có thể bình an trở về, huống chi mấy ngày nay còn xảy ra bão tuyết, Trương Dương chẳng những thành công tránh được trận bão tuyết đó, hơn nữa còn tìm được người mà hắn muốn tìm, trừ cảm thán thằng ôn này phúc to mạng lớn ra thì thứ nhân Vượng Kiệt không biết nên nói gì. Bởi vì thứ nhân Vượng Kiệt lúc trước không đưa Trương Dương tới băng đao lương, cho nên hắn chủ động đề xuất muốn trả lại 5.000 đồng cho Trương Dương, Trương Dương tìm được an ngữ thần nên tâm tình rất tốt, đương nhiên sẽ không tính toán với hắn làm gì, liền cười nói anh cứ cầm tiền đi, nếu không có anh dẫn đường, tôi cũng sẽ không thuận lợi tìm được tiểu yêu. Tìm được An Ngữ Thần, Trương Dương lập tức quyết định quay về, sau khi bọn họ thương lượng, quyết định trước tiên từ trung tâm Châu Phong trở về Hà Sa, Trương Dương à An Ngữ Thần ở Hà Sa ngồi máy bay về Bình Hải, Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ thì lái xe jeep của Trương Dương và An Ngữ Thần theo đường cũ trở về. Hai người theo Trương Dương ngày đêm kiêm trình tới Tây Tạng, trên đường căn bản chưa được ngắm phong cảnh vùng Tạng, Trương Dương an bài như vậy cũng là để biểu đạt lòng biết ơn đối với hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian Trương Dương tới Tây Tạng tìm kiếm an nữ thần, chính đàn Bình Hải lại xảy ra một đại sự, bí thư thị ủy thành phố Nam Võ Tiêu Nãi Vượng được bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng thường vụ của tỉnh Bình Hải. Trước khi y tới Bình Hải tin tức này cũng đã bắt đầu lan ra rồi, sự có mặt của y khiến nguyện vọng của bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính hoàn toàn sụp đổ, cũng tuyên bố phó thị trưởng thường vụ tiền nhiệm triệu quý đình chính thức bị gạch tên ra khỏi ban để lãnh đạo trung tâm tỉnh ủy. Trong mắt người ngoài thì tiêu nãi vượng được lên chức, nhưng bản thân tiêu nãi vượng đối với lần thay đổi chức vụ này cũng không hài lòng gì nếu không có lần thay đổi này tiếp tục ở lại vân an việc y trở thành tỉnh trưởng tỉnh vân an cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền y ở nam võ kinh doanh nhiều năm đã tích lũy được kha khá nhân mạch và uy tín bình hải đối với y mà nói là một nơi xa lạ đối với một vị quan viên mà nói điều động chức vụ là chuyện rất bình thường nhưng tiêu nãi vượng cũng không thích bình hải kiều trấn lương là lãnh đạo cũ của y quan hệ giữa bọn họ trước giờ không tồi Tiêu nãi vượng trên chính trị cũng không thích kéo bè kết phái, đạo làm quan của y chính là cố gắng ít gây thủ oán. Trước đó y cũng đã tìm hiểu về cục diện chính trị của Bình Hải, giữa bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương và tỉnh trưởng Tống Hoài Minh thuộc về hai phái, lý niệm chính trị của hai người cũng có bất đồng rất lớn. Bất kể y có tình nguyện hay không, tới Bình Hải nhất định phải đối mặt với mâu thuẫn giữa bọn họ, sớm muộn gì cũng tồn tại vấn đề chọn lựa và xếp đội. Tiêu nãi vượng cho dù có lòng tin xử lý tốt quan hệ giữa bọn họ. Nhưng khiến y cảm thấy buồn bực lại là tiền cảnh tương lai của mình, tuổi tác của Kiều Trấn Lương và y chênh nhau không nhiều lắm, mà Tống Hoài Minh so với y thì trẻ hơn nhiều. Y năm nay 53 tuổi, thuộc lớp già rồi, tới Bình Hải thì có nghĩa là sinh nhai chính trị của y rất có thể sẽ phải dừng ở đây. Sau khi nhận được điều lệnh của thượng cấp, Tiêu Nãi Vượng trước tiên gọi điện thoại cho cha mình, cha y, Tiêu Thiện Duyên là phó ủy viên trưởng của hội thường ủy đại biểu nhân dân, cha y cho y một lời khuyên, làm tốt bổn phận của mình. Tiêu Nãi Vượng hiểu rõ ý cha, ông ta là bảo mình đừng nghiêng về phía nào trong lúc công tác ở Bình Hải, bảo trì nhận định của mình, kiên trì chủ kiến của mình. Cha y còn nhắc nhở khi tới Bình Hải, trước tiên tới bái phòng tiền bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi. Tiêu Nãi Vượng trước giờ vẫn luôn nghe lời cha, y một mình tới Đông Giang, chuyện đầu tiên sau khi tới Đông Giang chính là tới nhà Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi và Tiêu Nãi Vượng quen nhau đã lâu rồi, y và Tiêu Nãi Vượng từng có duyên gặp mặt vài lần quan hệ giữa hai người không tính là thân, nhưng nghe nói Tiêu Nãi Vượng tới bái phỏng, Cố Doãn chi tự mình ra cửa nghênh đón, Tiêu Nãi Vượng mang cho ông ta hai hộp thất thải trà, đặc sản của Vân An. Cố Doãn chi mỉm cười nói mỉm cười nói, "Bí thư Tiêu sao lại rảnh tới Đông Giang vậy?" Ông ta biết Tiêu Nãi Vượng là bí thư thị ủy Nam Võ, nhưng lại không biết Tiêu Nãi Vượng đã được bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường vụ Bình Hải. Trong lòng Tiêu Nãi Vượng cảm thấy có chút kỳ quái, Cố Doãn chi tuy rằng đã về hưu, nhưng nhân vật chính trị giống như ông ta không thể nào không quan tâm tới chuyện trong tỉnh bình hải chẳng lẽ ông ta thật sự không biết mình đã tới bình hải công tác ư tiêu nãi vượng cười nói bí thư cố tôi đã đến bình hải công tác rồi cố doãn chi không hề cảm thấy bất ngờ chút nào ông ta cười nói tôi rời khỏi chính đàn lâu quá rồi sự biến động trên quan trường tôi cũng không biết tiêu nãi vượng nói gia phụ mỗi lần nhắc tới bí thư cố đều phải cảm thán một phen người trên chính đàn mà có thể làm được tới cảnh giới như bí thư cố quả thật là không nhiều lắm. Cố Doãn Chi nói, ai có chí nấy, tôi chỉ lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn mà thôi, không có nghĩa là cảnh giới của tôi cao. Hai người cùng bật cười. Tiêu Nãi Vượng nói, sau này thời gian mà tôi tiếp xúc với bí thư cố chắc sẽ nhiều hơn, có nhiều chuyện cần thỉnh giáo bí thư cố, hy vọng ông nể mặt cha tôi mà dạy bảo cho. Những lời này của nói rất cũng rất trực tiếp, chẳng khác nào nói cho Cố Doãn Chi biết, mình sở dĩ tới bái phòng ông ta chính là sự chỉ điểm của cha. Cố Doãn Chi nói, hiện tại tôi nên gọi anh là tỉnh trường Tiêu. Tiêu nãi vượng tuy rằng chưa nói mình cụ thể đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng Cố Doãn Chi chỉ hơi ngẫm một chút liền đoán được, y đến Bình Hải khẳng định là để đảm nhiệm chức vị phó tỉnh trường thường vụ. Tiêu nãi vượng cười nói, phó tỉnh trường. Cố Doãn Chi nói, Triệu Quý Đình là cán bộ mà một tay là tôi bồi dưỡng, đáng tiếc anh ta trên sinh hoạt có chút vấn đề, tuổi còn trẻ mà lại dễ dàng để mất tiền đồ của mình. Tiêu nãi vượng cầm chén trà lên uống một ngụm, y lắng nghe rất nghiêm túc. Cố Doãn Chi lại nói, vốn bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính rất có khả năng trở thành phó tỉnh trường thường vụ, nhưng anh ta trong sự kiện vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang làm ô nhiễm nguồn nước mà phải chịu ảnh hưởng, phóng mắt nhìn mấy người được tiến cử trong tỉnh, quả thực không ai có thể gánh vác được vị trí của anh hiện giờ. Tiêu nãi vượng cười khổ nói, tư vị nửa vời cũng không dễ chịu gì, rất dễ phải chịu bị kẹp giữa hai bên. Cố Doãn Chi ý vị Thâm Trường nói, nghĩ thoáng một chút đi, đã trèo lên rồi mà muốn xuống thì cũng không còn đường đâu, loại tư vị này quả thật là khó chịu, nhưng nếu anh an phận ở vị trí hiện tại, nắm chắc khối đất này cũng được mà. Tiêu Nãi Vượng nói, gia phụ bảo tôi làm tốt bổn phận, muốn thỉnh giáo người khác, nhất định phải thẳng thắn thành khẩn, đối mặt với lão tướng chính trị như Cố Doãn Chi, bất kỳ sự giấu giếm gì cũng đều là không cần thiết. Cho nên biểu hiện của tiêu nãi vượng rất thẳng thắn thành khẩn, thậm chí ngay cả lời khuyên của cha y cũng nói ra. Cố doãn chi mỉm cười nói, theo ý của anh, bổn phận của người làm quan là gì? Tiêu nãi vượng không hề trả lời câu hỏi của cố doãn chi mà là cung kính thỉnh giáo, mong bí thư cố chỉ điểm. Hôm nay tới đây chính là muốn thông qua vị tiền bí thư tỉnh ủy trước cố doãn chi này để tìm hiểu một số tin tức trên chính đàn bình hải, cũng thiện quyết định sách lược chính trị về sau của y cố doãn chi nói kim anh thời thanh có nói bản tâm của ta ở trong ngực là học vấn thánh hiền nhất đẳng tận hết bổn phận của ta làm chung là công phu thánh hiền nhất đẳng chuyện trong vũ trụ chính là phân nội sự dùng phân nội sự chính là vũ trụ nội sự cố doãn chi mượn cổ nhân để nói với tiêu nãi vượng phải làm tốt bổn phận ông ta lại nói lúc trước khi tôi và lệnh tôn đàm luận đạo làm quan cũng đã nói ra những lời này lệnh tôn đáp lại tôi phàm là làm chuyện gì đều phải chuyên tâm mà làm nếu như cậu thả lơ là thì thà đừng làm. chương 877, làm tốt bổn Phật ba. Tiêu nãi vượng đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói, bí thư cố có cái nhìn thế nào về Bình Hải hiện giờ. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, anh là hỏi quá khứ, hiện tại hay là tương lai? Tiêu nãi vượng nói, hiện tại. Cố Doãn Chi nói, hiện tại cố mỗ chỉ là một người dân bình thường trong tỉnh Bình Hải, trong mắt tôi, Bình Hải càng tốt thì cuộc sống của người dân càng tốt, Tôi hy vọng người làm quan thì thanh liêm, còn người làm dân thì bình an." Tiêu Nãi Vượng lúc này dường như đã hiểu rõ toàn bộ ý tứ của Cố Doãn Chi, im mỉm cười nói, nói chuyện với ông một buổi còn hơn đọc sách 10 năm. Cố Doãn Chi nói, không dám nhận, những lời này của tôi đều là đọc được từ trong sách. Hai người đồng thời bật cười. Cố Doãn Chi mời Tiêu Nãi Vượng ở lại dùng cơm, Tiêu Nãi Vượng vui vẻ nhận lời. Cố Doãn Chi nói, ven hồ Thu Hà mới mở một quán rượu, Chúng ta tới đó đi. Sinh hoạt bình thường của Cố Doãn Chi rất đơn giản, có khách tới, tất nhiên không thể quá mức đơn giản được. Hai người ra khỏi nhà, khi Cố Doãn Chi khóa cửa, một chiếc xe taxi đi tới trước cửa nhà ông ta rồi dừng lại, Trương Dương từ trong xe đi ra, một thời gian không gặp, thằng ôn này tựa hồ lại đen hơn rất nhiều, Cố Doãn Chi không biết chuyện hắn tới Tây Tạng, có chút kinh ngạc nói, sao đột nhiên đen thế? Trương Dương cười gọi chào cha lúc này mới lưu ý đến người ở bên cạnh cố doãn chi không ngờ là bí thư thị ủy thành phố nam võ tiêu nãi vượng hắn cười nói bí thư tiêu sao lại là ngài tiêu nãi vượng cười nói tôi đến thăm bí thư cố cố doãn chi nói tới đúng lúc lắm theo chúng tôi cùng đi ăn cơm đi trương dương từ tây tạng bay về bình hải xuống máy bay ở đông giang hắn trước tiên đến thăm cố doãn chi một chút còn có một chuyện rất quan trọng là hiện tại đã tới thanh minh rồi hắn phải viếng mộ cố giai đồng cho nên hắn sau khi tới Đông Giang liền để An Ngữ Thần tới Nam Quốc Sơn Trang nghỉ ngơi, còn mình thì trực tiếp tới đây. Cố Doãn Chi đã đoán được mục đích tới đây lần này của Trương Dương, bất chi bất giác con gái đã đi được mấy tháng rồi, chân tình của Trương Dương đối với nó thủy chung là không thay đổi, Cố Doãn Chi thấy thế, trong lòng cũng phi thường cảm động. Ba người tới quán rượu mới mở ven hồ Thu Hà, bởi vì nơi này cách xa nội thành, sinh ý rất thanh đạm, ba người ngồi trên ban công ở tầng 2 có tên vãn bối Trương Dương, chuyện gọi thức ăn đương nhiên không cần cố doãn chi phải lo. Khi Trương Dương đi gọi thức ăn, tiêu nãi vượng có chút tò mò hỏi, bí thư cố và Trương Dương. Không nói hết câu, nhưng ý thức đã rất hoàn chỉnh, chuyện Trương Dương là con rể của Tống Hoài Minh, cơ hồ toàn bộ Bình Hải đều biết, nhưng chuyện hắn cũng là con rể của cố doãn chi thì rất ít người biết. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, trong lòng tôi coi nó như con trai vậy. Câu này đã giải thích rõ ràng rồi. Tiêu nãi vượng cười cười, Cố Doãn Chi đã nói đến nước này, mình rõ ràng là không cần phải hỏi nữa. Trương Dương gọi thức ăn về, ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Cha, con vừa từ Tây Tạng về, tia tử ngoại ở Cao Nguyên hơi mạnh một chút cho nên mới biến thành đen như thế này." Cố Doãn Chi cười ha ha, nói: "Tôi lúc đầu nhìn thấy cơ hồ là không nhận ra cậu." Trương Dương cầm ấm trà lên rót cho Cố Doãn Chi và Tiêu Nãi Vượng, sau đó lại nói với Tiêu Nãi Vượng: "Bí thư Tiêu có phải tôi về sau nên đổi lại cách xưng hô với ngài không? Trương Dương trước khi tới Tây Tạng cũng đã nhận được tin tức, Phó tỉnh trường thường vụ tương lai của Bình Hải sẽ là tranh chấp giữa Lương Thiên Chính, Đỗ Thiên Giã và Tiêu Nãi Vượng. Tiêu Nãi Vượng nếu đã tới Đông Giang, chứng tỏ chuyện này đã kết thúc rồi. Tiêu Nãi Vượng mỉm cười sửa lại, Trương Dương, về sau tôi khai triển công tác ở Bình Hải cần phải dựa vào sự ủng hộ nhiều hơn của cậu đấy. Trương Dương cười nói, nên là tôi phải nhờ tỉnh trưởng tiêu chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Cố Doãn Chi đã trải qua quan trường chìm nổi, đối với những lời nói xã giao trên quan trường kiểu này cũng nghe nhiều quá rồi, hiện tại nghe lại cảm thấy không lọt tai. Khi hai người nói chuyện riêng, lời gì cũng có thể nói ra được, nhưng một khi có người thứ ba, nói chuyện ít nhiều cũng có kỵ quý. Sau khi nói mấy lời khách sáo, Trương Dương và Tiêu Nãi Vượng lại đàm luận về phong cảnh Tây Tạc, y trước đây cũng đã ba lần vào tạng, đối với phong thổ phía Tây Tạng cũng rất tinh tường. Trương Dương cũng hiểu được quy tắc và sự tị húy trên quan trường, đề tài của hắn phần lớn đều là tiến hành xoay quanh hai người con trai của Tiêu Nãi Vượng. Khi hắn tới Nam Võ, bởi vì cứu cháu của Tiêu Nãi Vượng, cho nên Tiêu Nãi Vượng đặc biệt mở tiệc rượu để biểu lộ lòng cảm ơn, Trương Dương cũng thông qua bữa tiệc đó mà quen với người nhà của Tiêu Nãi Vượng, còn giới thiệu con trai út Tiêu Thư Đường của Tiêu Nãi Vượng tới Bệnh viện Khoa Não của Vu Tử Lương thực tập. Tiêu Nãi Vượng là người rất khéo miệng, Trừng mừng trong ngôn ngữ nắm cũng rất chuẩn, có lẽ tính tình của y vốn là như vậy, hoặc là có lẽ y mới tới Bình Hải, lúc mới đầu cần một quá trình để thích ứng. Sau khi tiêu nãi vượng rời đi, cố Doãn Chi và Trương Dương cùng nhau tới trước mộ phần của cố Giai Đồng, Trương Dương cúng xong, cùng cố Doãn Chi ngồi ngay tại bãi cỏ trước mộ phần, hắn từ trong ba lô lấy ra một chuỗi Phật Châu mà ân thiện Pháp Sư đưa cho hắn rồi tặng lại cho cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi tiếp lấy Phật Châu, mỉm cười nói, nghe nói cậu và yên nhiên đã đính hôn à, Trương Dương gật đầu, ở trước mộ phần cố dài đồng nhắc tới chuyện này, từ đáy lòng hắn luôn thấy có chút ái náy. Cố Doãn Chi vui vẻ nói, rất tốt, con gái của Hoài Minh rất không tồi, cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng đến lúc nghĩ tới hôn nhân đại sự. Trương Dương dạ một tiếng. Cố Doãn Chi nói, có nhớ có một lần cậu thỉnh giáo tôi, tôi đã từng nói với cậu, đừng làm đứa bé xui xẻo không. Trương Dương bật cười, cha, con không nghe lời cha dặn, luôn không nhịn được mà đi làm đứa trẻ xui xẻo. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, thật ra hiện tại, câu nói kia của tôi chưa chắc đã đúng, người khác nhau, phương pháp làm việc cũng khác nhau, tôi dùng kinh nghiệm của mình để chỉ đạo cậu làm việc, vốn đã là sai rồi. Trương Dương nói, trên thực tế, con không nghe lời cha nói, ở trong quan trường luôn vấp phải chắc trở. Cố Doãn Chi cười nói, cũng may là cậu không đến nỗi đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập tới cửa gặp tôi trương dương nói đó là vì con da dày thị chịu đòn tốt cố doãn chi vỗ vỗ vai trương dương rồi đứng dậy quan trường là nơi khô khan nhạt nhẽo nhất nếu như không đi làm việc trong lòng chỉ nghĩ tới quyền lực không gì ngoài tranh đi đấu lại tôi hiện tại ngẫm lại lúc còn tại vị những gì còn nhớ chỉ là những việc đã làm cho người dân tôi cũng có một số chuyện không làm tốt ngược lại những ngày tháng đấu tranh quyền lực biến thành mơ hồ rồi thường thường đều không nhớ được mặc là có ngẫu nhiên nhớ tới, cũng chỉ thấy mình lúc ấy quá buồn cười, vì tranh đoạt một thứ gì đó mà mất đi thời gian làm việc. Trương Dương nói, hiện thực là, anh không đấu với người khác thì người khác cũng sẽ đấu với anh, con đường anh đi vốn không muốn trêu vào người khác, nhưng người ta muốn đi nhanh hơn, vốn cho rằng anh cản đường tiến tới của hắn. Cô Doãn Chi nói, từ những lời này của cậu, có thể nghe ra sự lý giải của cậu đối với quan trường lại thâm sâu sâu thêm một tầng. Trương Dương nói, Trung Quốc từ quan trường mà thành, không ngoài tranh đi đấu lại, trừ phi không làm gì, muốn làm thì phải chuẩn bị sẵn sàng đấu tranh. Cố Doãn Chi cười ha ha, nói, xem ra tôi đã lạc hậu rồi, cho nên người lớn tuổi thì nên về hưu, mất đi nhuệ khí và ý chí chiến đấu, làm sao có thể đứng vững trong quan trường được. Trương Dương nói cha, không phải ai cũng có thể thích ứng với sự chuyển biến vai trò như cha đâu, không phải ai cũng có lòng dạ rộng rãi như cha. Cố Doãn Chi nói, thằng nhóc, lại bắt đầu tâm bốc tôi rồi đấy à. Hai người hàn huyên một lúc, đều tài của Cố Doãn Chi lại quay trở về Cố Minh Kiệt. Ông ta nói khẽ, hai ngày trước nhà máy chế dược Giang Thành xảy ra một chuyện, nhân viên quản lý trung tầng toàn bộ từ chức, Minh Kiệt bị chuyện này khiến cho rất mệt mỏi. Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn đã sớm đoán trước phương pháp quản lý của Cố Minh Kiện sẽ làm nhà máy chế dược Giang Thành sinh ra mâu thuẫn, nhưng hắn không ngờ mâu thuẫn lại trở nên gay gắt nhanh như vậy. Cố Doãn Chi nói, vốn chuyện sinh ý của nó tôi cũng không muốn hỏi đến, nhưng nhà máy chế dược Giang Thành là sự nghiệp mà một tay dài đồng sáng lập lên, tôi thật sự không đành lòng nhìn nó sụp đổ như vậy. Trương Dương nói, cha, thật ra chuyện này con cũng đã đã sớm muốn nói với cha rồi, Minh Kiện làm việc lòng nghi ngờ quá nặng, cậu ta không tín nhiệm đám lão thần tử của nhà máy, sau khi vào làm chủ nhà máy dược, đã tiến hành thay máu ban quản lý, Thường Hải Thiên cũng là bởi vì nguyên nhân này mà rời khỏi nhà máy dược, lần này nhân viên quản lý trung tầng từ chức có thể cũng có liên quan tới phương diện này. Cố Doãn chi thở dài nói, thằng ôn này lòng giả có vấn đề, tôi vẫn cho rằng nó bị vấp ngã thì sẽ khôn hơn, nhưng không ngờ lại khiến đầu óc nó biến thành đa nghi như vậy. Trương Dương nói, cha, thật ra dai đồng lúc sinh tiền có để lại một số cổ phần cho cha và dưỡng dưỡng, sau khi cô ấy gặp chuyện không may, con đã rút cổ phần ra, Đầu tư vào nhà máy vắc sinh vật của Thường Hải Thiên, hiện tại một nửa cổ phần của nhà máy vắc sinh vật Hải Thiên là của hai người. Chương 878, làm tốt bổn Phật 4. Cố Doãn chi cười cười, ông ta chỉ hơi nghĩ một chút là đoán ra nội tình của chuyện này, con gái để lại cổ phần cho mình và dưỡng dưỡng, chuyện này không thể chỉ nói với Trương Dương thôi được, chắc là những cổ phần này vốn thuộc về Trương Dương, ông ta từng nghe con gái nhắc đến nếu không phải có mấy phương thuốc của trương dương thì nhà máy dược giang thành cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà từ lỗ thành lãi phát triển tới quy mô như hiện tại cho dù con gái để lại một khoản cổ phần cho trương dương thì đây cũng là điều đúng đắn cố doãn chi nói trương dương tôi lo nhà máy dược giang thành nếu tiếp tục nằm trong tay nó thì sớm muốn gì cũng sụp đổ trương dương nói tình huống kinh doanh cụ thể của nhà máy dược giang thành con cũng không rõ lắm nhưng con biết từ lúc minh kiện tiếp quản nơi đó nhân sự của nhà máy dược giang thành thường xuyên thay đổi, điều này đối với sự phát triển của xí nghiệp thì không phải là chuyện tốt. Cố Doãn Chi gật đầu. Ngoài cửa vang lên tiếng ô tô, chính là Cố Minh Kiện và Liễu Duyên về, quả nhiên nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Sắc mặt của Cố Minh Kiện cũng không dễ coi nói, chuyện của nhà máy dược giang thành gần đây khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán, từ sau khi hắn tiếp nhận nhà máy dược, sản lượng tiêu thụ liên tiếp đi xuống, Cố Doãn Chi nói cũng không sai, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà máy dược mà cố giai đồng khổ cực kinh doanh lên sớm muộn gì cũng sẽ mất cha tay hắn nhìn thấy trương dương cố minh kiện vẫn cười cười chào hỏi câu đầu tiên của hắn cũng bắt đầu từ màu da của trương dương trương dương anh mới đi châu phi về à sao giống như là dân chạy nạn thế trương dương cười nói tới tây tạng hiến tặng lòng nhân ái cố minh kiện nói lấy tiếng nhất định là lấy tiếng cầm tiền của mình tới tây tạng thì gọi là lòng nhân ái còn dùng tiền nhà nước tới tây tạng thì gọi là lấy tiếng cố doãn chỉ ở bên cạnh nghe vậy không khỏi nhíu mày cố minh kiện nói trương dương nghe nghe nam thích các anh lại làm khu cao tân không biết có chuyện này không trương dương gật đầu nói có tin tức của cậu sao chẳng linh thông tí nào thế hiện tại anh đức nhĩ đã ký hợp đồng rồi còn có khu đất của sân thể dục cũ cũng được xác định trở thành quảng trường dữ liệu mộng thần về sau xây dựng xong sẽ trở thành thị trường trung tâm của ngành máy tính bình hải cố minh kiện nói nghe nói là kiều mộng viện làm à đúng vậy cô ta là đại cổ đông còn có một bộ phận là phía hong kong đầu tư cố minh kiện nói giúp tôi lưu ý một khối đất nhé tôi muốn xây nhà máy ở nam tích cố doãn chi cuối cùng cũng không nhịn được nói làm hải và nhà máy dược giang thành không đủ để con làm à còn xây nhà máy cái gì nữa cố minh kiện cười nói cha hiện tại ngành máy tinh đang phát triển cao tốc Nhu cầu của trong nước ngoài nước đối với linh kiện máy tính đều ngày một tăng, dưới tình thế trước mắt nếu bảo thủ thì sẽ mất cơ hội phát triển, cho nên con định đẩy xí nghiệp theo hướng mới." Cố Doãn Chi hừ lạnh nói, là đẩy vào hố lửa mới đúng. Cố Minh kiện bị những lời này của cha khiến cho đỏ mặt, "Cha, cha không phải là không hỏi chuyện sinh ý của con ư?" Cố Doãn Chi nói, "Chuyện của Lam Hải thì tôi mặc kệ, nhưng nhà máy dược Giang Thành có cổ phần của tôi và dưỡng dưỡng hơn nữa hai người cổ phần của hai người chúng tôi còn chiếm đại đa số anh chuẩn bị một chút đi mau chóng giao ra đây quyền quản lý ra cố minh kiện tràn ngập kinh ngạc nói cha cha có ý gì cố doãn chi nói không có ý gì cả tôi không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của chị anh bị anh phá hủy cố minh kiện liếc trương dương một cái trương đại quan nhân vừa thấy ánh mắt của thằng ôn này liền thầm kêu hỏng ôi. cố doãn chi ở trước mặt dạy dỗ cố minh kiện thằng ôn này có tám phần là tính món nợ này lên đầu mình có 89 phần 10 cho rằng là mình mách lẻo hắn. Thật ra Cố Doãn Chi luôn luôn tư duy kín đáo, ông ta hôm nay ở trước mặt Trương Dương nói ra những lời này không phải bởi vì ông ta thiếu cân nhắc, mà là vì Cố Doãn Chi không coi Trương Dương là người ngoài, ông ta đã sớm coi Trương Dương như người trong nhà, mà khi người một nhà ở cùng nhau thì không có gì là không nói được, ông ta cũng không ngờ coi trai mình lại không nghĩ được. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi có lúc sơ suất. Cố Minh Kiện nói cha, chuyện của xí nghiệp cha không hiểu đâu. Cố Doãn Chi cười lạnh nói, tôi không hiểu ư, tôi quản được cả Bình Hải, tôi còn không quản tốt được một xí nghiệp à, là anh tự mình giao quyền quản lý ra hay là tôi tới công ty mở một cuộc họp ban giám đốc rồi đuổi anh đi đây. Trợ lý liễu duyên của Cố Minh Kiện nhìn thấy tính hình không ổn, vội vàng đi rót trà, đưa tới trước mặt Cố Doãn Chi, bác cố, bác uống trà đã. Cố Doãn Chi nhìn thẳng vào con trai, lúc trước cho anh tiếp quản nhà máy dược là muốn anh làm tốt sự nghiệp mà chị anh để lại, để nhà máy dược phát triển tốt hơn, nhưng nhìn sau anh về sau đã làm gì. Người được bổ nhiệm toàn là thân tín của mình, ra sức đàn áp lực lượng nòng cốt của nhà máy dược, thường hải thiên đi rồi, nhân viên quản lý trung tầng của nhà máy dược cũng toàn bộ từ chức. Con không đuổi họ đi, là bọn họ nhắm vào con. Cố Doãn Chi nói, ai nhầm vào anh, là chính anh không có bản sự. Ông ta càng nói càng tức giận, Đứng dậy nói, Liễu Quảng Dương đảm nhiệm chức phó quản đốc nhà máy, Liễu Quảng Dương là ai? Ông ta nhìn sang Liễu Duyên. Liễu Duyên mặt trắng bệch, cúi đầu không dám nhìn ông ta. Liễu Quảng Dương là anh trai cô ta, Cố Minh Kiện dùng Liễu Quảng Dương dẫn tới chia bớt quyền lực của Thường Hải Thiên, mới khiến Thường Hải Thiên nản lòng thoái chí, hạ quyết tâm rời khỏi nhà máy dược. Cố Doãn chi nói, anh để một người còn chưa tốt nghiệp trung học đảm nhiệm chức phó quản đốc của nhà máy dược giao hết chuyện lớn nhỏ của nhà máy dược cho hắn làm một người như vậy làm sao có thể phục chúng được cố minh kiện nói cha bằng cấp cũng không thể đại biểu cho trình độ quản lý của một người cố doãn chi nói tôi không vì nguyên nhân bằng cấp mà coi thường ai cả nhưng sản lượng tiêu thụ của nhà máy dược sờ sờ ra đó tôi tuy rằng không ra khỏi cửa nhưng tôi vẫn quan tâm tới tình hình kinh doanh của nhà máy dược cố minh kiện nói cha có ý gì cho rằng con chân ngoài dài hơn chân trong ư con đang tự phá hủy xí nghiệp của gia tộc mình. Cố Doãn Chi lắc đầu nói, anh khiến tôi rất thất vọng, anh là nam đinh duy nhất của nhà chúng ta, anh đã trưởng thành, là một nam tử Hán, nên ưỡn ngực gánh tránh nhiệm mà mình nên gánh. Cố Minh Kiện nói cha, cha đừng có mãi mang thành kiến mà nhìn con, trong mắt cha, con vĩnh viễn là một đứa trẻ không lớn, con không có năng lực như chị, con không nghe lời như dưỡng dương, nhưng cha có từng nghĩ rằng, là bản thân cha có vấn đề, cha già rồi, Cha sớm đã không đi kịp thời đại. Cố Doãn Chi nói, tôi quả thực đã già, tôi cũng thừa nhận tôi không theo kịp thời đại, nhưng tôi hiểu vị trí của mình, còn anh, anh ngay từ đầu đã được sinh ra dưới vầng hào quang của tôi, mỗi một sự nghiệp mà anh làm hiện tại đều là sau khi chị anh làm tốt rồi để lại cho anh, anh có tự hỏi mình bản thân anh đã tự làm được chuyện gì chưa? Mặt Cố Minh kiện đỏ lên, cha khinh thường con, cha trước giờ đều luôn coi thường con. Cố Doãn Chi nói, cuối tuần tôi sẽ tới Giang Thành, tôi cho anh thời gian 3 ngày, quyền quản lý nhà máy dược, anh phải giao ra đây. Cố Minh Kiện oán hận gật đầu, hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi, hắn lạnh lùng lườm Trương Dương một cái, Trương Đại Quan Nhân thật sự có chút không mặc danh kỳ diệu, trời đất chứng giám, chuyện hôm nay không có chút liên quan gì tới hắn. Cố Minh Kiện đi rồi, Cố Doãn Chi chậm rãi ngồi xuống ghế. Trương Dương vội vàng thay chén trà nóng cho ông ta, quan tâm nói cha, Cha đừng nóng dân, làm tổn thương tới sức khỏe thì không đáng đâu. Cố Doãn Chi đầy cảm xúc nói, tôi thật sự không yên tâm, tôi không yên tâm, tôi không yên tâm, tôi sợ sự nghiệp mà Giai Đồng cực khổ khai sáng ra bị hủy trong tay tên phế vật này. Mỗi ngày tôi đều quét dọn phòng của Giai Đồng một lần, mỗi một vật trong phòng nó đều còn nguyên như lúc nó còn sống. Trương Dương, cậu hiểu không? Cậu có thể hiểu tôi không? Trương Dương cầm tay Cố Doãn Chi, mắt đỏ lượng lên, hắn đương nhiên hiểu Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi coi nhà máy dược Giang thành như một bộ phận của sinh mệnh con gái mình, y không đành lòng nhìn nhà máy dược cứ vậy đi xuống. Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, lúc trước hắn không nên để Thường Hải Thiên đi, trong chuyện của nhà máy dược, hắn nên sớm nhắc nhở Cố Doãn Chi, không nên để Cố Minh kiện tùy ý làm bậy, để hắn làm cho nhà máy dược loạn thất bát tao như bây giờ. Trương Dương nói: "Cha, nhà máy dược sẽ không sập đâu, có cha, có con, còn có gia đồng nữa." con tin giai đồng sẽ chúc phúc cho chúng ta. Cố Doãn Chi gật đầu, ông ta nói khẽ tôi muốn đích thân quản lý nhà máy dược này, giai đồng đã nói, muốn đưa nhà máy dược Giang Thành trở thành nhà máy dược số một Trung Quốc, muốn đưa nhà máy dược ra thế giới, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của nó. Mặt của Cố Doãn Chi tràn ngập lòng tin và sứ mệnh cảm, sau hai năm nhàn rỗi ở nhà, lần đầu tiên ông ta có ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy, ông ta đã tìm thấy mục tiêu để phấn đấu. Cha, con vĩnh viễn đứng cùng một chỗ với cha. chương 879, phân biệt nói chuyện 1 Trương Dương rời khỏi biệt thự Hồ Thu Hà, bởi vì hắn lái xe đến, cho nên không thể không đi bộ một đoạn, chưa đi được bao xa thì nhìn thấy Cố Minh Kiện đứng ở phía trước chờ hắn. Cố Minh Kiện nhìn thấy Trương Dương, có chút kích động lao về phía hắn, gã tóm lấy áo Trương Dương, nói Trương Dương, anh vì sao muốn hại tôi? Vì sao? Trương Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, Minh Kiện, tôi hôm nay tới đây là để tảo mộ cho giai đồng, tôi cũng không nói xấu gì cậu cả, chuyện trên sinh ý của cậu, tôi cũng không có hứng thú, tôi lại cả người không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Cố Minh Kiện cười lạnh nói, thật sự là tình thâm nghĩa trọng quá nhỉ, cứ như mình là một tên quân tử trí tình trí thánh vậy, anh đừng cho rằng những công phu ngoài mặt này là có thể che mắt được tất cả mọi người, chỉ tôi cho cốt chưa lạnh, anh đã vui vẻ đi đính hôn với người khác rồi. Cha tôi già rồi nên hồ đồ, chỉ có ông ấy mới tin anh anh đừng cho rằng anh làm bất kỳ chuyện gì cũng có thể thần không biết quỷ không hay. Trước khi Thường Hải Thiên đi, từ trong nhà máy lấy ra bao nhiêu tiền. Tôi không phải là không biết, tôi chỉ là không muốn nói, đúng là lăn lộn trong quan trường có khác, đã để cho người khác cảm thấy anh trọng thì nghĩa thì đừng có lặng lẽ đi mò vét lợi ích. Trương Dương không hề bởi vì sự chỉ trích của Cố Minh Kiện mà tức giận, hắn vỗ tay Cố Minh Kiện nói, bỏ ra, tôi không muốn làm cậu bị thương. Cố Minh Kiện nói, anh anh hùng lắm, sát khí lắm lợi ích từ trên trời rơi xuống mà anh không ngờ vẫn không thỏa mãn còn chạy tới nhà chúng tôi để chia rẽ tình cảm cha con chúng tôi trương dương nói cố minh kiện lòng nhẫn nại của tôi cũng có mức độ thôi tôi đã nói với cậu rồi chuyện hôm nay không liên quan gì tới tôi cố minh kiện gầm lên đừng con mẹ nó giả nhân giả nghĩa anh lừa chị tôi nếu không phải là bởi vì anh chị tôi sao mà chết chị tôi chính là bị anh hại chết Câu này của hắn đã chạm vào vào nỗi đau trong lòng Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân đột nhiên hất tay hắn ra, hung hắn tát cho hắn một cái, sau đó một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Liễu Duyên đứng ở đằng xa hét lên một tiếng, vội vàng chạy về phía này. Cố Minh Kiện nằm trên bãi cỏ, cười điên cuồng, miệng hắn chảy máu, mày vĩnh viễn không phủ nhận được đâu, chỉ tao chính là bị mày hại chết. Trương Dương trở lại Nam Quốc Sơn Trang, tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn cũng không thèm để ý Cố Minh Kiện nhìn mình như thế nào, nhưng lời nói của Cố Minh Kiện lại hắn nhớ tới Cố Giai Đồng, chạm nỗi đau chôn sâu trong lòng hắn. An Ngữ Thần cũng cảm thấy được tâm tình của Trương Dương không tốt, đề xuất cùng Trương Dương đi đánh gôn, thả lòng tâm tình một chút, Trương Dương miễn cưỡng cười nói, ừ thì đi. Gặp bọn họ toàn bộ dọc theo đường nhỏ của Nam Quốc Sơn Trang thì gặp Tổng Giám Đốc Nhậm Văn Bân của Sơn Trang. Nhậm Văn Bân đang lái xe điện đi tuần tra trong Sơn Trang, gã đỗ xe điện ở bên cạnh Trương Dương, cười nói, chủ nhiệm Trương, nghe nói ngài tới, vẫn chưa kịp tới chào hỏi ngài. Trương Dương cười cười gật đầu, giám đốc nhâm, cứ làm việc của anh đi, chúng tôi đi tản bộ một chút. Nhậm Văn Bân nói, phó thị trưởng Tần Thanh và mấy cán bộ của khu khai phá Lam Sơn có tới, tôi vừa an bài cho bọn họ xong. Trương Dương nghe nói Tần Thanh tới, vội vàng hỏi số phòng của bọn họ, để tiện lát nữa tới bái phòng. Nhậm Văn Bân lái xe đi rồi, An ngữ thần nhìn Trương Dương, ánh mắt ít nhiều có chút ý vị sâu xa. Trương Dương nói, sao nhìn anh như vậy? An ngữ thần nói, anh và chị Thanh có phải có chút vấn đề hay không? Trương Dương cố ý nghiêm mặt nói, đừng nói lung tung. An ngữ thần cười nói, vậy là có rồi, anh nói nghe thử đi, dẫu sao em cũng không nói ra ngoài đâu. Trương Đại quan nhân đối với an ngữ thần cổ quái lém lỉnh thật sự là bất lực. Hắn cười khổ nói, bà cô à, em cho rằng anh vì tiện vậy ư? anh không phải là tùy tiện, mà là rất tùy tiện, dựa theo cách nói lưu hành trong nước thì tác phong sinh hoạt của anh có vấn đề. Trương đại quan nhân có chút kinh hãi nhìn nhìn chung quanh, hạ giọng nói, cô bé, để người khác nghe thấy là anh gặp phiền phức lớn đó. An ngữ thần cười nói, có điều em thích. Thích anh cái gì? Chỗ nào cũng thích, an ngữ thần thật đúng là giỏi nói. Trương Dương nói, em thấy con người anh không phải là quá hoa tâm không? An ngữ thần nói: Anh có hoa tâm hay không thì chẳng liên quan gì tới em. Dẫu sao thì em cũng không rời anh được. Em là một con quỷ đoàn mệnh. Anh không luyện công với em thì em khẳng định là không sống được lâu nữa. Vậy đành để anh luyện công cùng em thôi, cho anh chiếm chút tiện nghi. Nói sao thì em cũng phải chịu thiệt mà. Trương Dương không nhịn được cười nói: Mỗi lần đều là anh phải tốn sức, anh xuất lực, anh đổ mồ hôi. An ngữ thần mặt đỏ bừng, em thì không ra sức, em thì không đổ mồ hôi ư? anh còn chảy cái đó nữa. An ngữ thần thẹn thùng chun mũi, nói, muốn chết à, rồi đánh chết tên sắc lang anh. Trương đại quan nhân lúc này tâm tình đã thoải mái hơn một chút, hắn chạy hai bước thì thấy đằng trước có người đi tới đây, vội vàng dừng lại, đây dù sao cũng là nơi công cộng, cãi nhau ẩm ý thì còn ra thể thống gì. An ngữ thần thì mặc kệ, xông lên tóm lấy cánh tay hắn rồi vặn lại, Trương Dương nhắc nhở có người đến, có người đến. An ngữ thần lúc này mới chịu thả ra, anh là đồ hạ lưu. Trương Đại Quan Nhân ra vẻ đứng đắn ho khan một tiếng, hắn phát hiện quan hệ giữa mình và An ngữ thần hoàn toàn thay đổi rồi. Trước đây còn có thể ngụy trang thầy trò, nhưng hiện tại người làm sư phụ như mình lại ăn thịt đệ tử. Tuy rằng điểm xuất phát lúc ban đầu là để chữa thương cho An ngữ thần, nhưng Trương Đại Quan Nhân cũng không thể phủ nhận động cơ của mình đối với cô ta tuyệt không chỉ là đơn thuần như vậy. Lúc này nếu là thời đại tùy thì sợ mình đã bị nước bọt phỉ nhổ nhấn chìm rồi buổi chiều là lúc hai người trốn trong biệt thự song tu, an ngữ thần tóc mây rối tung một đôi cánh tay ngọc trần trụi ôm cổ hắn, đôi mắt quyến rũ đầy đê mê nhìn hắn, nói trương dương, trong lòng anh quả nhiên là chỉ vì cứu em, không có một chút tư tâm tạp niệm nào ư. Trương đại quan nhân nói, anh bảo này, em có thể chuyên chú một chút hay không, đây chính là đại sự liên quan tới tính mạng đó. Cặp đùi thon dài của an ngữ thần quấn chặt lấy người hắn, dịu dàng nói dịu dàng nói, em muốn anh nói, em muốn anh nói. Trương Dương nói, đừng linh tinh, rất dễ tẩu hỏa nhập ma đấy. An ngữ thần nói, chúng ta lần này không luyện công nữa, anh nói cho em biết đi. Trương đại quan nhân thở dài nói, em hỏi như vậy, khiến anh cảm thấy mình giống như cầm thú vậy, em là đồ đệ của anh, người làm như sự phụ như anh mà làm vậy, thật sự là không còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa. An ngữ thần cười khanh khách nói, anh vốn chính là cầm thú mà, có điều em thích. Cô ta vươn tay ra nhéo nhéo mũi Trương Dương. Trương đại quan nhân dùng sức hướng người lên, an ngữ thần rên khẽ một tiếng, cô ta theo bản năng ôm chặt người Trương Dương, sướng quá. Trương Dương, em muốn vĩnh viễn được ở bên anh, lời nói nu tình, tự nhiên lại khơi dậy phản ứng mãnh liệt của Trương Dương, có điều lần này hai người tuyệt đối không phải là đang luyện công. Bất kể động cơ của Trương đại quan nhân có đơn thuần hay không, có một điểm không thể phủ nhận, trạng thái thân thể của an ngữ thần đang khôi phục nhanh chóng, thuật song tu đã tu phục lại kinh mạch trong cơ thể của cô ta, Minh Hằng Du giả thuật lại làm chậm tốc độ trao đổi chất của cô ta, Trương Dương đối với việc chữa khỏi bệnh tình của cô ta lần đầu tiên tràn ngập lòng tin lớn như vậy. An ngữ thần buổi chiều hôm ấy phải tới Giang Thành, ngày mai chính là Thanh Minh, người nhà của cô ta đều từ các nơi tới núi Thanh Đài tảo mộ, cô ta phải tới núi Thanh Đài trước để hội hợp với bọn họ. Lần này An ngữ thần đi chủ yếu là để gặp ông nội lão đạo sĩ, trong lúc cô ta mất tích, người thật sự quan tâm tới cô ta cũng chỉ có Trương Dương và lão đạo sĩ, thậm chí ngay cả cha của cô ta cũng không biểu hiện ra quá nhiều sự chú ý đối với sự mất tích của con gái. Đương nhiên An Ngữ Thần còn muốn đi làm một chuyện rất quan trọng, cô ta trước khi tới Tây Tạng đã lặng lẽ viết một bản di chúc, nếu mình chết, cô ta sẽ để lại tất cả tài sản cho Trương Dương, chuyến đi Tây Tạng lần này cũng khiến cô ta một lần nữa giấy lên hy vọng khang phục, một số nội dung trong di chúc phải sửa lại một chút, cô ta còn không muốn cho Trương Dương biết chuyện này quá sớm. Tần Thanh lần này tới đây là để tham gia hội nghị trao đổi công tác giữa các khu khai phá trong tỉnh Lý, cô ta đương nhiên không ngờ Trương Dương cũng ở Nam Quốc Sơn Trang, tuy rằng cô ta lúc trước có biết Trương Dương tới Tây Tạng, nhưng cô ta không ngờ Trương Dương đã trở lại. Khi chuông cửa vang lên, Tần Thanh từ trong mắt mèo nhìn thấy Trương Dương đen như cục than đứng ở ngoài cửa, cô ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc và kinh hỉ, mở cửa phòng, Trương đại quan nhân như một làn gió bước vào. Tần Thanh nói, anh không phải đi Tây Tạng ư? Trương Dương nói, về từ sáng rồi, anh còn nghĩ rằng em là đặc biệt đến Đông Giang để đón anh. Chương 880, phân biệt nói chuyện hai. Tần Thanh cười nói, em có biết anh về đâu, hai ngày trước em gọi điện thoại cho anh nhưng không được, trong lòng đang lo lắng cho anh đây. Trương Dương vươn tay chuẩn bị đóng cửa thì Tần Thanh lại nói, sắp có mấy đồng chí của khu khu khai phá tới đây rồi. Trương Dương hiểu ý của cô ta, vươn tay ra kéo cửa ra một chút cười nói công phu bịt tai trộm chuông của thị trường tần càng lúc càng lợi hại tần thanh trợn mắt lườm hắn chỉ chỉ vào salon ý bảo hắn ngồi xuống cô ta từ trong tủ lạnh rất ra một chai nước nước khoáng đưa cho trương dương thế nào rồi tìm được an tiểu thư không trương dương gật đầu tôi vừa mới tiên cô ta xong cô ta tới núi thanh đài tảo mộ người nhà của cô ta ngày mai sẽ từ hong kong tới tần thanh nói đi gấp thế ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không được à Trương Dương cười nói, về sau còn có cơ hội gặp mặt mà. Hai người vừa vừa nói chuyện vừa lưu ý động tĩnh bên ngoài, thân ở quan trường, rất nhiều chi tiết cần phải chú ý. Dưới tình huống hiện tại, đương nhiên không thích hợp tham thảo vấn đề quá cá nhân, Tần Thanh nói mục đích tới Đông Giang của mình như vậy cho Trương Dương hay. Trương Dương nhớ tới chuyện hôm nay gặp Tiêu Nãi Vượng, cười nói chị biết không? Bí thư thị ủy Nam Võ Tiêu Nãi Vượng đã đến Bình Hải đảm nhiệm chức phó tỉnh trường thường vụ rồi. Tần Thanh gật đầu, tôi biết rồi, tôi lần này đến cũng là chuẩn bị gặp mặt ông ta. Trương Dương nói, sáng nay tôi đã gặp y rồi, ở chỗ bí thư cố. Tần Thanh ngây ra một thoáng rồi chợt hiểu ra mục đích tiêu nãi vượng tới chỗ cố doãn chi đầu tiên. Cô ta đạo, tỉnh trường tiêu là muốn trước tiên hiểu rõ tình huống. Trương Dương nói, tôi không biết nhiều về y, chỉ gặp mặt mặt ở thành phố Nam Võ. Tần Thanh mỉm cười nói, những lãnh đạo thượng tầng này chúng ta vốn không cần phải hiểu, những quan viên hạ cấp như chúng ta không làm ảnh hưởng đến quyết sách của bọn họ, điều cần làm là chấp hành, làm tốt công tác mà mình được phân. Trương Dương nói, chị Thanh, theo lời chị nói, tỉnh trường tiêu là thuộc kiều phái hay là tống phái? Tần Thanh cười nói, nhất định phải có phái ư. Trương Dương nói, trên chính trị gọi là lập trường, chỉ cần lăn lộn trong quan trường, nhất định phải có có. Tần Thanh hỏi ngược lại, vậy cậu đứng ở bia nào? nói xong cô ta liền cười nói không cần phải nói cậu khẳng định đứng ở phía tỉnh trưởng tống rồi tống hoài minh là nhạc phụ tương lai của trương dương cho nên cô ta mới có thể nói như vậy trương dương nói tôi chỉ giúp việc không giúp người ai làm được việc thì tôi giúp người đó ngoặc kép tần thanh lộ ra vẻ không tin trương dương cười nói có điều tôi khẳng định đứng ở bên chị một cách vô điều kiện tần thanh gắt cậu đừng có nói vậy lúc này chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Lam Sơn Hà Quốc Phong và hai cán bộ khu khai phá khác tới đây tìm Tần Thanh nhìn thấy Trương Dương bọn họ đều cười cười chào hỏi Trương Dương hội giao lưu công tác giữa các khu khai phá ngày mai mới cử hành chiều nay không an bài hoạt động gì Hà Quốc Phong cho rằng Trương Dương đến cũng là vì chuyện này gã mỉm cười chủ nhiệm Trương nghe thành phố Nam Thích các anh đang làm khu Cao Tân à lần này đi trước chúng tôi rồi Trương Dương nói tôi cũng không rõ tôi hiện tại phụ trách công tác của ủy ban thể dục thể thao. hà quốc phong bật cười chủ nhiệm trương anh không gạt được tôi đâu. lam sơn và nam tích ở rất gần nhau phía các anh có gió thổi cỏ lai gì là chúng tôi đều biết trước tiên nghe nói khu cao tân chính là anh phụ trách trương dương cười ha ha nói tin việt thôi sao có thể như vậy rồi chỉ vận hội tỉnh thôi đã khiến cho tôi bận tối mày tối mặt rồi thị lý cũng giao cả hội kinh mậu cho tôi phụ trách nhưng khu cao tân thật sự không phải chuyện của tôi tân thanh cười cười trêu chủ nhiệm hạ anh quan tâm tới chuyện của nam tích như vậy có phải là đang ở doanh tàu mà lòng lại ở hán không hạ quốc phong vội vàng giải thích thị trường tần yên tâm tôi tuyệt không không hai lòng tuyệt đối không hai lòng tất cả mọi người đều bật cười hạ quốc phong nói thị trường tần tổng giám đốc nhậm văn bân của sơn trang đặc biệt mở tiệc chiều đãi chúng ta đám người chúng ta cô thấy Tần Thanh lắc đầu nói, buổi tối tôi không có thời gian, thế này đi, các anh đi đi. Giúp tôi cảm ơn ý tốt của giám đốc nhâm. Hạ Quốc Phong cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Trương Dương đề xuất cáo từ, không muốn không muốn ở đây quá lâu, để tránh người khác chi trích quan hệ giữa hắn và Tần Thanh. Vừa ly khai phòng Tần Thanh, Phó Thị trưởng Nam Tích Cung Kỳ Vĩ liền gọi điện thoại tới, thì ra Cung Kỳ Vĩ cũng tới Đông Giang tham gia hội nghiên cứu và thảo luận phát triển kinh tế khu khai phá Bình Hải, Trương Dương có chút kỳ quái, cung kỳ vĩ tham sao biết mình đã về, cung kỳ vĩ trong điện thoại đã nói cho hắn biết đáp án, chính là thường lăng phong tiết lộ. Cung kỳ vĩ ngủ lại ở nhà khách chính phủ tỉnh, bảo Trương Dương ngay bây giờ tới gặp y, thuận tiện cùng y tới văn phòng của Tống Hoài Minh. Cung kỳ vĩ và Tống Hoài Minh hẹn gặp mặt vào lúc 4 giờ chiều, Trương Dương cũng không rõ vì sao cung kỳ vĩ chỉ đích danh mình, chẳng lẽ chỉ là vì hắn là con rể tương lai của Tống Hoài Minh. Trên đường tới chính phủ tỉnh, Cung Kỳ Vĩ mới nói rõ nguyên nhân, nhạc phụ đại nhân của cậu đang phát hỏa, lần này tôi phải bị ăn mắng rồi. Trương đại quan nhân thế mới biết Cung Kỳ Vĩ gọi mình đến là để chia sẻ hỏa lực, không khỏi cười khổ nói, tôi nói này thị trưởng cung, chúng ta không thể cứ vậy được, có chuyện tốt thì anh không tìm tôi, nhưng bị nghe mắng là lại kéo cả tôi vào. Cung Kỳ Vĩ thở dài nói, năm nay các xí nghiệp nhà nước trong tỉnh đều xuất hiện nguy cơ, nam tích chúng ta cũng vậy, tình trạng kinh doanh của xí nghiệp không tốt tiền lương của công nhân không thể phát đúng hạn, cuộc sống của bọn họ liền sẽ xuất hiện vấn đề. Chuyện này thị lý đã đang bắt tay vào giải quyết rồi, nhưng vẫn có công nhân không ngừng tới tỉnh lý khiếu nại. Trương Dương nói, nếu không ông chỉ có nam tích có vấn đề thì anh sợ cái gì? Tỉnh trường Tống không thể chỉ nhằm vào chúng ta được. Cung Kỳ Vĩ nói, hội nghiên cứu và thảo luận phát triển kinh tế khu khai phá lần này, chủ nhiệm hội quản ủy của các khu khai phá thành phố của Bình Hải đều tới, các phó thị trưởng được phân quản công tác xí nghiệp vốn cũng không cần tới đây, nhưng tỉnh trưởng Tống Điểm Danh gọi chúng tôi tới là vì sao? Vì để tìm chúng tôi khiển trách. Trương Dương nói, phê bình từng người một ư. Cung kỳ vĩ cười khổ nói, còn không phải sao, tôi là nghe phó thị trưởng Tiếu Minh của Giang Thành nói, anh ta bị mắng như tưới máu chó vào người kia kia Nói tới đây cung kỳ vĩ ý thức được mình nói sai rồi, cười ha ha, nói anh đừng nói lại những lời vừa rồi của tôi ra ngoài nhé tôi là loại người sau này ư cung kỳ vĩ nói tôi thấy tỉnh trưởng tống lần này tức giận thật rồi trương dương nói tôi đi theo thì có tác dụng gì cung kỳ vĩ nói tôi muốn ở trước mặt ông ta đề xuất mấy ý kiến có cậu tôi cũng vững dạ hơn trương dương cười nói uổng cho tôi vẫn coi anh là đấu sĩ không sợ chết nói cả nửa ngày thì ra là anh đang sợ cung kỳ vĩ nói quan lớn đè một cái là chết người tôi sợ tỉnh trưởng đại nhân không cho tôi cơ hội lên tiếng Trước cung kỳ vĩ, Tống Hoài Minh đã hẹn năm phó thị trường, cung kỳ vĩ là người thứ sáu. Trương Dương hôm nay có chút cảm giác như bị dẫn ra pháp trường, nhưng nếu đã tới thì dẫu sao cũng không thể lâm trận bỏ chạy được, chỉ có kiên trì cùng cung kỳ vĩ tới văn phòng của tỉnh trường thôi. Tống Hoài Minh nhìn thấy cung kỳ vĩ và Trương Dương cùng nhau tiến vào, ánh mắt của y lướt trên mặt hai người một phòng, nói khẽ còn có chuyện cùng ra pháp trường à. Câu nói này đã chỉ rõ mục đích ghi hẹn gặp cung kỳ vĩ hôm nay. Trương Dương cười ha ha, nói tôi là tiện đường tới, vừa hay ở cửa gặp thị trưởng cung, nếu không tiện, tôi ra ngoài đợi. Thằng Ôn này đang nhân cơ hội để thoát thân. Tống Hoài Minh nói, nếu đã tới rồi thì cùng nghe một chút đi. Trương Dương chỉ có thể dừng chân. Cung Kỳ Vĩ cười theo, nói tỉnh trưởng Tống tìm tôi có việc gì à? Tống Hoài Minh gật đầu nói, tháng ba lượng khiếu oan của công nhân các thành phố thuộc Bình Hải gia tăng gấp 3 lần, con số này cũng khá là kinh người. Cung kỳ vĩ nói, nhiều như vậy ư, trong lòng y hiểu rõ, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả ngu. Tống Hoài Minh nói, đừng có giả vờ với tôi, các anh biết rõ mà, nhà máy máy móc điện tử của Nam Tích cũng nằm trong đó, tôi thật sự không biết những quan viên địa phương các anh làm kiểu gì nữa, để cho người dân người người oán trách, xí nghiệp sụp đổ, tiền lương cũng không phát. Cung kỳ vĩ không dám nói lời nào, họ tới khi Tống Hoài Minh phát hỏa xong mới rụt rè nói, gần đây tình trạng của các xí nghiệp quốc doanh vừa và nhỏ quả thực không tốt, chúng tôi cũng đang cân nhắc vấn đề cải cách. Bởi vì Tống Hoài Minh không cho bọn họ ngồi xuống nên hai người chỉ có thể đứng, trong lòng trương đại quan nhân rất ủy khuất, công nhân khiếu oan thì liên quan chó gì tới tôi, tôi là cán bộ quản thể dục thể thao, lão cung à lão cung, anh đã học được cái tính không có chút hậu đạo nào của Lý Trường Vũ rồi, chuyện gì cũng đều tóm tôi ra làm đệm lưng. Tống Hoài Minh nói cải cách thế nào, audio điện tử võ tấn bền hết chương 880